chương 611, bột kim cương. Ở nơi này có cả ánh nắng ban mai, cả người đường khả hình giống như đang ở trong mây, chỉ ngây ngốc ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn tới ân nguyệt dung trong kính giống như một con bươm bướm bận rộn, ở trong đống quần áo rực rỡ, bay tới bay lui, còn hát đem trái tim của anh, trái tim của em buộc vào một chuỗi. Chấm ngoặc kép, đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, nữ quản gia trẻ tuổi, từ lâm mỉm cười gọi nhỏ. À, đường khả hình bàng hoàng nhìn trang phu nhân mới tỉnh lại mời đến phòng tắm tắm rửa thay quần áo tử lâm nhìn đường khả hình mỉm cười nói thân thể của tôi không bẩn không cần tắm đường khả hình nhìn cô nói nhanh xin mời chấm ngoặc kép tử lâm vẫn mỉm cười nhưng cô là quản gia được tuyển chọn trong mấy trăm người quản gia ưu tú nhất nữ quản gia trẻ tuổi duy nhất đi theo bà chủ chuyện này chấm ngoặc kép đường khả hình thật sự hết sức khó xử khả hinh, lúc này tiêu đồng mới yên lặng đi tới, vừa lúc nhìn thấy ân Nguyệt Dung vẫn còn ở vui vẻ chọn lễ phục, cô quá quen thuộc tính tình của bà chủ, cũng không có chào hỏi, có chút căng thẳng nhìn đường khả hinh, nói nhỏ cô không sao chớ. Tổng giám đốc có chút lo lắng, gọi tôi đi vào xem cô. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hinh nhanh chóng bốc lửa, nắm chặt một cây lược ngọc, nhìn cô tức giận đến lồng ngực sắp nổ tung. nghiến răng nói nhỏ, anh ấy còn không biết xấu hổ kêu người tới xem tôi. Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao còn muốn chụp hình tôi và anh ấy giơ tay làm dấu yêu gửi cho Trang Phu Nhân xem? Vẻ mặt tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn đường khả hình, cười khổ nói, một chút nữa, cô mang giày cao gót đạp lên giày da của anh ấy, nhưng hôm nay cô nên ngoan ngoãn nghe lời trước, khó được gì Trang và chị Trang cũng ưa thích như vậy. Hiện tại bữa tiệc gia đình bên kia, tôi nghe được một tin tức nói chị Trang bởi vì cố di tiểu thư ở nước Anh chọc xì căng đan đào hoa cho lão đại, muốn chờ cô ấy sanh em bé xong, ném nó vào Đại Tây Dương. Đường khả hình hoảng sợ đến há hốc, con người cũng muốn rất ra. Cô ngoan ngoãn nghe lời, không có chuyện gì, trước tiên để cho qua hết hôm nay. Trang phu nhân là bảo bối của chủ tịch Trang chúng ta, bình thường không có việc gì đặt ở trong miệng còn sợ mất, cô phải phát huy tinh thần nghề nghiệp thư ký của mình, qua hôm nay thôi. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng lại khom lưng an ủi cô. Nhưng gì ấy muốn mua cho tôi 20 chiếc xe thể thao. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt đường khả hình đau khổ muốn khóc. Phốc. Audio điện tử võ tấn bền. Tiêu đồng không nhịn được bật cười nói, cô không cần là được rồi. Chấm ngoặc kép. Tôi mới vừa nói không cần, gì ấy đã nói mang 20 mẫu xe cho tôi lựa chọn, cho đến khi tôi hài lòng mới thôi. Đường khả hình không chịu nổi. Không có việc gì, không có việc gì, đồng ý trước. Một chút nữa đi ra ngoài là được, nghe lời hả, tôi đi trước, chấm ngoặc kép tiêu đồng không dám nói lung tung, chỉ vỗ nhẹ bả vai của cô, liền khe khẽ muốn đi ra ngoài. Đừng đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như đứa bé bị vứt bỏ, canh chừng bóng lưng cô, muốn khóc. Đường tiểu thư, mời, chấm ngoặc kép, tử lâm mỉm cười lại mời đường khả hình. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải bất đắc dĩ đứng lên, đi theo tử lâm cùng hai người giúp việc, đi qua hành lang, cô đi tới một hồ nước nóng trong suốt, cô lập tức thật căng thẳng ngẩng đầu, nhìn không gian trong suốt, kêu lên tắm ở chỗ này. Tử Lâm nhìn Đường Khả Hinh, ôn nhu cười giải thích nói, "Đường tiểu thư, cô đừng lo lắng, thủy tinh trong suốt có hiệu quả phản quang đặc biệt, cô có thể nhìn rất rõ ràng phong cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ là một kính chắn gió màu đen." "Có thật không?" Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn cô, có chút lo sợ ôm thân thể của mình, không tin cô. Tử Lâm chỉ mỉm cười thản nhiên. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng cô như vậy, cứ có cảm giác cô hết sức có chừng có mực, không giống một người quản gia bình thường. Chúng tôi biết cô có chút xấu hổ, mời thay quần áo đi vào hồ tắm, chúng tôi sẽ đi vào. Tử Lâm nói xong cũng đã dẫn người giúp việc đi ra hồ tắm. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tử Lâm quả thật dẫn người giúp việc xoay người đi ra ngoài, một mình cô chỉ ngây ngốc đứng ở trước hồ tắm to lớn, nhìn đá cẩm thạch màu xanh xây thành hồ tắm, bốn bề dùng mấy pho tượng cổ dựng ở bốn phía hồ tắm, chậm rãi phun ra nước nóng, trong bồn tắm tràn ngập sương mù, còn tản ra vô số cánh hoa hồng đỏ thấm, thậm chí tỏa ra những mùi thơm khác. Bởi vì hai ngày nay cô được bác dịch châm cứu và dùng thuốc, bây giờ khứu giác từ từ khôi phục một chút. Cô hết sức tò mò mùi thơm trong hồ, cũng biết hôm nay trốn không thoát, chỉ đành phải thật im lặng đưa bàn tay tới trước ngực, nhẹ nhàng cởi khăn quàng cổ nhỏ màu trắng, thả vào trên ghế dựa cạnh hồ tắm, sau đó là áo thun, còn lại quần áo, đồ lót, đôi chân trắng như tuyết nhẹ nhàng bước tới bậc thang, đi xuống hồ nước nóng, một làn nước ấm áp nhẹ nhàng ngâm thân thể lạnh lẽo của cô gái này, mùi thơm lan ra. Đường khả hình ngồi ở trong hồ, để cho nước qua vai, người mùi thơm này giống như trăm loài hoa trong vườn, ánh mắt của cô lập tức sáng lên, dù sao cũng là cô gái trẻ tuổi, không nhịn được vươn tay vẫy nhẹ hơi nước trong hồ tắm, cúi đầu ngửi nhẹ đến mấy lần, nhất thời mùi thơm thấm vào cả người, giống như lập tức làm cho tinh thần người ta chấn động, tâm trạng vô cùng sảng khoái, cô nhịn không được mỉm cười, lại vẫy nhẹ hơi nước ấm thả vào trong mũi người một cái. càng người thấy càng thích thú, càng người tâm trạng càng thoải mái. Tử Lâm dẫn ba người người giúp việc mặc quần áo ngắn màu trắng, mỉm cười đi tới, sau đó thật cẩn thận để cái khay xuống. Đường Khả Hinh ngạc nhiên quay đầu nhìn trong khay để một đĩa ngọc, bên cạnh đĩa ngọc còn có một cái mũ ngọc, hai bên để hai chung ngọc màu xanh biếc, trong suốt trơn bóng. cô ngạc nhiên hỏi đây là chấm ngoặc kép, tử lâm im lặng mỉm cười. Người giúp việc thật cẩn thận mở trung ngọc bên trái ra, nhất thời một mùi thơm hoa hồng nồng đậm mạnh mẽ, mang theo truyền thuyết thần kỳ tỏa ra. Thơm quá, chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm thán. Tử lâm thật cẩn thận quan sát màu hồng bên trong trung ngọc tinh xảo, mới mỉm cười nói, đường tiểu thư, đây là nụ hoa hồng băng bà chủ đặc biệt sai người hái xuống, không chờ nó nở hoa, sẽ tỏa hết hương thơm, liền thông qua phương pháp thủ công đặc biệt ghiền ép, lấy tinh chất hoa, chế luyện thành bột hoa hồng, một chung nước hoa hồng nho nhỏ, có thể cần 3.000 nụ hoa. Chấm ngoặc kép, đường khả hình trợn to hai mắt, kinh ngạc muốn đưa tay đụng vào. Đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, tử lâm mỉm cười ý bảo xin chớ đụng vào, bởi vì một chung bột hoa hồng là bà chủ đặc biệt điều chế cho đường khả hình và con gái, trong quá trình sử dụng, không thể dùng bất kỳ nhiệt độ của bàn tay đụng vào. Nếu không sẽ ảnh hưởng bột hoa hồng, bởi vì đường khả hình tắm rửa trước, mà trang ngải lâm còn chưa có ngâm nước ngọc, vì vậy không thể đụng vào. Đường khả hình có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn cô khẽ mỉm cười. Người giúp việc thật cẩn thận cầm cái mỗ ngọc, nhẹ múc ra bột hoa hồng, đặt nhẹ ở trong đĩa, sau đó mở một cái chung khác, từ bên trong múc ra chất bột màu trắng trong suốt. Đây là, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngạc nhiên nhìn chất bột màu trắng này, thật sự so với phấn thoa người bình thường còn muốn biến mịn hơn bột kim cương, chấm ngoặc kép, tử lâm mỉm cười nói. À, đường khả hình lại khẽ kêu lên, không thể tin nổi nói, bột kim cương. Cái này sẽ không quá lãng phí. Tử lâm mỉm cười nhìn cô, nói, ở châu Mỹ đã có không ít quý tộc hoàng thất dùng bột kim cương làm đẹp da, nó có tác dụng tẩy trắng da, có thể khiến cho da khôi phục mềm mại mịn màng giống như da trẻ em, thậm chí còn có thể làm cho da thịt sáng bóng. Làm đẹp bằng kim cương, làm đẹp bằng vàng, làm đẹp bằng ngọc đã sớm thịnh hành từ lâu. Cả chung đều là kim cương à, đường khả hình hoảng sợ. Đương nhiên là không phải. Chấm ngoặc kép, tử lâm mỉm cười nói, bên trong còn bỏ thêm tinh chất tảo biển. Nó và bột hoa hồng phối hợp lẫn nhau, rất tốt cho da, sinh ra tác dụng thần kỳ đối với da thịt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây ngốc, hiện tại cô rốt cuộc giật mình kinh ngạc suy nghĩ, trên thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện, thần kỳ như như hôm nay. Tử Lâm tự mình ngồi xổm phía trước, nhẹ nhàng bọc tóc dài của Đường Khả Hinh, cuốn thành búi tóc lỏng, dùng lực ngọc nhẹ cố định, lại dịu dàng chỉ điểm cho người giúp việc thật cẩn thận khuấy nhẹ bột hoa hồng và bột kim cương vào nhau. Sau đó cầm một chút bột, đầu tiên chút vào trên cổ trắng nõn của cô, lại quỳ gối bên người của cô, trà mạnh lòng bàn tay, sau đó dùng sức đặc biệt xoa bóp. Đường Khả Hinh ngồi ở trong hồ tắm, mở to ánh mắt mộng mơ, cảm nhận được sức lực của cô gái ở sau lưng, thật thoải mái lan khắp thân thể tâm trạng vốn có chút không thoải mái, nhưng bởi vì xoa bóp đặc biệt mà chậm rãi nhắm mắt lại. Tử lâm quan sát sắc mặt của đường khả hình biến hóa, lại căn dặn người giúp việc, tăng thêm nhiệt độ trong bốn pho tượng phun nước xuống. Nhất thời cả hồ tắm tràn ngập làn khói mù. Người giúp việc cả, phòng tổng thống, yên tĩnh, lặng lẽ làm công việc của mình. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới gấp gáp đi vào, phòng tổng thống, quả nhiên nhìn thấy mẹ đi tới đi lui ở bên trong phòng hoa lễ phục rực rỡ, anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi, lập tức gọi một tiếng, mẹ. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung giống như không nhìn thấy con trai, rất nhẹ nhàng đi tới phòng tắm. Trang hạo nhiên không nghĩ gì, liền đi theo phía sau mẹ, vừa đi vừa gấp gáp hỏi, khả hình đâu. Không biết, chấm than ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung cầm một chiếc nhẫn kim cương chút nữa khả hình sẽ đeo, đi về phía trước. Mẹ không biết, mẹ bắt cô ấy đến đây mà. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, giữa chúng con chấm ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung lập tức đứng ở bên cửa phòng tắm, xoay người nhìn con trai, hết sức muốn chết bóp anh, đẩy cửa ra, nói, mẹ đã nói Khả Hinh không có ở chỗ này, nơi này chỉ có con dâu của mẹ. Con dâu của mẹ cũng không có ở hồ tắm nước nóng. Chấm ngoặc kép. Cô nói xong, lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mẹ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn xoay người lại nhìn mẹ, cũng đang trong lúc xoay người lập tức ngửi được một mùi thơm hồ tắm ngoài trời, có mấy cái cô gái đang nhẹ nhàng hoạt động, anh hơi sững sờ, đôi tay đâm khẽ túi quần, hai mắt do dự lóe lên một cái, sau khi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn bước vào hai bước, tay nhẹ vén một tầng màn lụa màu tím, hơi ngẩng đầu lên, nhìn trong hồ nước tràn ngập sương mù, hai cô gái nửa quỳ, giống như đang dịu dàng xoa bóp cho người khác. Anh thở nhẹ một hơi, muốn xoay người đi khỏi, rồi lại không nhịn được hai mắt hơi mập mờ, nhìn thấy quần áo đặt bên cạnh ghế nằm, có khăn quàng cổ màu trắng, áo thun màu đen quần váy dài đáng yêu còn có áo lót nhỏ màu tím và quần lót sen giống như có thể cảm thấy được chúng nó lay động nhẹ anh đột nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu mang theo nụ cười dịu dàng trong bồn tắm hai người giúp việc đột nhiên đứng dậy đi về phía bên kia nhất thời cô gái trong hồ tắm xuất hiện cô trải búi tóc mê người cắm cây lược hình bán nguyệt lộ ra cái cổ trắng tinh và bờ vai hấp dẫn da thịt tuyết trắng giống như ở trong sương mù tỏa sáng chỉ thấy cô nghiêng mặt nhìn tử lâm dịu dàng mỉm cười, giống như không dính khói bụi trần gian, lộ ra vẻ đẹp khuynh thành. Trang hạo nhiên nhìn có chút ngây người. Hai người giúp việc đang cùng trò chuyện với đường khả hinh, nhẹ nhàng đỡ cô nửa nằm bên cạnh hồ, cánh hoa hồng bồng bềnh ở giữa hồ tắm, có thể nhìn thấy rõ bộ ngực đầy đặn của cô như ẩn như hiện. Hai người giúp việc thật cẩn thận thoa bột kim cương và hoa hồng quỳnh tương, bắt đầu từ cổ của cô nhẹ xoa bóp đi xuống, tới bả vai, lại chậm rãi quét ngang nửa bờ ngực của cô, thậm chí tay nhẹ nhàng đưa vào trong nước, nâng nhẹ nửa ngực dưới của cô, lại xoa bóp dọc theo vùng tam giác. Đường khả hình có chút ngượng ngùng, mặt càng ửng hồng. Hai người giúp việc lại cười ngọt ngào tự nhiên nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, giống như đã sớm quen tiếp xúc với thân thể này. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải nhắm mắt lại, hơi ngẩng khuôn mặt ướt át, nhắm mắt dưỡng thần. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, nhìn thân thể phía của cô mềm mại mê người, hai mắt lập tức lộ ra cảm xúc kích động. chương 612, Bánh trà. Một loạt tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Trang hạo nhiên lạnh lùng đi về phía trước, nhớ tới bộ dáng xinh đẹp đường khả hình mới vừa ngồi ở trong hồ tắm. Anh chậm rãi dừng bước lại, khẽ tựa vào trước một bức tranh, cúi xuống, thở dốc một hơi. Hơi nước tràn ngập hồ tắm. Suốt cuộc đường khả hình đã tắm rửa xong, tử lâm căn dặn người giúp việc bôi bột hoa hồng lên ngoài ra cho cô, mới cầm áo ngủ phủ lên, đỡ cô đi ra phòng tắm, lại chuyển vào trong gian phòng thay đồ vào bốn bề đều là bức rèm che mộng ảo rũ nhẹ xuống. Sau đó người giúp việc thật cẩn thận mang váy lễ tham gia yến hội do bà chủ tự mình chọn lựa cho Khả Hinh đặt nhẹ toàn bộ lên trên kệ kính thủy tinh trong suốt, lại cởi áo ngủ cho cô. A à, chấm ngoặc kép mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, nhìn cô ngượng ngùng nắm áo choàng, nói tôi tự mình làm được. Hai người giúp việc và Tử Lâm mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh một cái liền im lặng gật đầu đi ra ngoài. Đường khả hình chậm rãi ôm quần áo trên kệ thủy tinh, ngẩng đầu nhìn mình trong kính, khuôn mặt ửng hồng, hai tròng mắt sáng chói, tinh thần no đủ, lại nhìn ra thịt giữa cổ, quả nhiên sáng bóng quyến rũ, cô nhẹ vươn tay, phủ ở giữa cổ, vuốt vuốt, quả nhiên trơn mềm giống như trẻ em. Hai tròng mắt của cô khẽ lóe lên, mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng buông lỏng dây áo ngủ rơi xuống bên chân. Không đến bao lâu, Đường Khả Hinh đã mặc vào áo cung đình màu trắng, tay ngắn, đuôi váy có theo hình phượng hoàng bằng lông thiên Nga kết hợp với thủy tinh, làm cho hình lông vũ kéo dài ra, tạo ra hiệu quả cao quý, kết hợp với váy lụa ngắn ba tầng màu trắng, bên ngoài đắp thêm vải lụa mỏng màu xanh, tạo ra hiệu quả bồng bồng, càng lộ nét tiểu thư đài các đoan trang, cô luôn có một loại khí chất hấp dẫn, chỉ cần mặc quần áo sẽ thay đổi phong cách của mình, giống như con phượng hoàng cao quý chỉ thấy cô thật cẩn thận nhấc váy dài của mình lên, mới vừa vén nhẹ màn cửa gian phòng thay đồ. Tử Lâm lập tức xoay người, nhìn Đường Khả Hinh mặc quần áo vào, giống như biến thành người khác, cô cười vui vẻ, lập tức giơ tay bảo một người giúp việc mang tới một đôi giày cao gót thủy tinh quay sợi, đế giày cao 12 cm, giày này toàn thế giới chỉ có một đôi. Vẻ mặt Đường Khả Hinh mê man, ngồi ở trước bàn trang điểm, hơi nâng bàn chân trắng tinh để cho người giúp việc mang vào giày cao gót đế giày cho mình mới phát hiện phía dưới đế giày cao gót chế bằng thủy tinh, hơn nữa từ vị trí hai bên thân giày, in hình phượng hoàng dương cánh rất đẹp kéo dài lên bàn chân, lộ ra hết sức khác lạ hấp dẫn. Cô cũng có chút tò mò nhìn đôi giày này. Lúc này thợ trang điểm mỉm cười đi tới, đỡ nhẹ đường khả hình ngồi thẳng trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa son nước cho cô, lại thoa bột ngọt chai, chảy macara cho lông mi dài thêm, đánh bóng mắt, thoa má hơi hồng, tạo hiệu quả mộng ảo tao nhã. Trang điểm đơn giản không mất đi khí chất xinh đẹp. Đường tiểu thư có da trắng, phóc sáng sáng sủa hấp dẫn, không cần trang điểm cũng đã rất đẹp rồi. Chấm ngoặc kép, thợ trang điểm mỉm cười nói. Thợ stylist mỉm cười bung tóc dài ướt lịch của đường khả hinh, hơi sấy khô, cuốn điện cuốn tóc sang bên trái thành búi tóc kiểu hàn tinh xảo xinh xắn, nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ tinh xảo, từ bên trong lấy ra kẹp tóc hình bươm bướm pha lê sáng lấp lánh, kẹp nhẹ giữa búi tóc lại dùng viên kim cương mỏng như giống như hạt gạo nhỏ, nhẹ nhàng cài thành đóa hoa hồng xung quanh bím tóc. Đường khả hình hơi nghiêng mặt, kinh ngạc nhìn mình trong kính, búi tóc tinh xảo, cài cái kẹp hình bươm bướm dương cánh bay cao, đôi mắt đen nhìn ra phía trước trông có vẻ rất sống động, trên cánh khảm kim cương mỏng lấp lánh, bên trong cần 12 viên đá quý, có thể theo ánh sáng mà thay đổi màu sắc khác nhau, thật sự nhìn rất sống động, mộng ảo mê người. Cô đang kinh ngạc đến ngây người. Tử Lâm cầm vòng tay châu chân đeo cho cô, mới mỉm cười giải thích nói, ở nước Anh, từ xưa đến nay, công tử, tiểu thư quý tộc và hoàng thất, ai cũng dùng ngọc trai làm tượng trưng cho thân phận cao quý của mình. Đường Khả Hinh nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, trái tim lại càng lúc càng đập rất lợi hại. Thợ làm móng tay đã sơn lớp nước bóng trong suốt lên hai tay của đường Khả Hinh, sau đó ở đầu móng tay bôi nhẹ một lớp sơn màu xanh hình mặt trăm cho cô. Người giúp việc lại bưng qua một cái hộp, Tử Lâm mỉm cười mở hộp ra từ bên trong lấy ra vòng tay châu chân đã sắp xếp xong đeo lên tay trái Đường Khả Hinh sau đó lấy ra chiếc nhẫn ngọc trai đeo vào ngón trỏ thon dài của cô mới hài lòng nhìn cô nói thật đẹp mời bà chủ vâng một người giúp việc mỉm cười đi ra ngoài không đến bao lâu Ân Nguyệt sung thật vui vẻ đẩy cửa đi vào cũng đã nhìn thấy Đường Khả Hinh đã trang điểm xong nắm nhẹ đôi váy đứng lên giống như tiểu thư quý tộc in lần ngày xưa xấu hổ trang nhã dịu dàng, xinh đẹp. Bà kêu lên một tiếng, kích động đi tới nói con dâu của tôi thật xinh đẹp. Đường khả hình nghe tiếng gọi, lại bất đắc dĩ nhìn bà, gọi nhỏ, gì? Chấm ngoặc kép, gọi mẹ, chấm than ngoặc kép, vẻ mặt ân nguyệt sung kích động đứng trước mặt của đường khả hình, quan sát cách ăn mặc của cô từ trên xuống dưới, lập tức hài lòng cười nói, cho dù dắt con đi đâu, những thứ cô tiểu thư quý tộc nước anh cũng không sánh được với con. Đường khả hình nghe vậy, có chút xấu hổ cúi đầu. Đi thôi, bọn họ chắc chắn chờ chúng ta đã lâu rồi. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền dắt đường khả hình muốn đi ra ngoài. Gì, chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hình thật có chút trùng bước, dừng bước chân, nhìn Ân Nguyệt Dung lo sợ gọi nhỏ. Chuyện gì vậy, Ân Nguyệt Dung lập tức ngạc nhiên xoay người, nhìn đường khả hình. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn bà, nói con. Con, con thật sự, chấm ngoặc kép, Đừng lo lắng, chỉ là người hai nhà gặp gỡ, làm quen thôi. Ân Nguyệt Dung lập tức nở nụ cười, cầm cổ tay đường Khả Hinh, lúc cô không nói lời nào, dắt đi ra ngoài. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nắm đuôi váy thật dài, đi theo Ân Nguyệt Dung đi về phía trước. Cả khách sạn đều sôi trào. Đường Khả Hinh, cô gái này có tai tiếng từ tưởng thiên lỗi đến trang hạo nhiên, mà tất cả sự thật thay đổi không rõ ràng, hôm nay vào lúc quan trọng. Chủ tịch Trang lại tự mình yêu cầu đường Khả Hinh đến gặp mặt mình, thậm chí được phu nhân chủ tịch ưa thích cho phép cô xuất hiện trong bữa tiệc đặc biệt nhất của gia đình, lập tức nhân viên cả khách sạn đều kinh ngạc bàn tán chuyện này. Trần Mạn Hồng cao hùng Nhã Tuệ hai người mới vừa giao ban trước quầy Tiếp Tân, liền nghe nói chuyện đường Khả Hinh bay lên thành Phượng Hoàng. Có chuyện gì, Trần Mạn Hồng không thể tin nổi nhìn Nhã Tuệ, hỏi. Tôi không biết, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn từ Trạch Minh ở trước quầy Tiếp Tân hỏi khả hinh bị phu nhân chủ tịch mang đi đúng vậy rất tự nhiên mang đi rồi từ trạch minh bật cười nói à tại sao nhã tuệ cũng rất không hiểu nói phu nhân chủ tịch trang sao đúng vậy từ trạch minh cười nói trời ạ à, chấm ngoặc kép nhã tuệ nhìn từ trạch minh lại ngạc nhiên hỏi mang đi chỗ nào tôi cũng không biết chấm ngoặc kép từ trạch minh lắc đầu một cái chỉ cười nói tôi chỉ biết phòng tổng thống, bạch kim bên kia đang mở đèn, đoán chừng mang tới nơi đó. Chấm ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhất thời có chút khẩn trương, mới hỏi một câu. Trần Mạn Hồng lại nhìn tới trước, lấy cùi trỏ thuốc nhã tuệ. Nhã tuệ cũng lo lắng quay lại, lập tức nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ, nghiêm túc mở đường ở phía trước. Sau đó từ trong thang máy lầu phụ đi ra mấy cô gái mặc đồng phục màu đen hộ tống ân nguyệt dung cao quý đi ra, phía sau đường khả hình với vẻ mặt xấu hổ, lại hết sức xinh đẹp đi theo sau, chỉ thấy hôm nay cô có khác với quá khứ, phong cách trang nhã xinh đẹp, giống như thiên kim tiểu thư, được mọi người bảo vệ dịu dàng bước đi. Mẹ ơi, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng khiếp sợ nhìn đường khả hình, ăn mặc thật xinh đẹp, đi theo ở bên cạnh ân Nguyệt Dung, váy dài bồng bềnh, phía sau một đám người giúp việc đi theo đuôi, rất có khí thế, cô cho rằng mình bị hoa mắt nói tôi tôi, tôi tôi, tôi không có hoa mắt chứ. Nhã Tuệ cũng như bị điểm huyệt nhìn bản thân mình, rất dịu dàng đi theo bên cạnh phu nhân chủ tịch, giống như hoàn toàn thay đổi thành xã hội thượng lưu. Cả đại sảnh, rất nhiều đồng nghiệp dối rít tò mò ghé đầu quan sát đường Khả Hinh, mọi người đều kinh ngạc nói, trời ạ, à, không có hoa mắt, thật sự là đường Khả Hinh. Tử Lâm tự mình dẫn ba tên vệ sĩ đi tới bên cạnh thang máy, nhấn nhẹ tầng lầu 50 phòng VIP, cửa thang máy mở ra, người giúp việc đỡ ân Nguyệt Dung đi vào trước, lại cung kính mời đường Khả Hinh đi vào thang máy chỉ còn lại hai vệ sĩ và một quản gia đi vào, người ngoài không thể quấy nhiễu, đi đến lầu 50. Thang máy lập tức đóng lại. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng hai người nhìn từ nảy đến giờ, vẫn trợn mắt há mồm suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Cô đừng nói với tôi, đường khả Hinh và tổng giám đốc Trang đã ở chung một chỗ. Trần Mạn Hồng cảm thấy chỉ có lý do này, không còn lý do khác. Không có, Nhã Tuệ nói nhanh. Cô chắc chắn chứ, chấm hỏi ngoặc kép. Trần Mạn Hồng khiếp sợ hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, nhã tuệ suy nghĩ một chút, mới cau mày nói tôi. Tôi chắc chắn, chấm ngoặc kép. Nếu như cô nói, người mới vừa giống như con bướm bay vào trong thang máy, là bạn thân của cô chứ chứ. Trần Mạn Hồng mất hồn nói. Nhã tuệ cũng bất đắc dĩ nghi ngờ nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại. Phòng khách quý lầu 50. Tới tới lui lui, quản gia và người giúp việc mặc đồng phục màu đen, bước chân từng người nhẹ nhàng linh hoạt không tiếng động, tay nâng khay ra ra vào vào trong sảnh vip. Lão quản gia nhà họ tưởng tuổi chừng 70, vẻ mặt nghiêm túc dẫn hai người giúp việc thật cẩn thận bưng chén lá sen đi vào trong sảnh vip xa hoa, liếc mắt nhìn Trang, tưởng hai người nhà đang ngồi ở trên ghế salon của mình, vui vẻ trò chuyện mà người giúp việc đang đứng phục vụ phía sau bọn họ. Ông im lặng dẫn người giúp việc đi tới trước tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, nhẹ nhàng đặt trà phổ nhỉ 200 năm xuống. Người giúp việc thật cẩn thận đặt ly ngọc xuống, đưa tới giữa khay trà khắc hình rồng, nhẹ nhàng mở nắp, từ bên trong lấy ly ngọc ra, lại mở nắp, lấy chén ngọc ra. Mùi thơm trà phổ nhỉ tỏa ra. Mỗi lần tôi trở về nước, cũng rất nhớ hồng trà nhà mọi người. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ mỉm cười nói với tưởng vĩ quốc. Tưởng vĩ quốc im lặng không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng người, lạnh lùng bưng trà lên, hấp một ngụm nhỏ, mới nói cũng chỉ là trà mà thôi. Nhưng trà phổ nhị 200 năm còn bao nhiêu đâu, năm ấy bị Hạo Nhiên ném đĩa bay, ném cho chó ăn không ít, nếu không, Oscar cũng sẽ không nuôi được như vậy. Phốc, Trang Ngải Lâm không nhịn được phun trà ra, buồn cười. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhìn Tưởng Vĩ Quốc bất đắc dĩ cười nói chú, chuyện này cũng bao nhiêu năm trước vẫn còn nhớ. Sớm biết như vậy, con mới không ném cho Oscar ăn, nuôi lớn như bây giờ. Nếu không thì cho truy phong ăn đi bảo đảm ăn có thể mọc thêm đôi cánh. Tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói. Diệp mạn nghi ôm nhẹ con gái, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, ngửa mặt hơi nở nụ cười nói, lúc ấy, tôi còn nhớ bánh trà này, thiên lỗi nói phải căn dặn người giấu đi, nếu không hạo nhiên tới sẽ hết. Không đến bao lâu, quả nhiên đã hết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trang ngải lâm không nhịn được vì cười. Khủ khủ khủ, trang hạo nhiên thật sự khó chịu nắm ghế salon, làm bộ nhắc cổ tay, nói tại sao mẹ còn chưa tới. Tới rồi, tới rồi. Chấm ngoặc kép, bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo. Mọi người đều nhìn cánh cửa phòng khách quý. Vẻ mặt ân nguyệt sung tươi cười, đi tới, sau đó đi theo bên cạnh là một cô gái mặc váy dài cung đình, trải búi tóc xinh đẹp giống như tiểu thư quý tộc cổ xưa, dịu dàng đi vào phòng khách. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt, hai mắt lập tức nhìn chăm chú, chương 613, cuốn lấy nhau. Phòng khách viết bạch kim phong cách châu Âu. Đại sảnh khoảng 100 mét vuông, hết sức xa hoa, khắp nơi bài trí đồ đạc xa xỉ và bức tranh mẫu đơn hoa vô giá treo trên tường, ghế salon đặt ở giữa phòng khách, đèn thủy tinh lấp lánh, rất nhiều người giúp việc đang khe khẽ bưng các loại trà quả, bày ra trước bàn trà. Tưởng trang hai nhà, đang lấy thái độ vô cùng tôn quý, ngồi ở trên ghế salon, tất cả đều chăm chú nhìn đường khả hinh. Vẻ mặt đường khả hình khẩn trương đứng ở trước mặt mọi người, lập tức cảm giác thân phận mình hèn mọn, đứng ở trong gia đình hiển hách, hết sức không quen. Nhưng cô không biết giờ phút này mình xinh đẹp, bản thân cô có một loại khí chất rung động lòng người, hấp dẫn giống như ngôn ngữ lúc cô hầu rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra rất rõ ràng, hoặc tinh nghịch, hoặc dịu dàng, hoặc thuần khiết, luôn có thể không tiếng động thắng có tiếng động, tỏa sáng giống như ánh sáng kim cương, mê người. Có lẽ, cô gái có lý tưởng Bản thân hấp dẫn nhất. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người cùng chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp, mặc váy lụa mỏng cung bình, kết hợp váy dài mày xanh, so với quần áo rực rỡ lúc trước, đặc biệt càng lộ ra khí chất cao quý làm cho lòng người ta không khỏi say mê. Ân Nguyệt Dung đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, "Khả Hinh của tôi có xinh đẹp không?" Người hai nhà khẽ mỉm cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, không dám lên tiếng. "Khả Hinh," chấm ngoặc kép Trang tính vũ mỉm cười nhìn đường khả hình, lấy thân phận trưởng bối, nói, mau chào hỏi các chú các gì đi. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi càng có chút khẩn trương, nhìn đường khả hình. Đường khả hình nghe trang tính vũ nói vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi, hết sức lễ phép, khom lưng đỏ mặt chào hỏi, nói chủ tịch tưởng, tưởng phu nhân. Nhị tiểu thư, chấm ngoặc kép. Tưởng Vĩ Quốc chỉ nhàn nhạt ho khan mấy tiếng, quay mặt đi. Diệp Mạn Nhi cũng hơi mỉm cười, nhìn đường khả hình nói cô chính là chuyên gia hầu rượu. Ở trong trận đấu, lấy tư thái ngựa ô xuất hiện, đoạt được vị trí vô địch giai đoạn 1 của cuộc thi. Đường khả hình. Hai mắt đường khả hình lóe lên, lập tức có chút khẩn trương gật đầu, nói vâng, phu nhân. Chấm ngoặc kép. Mặt của Diệp Mạn Nhi hơi thu lại, im lặng nhìn cô, Nhớ tới cô từng có từng có tin đồn với con trai của mình. Đường Khả hình đứng ở một bên, giống như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Diệp Mạn Nghi, muốn bóc trần mình ra, đã từng phát sinh chuyện với Tưởng Thiên Lối, vẫn còn trong lòng nên càng khẩn trương. Tưởng Thiên Lối có chút đau lòng nhìn bộ dáng cô như vậy, liền lạnh nhạt nói, "Ngồi đi, Khả hình Chấm ngoặc kép. Mặt của Đường Khả hình lập tức đỏ lên, cảm giác đứng ở trong không gian này giống bị kim châm. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Trang Tính Vũ khẽ ngoắc Đường Khả Hinh, hết sức hiền hòa, vui vẻ cười nói, tới đây ngồi với chú. À, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức có chút hoảng sợ, lúng túng đứng ở một bên, không biết nên làm sao. Qua đây ngồi, bảo bối, Ân Nguyệt Dung lập tức sát Đường Khả Hinh đi về phía bên cạnh chồng của mình. Trang Tính Vũ ngồi dịch sang một bên, chưa ra một chỗ cho Đường Khả Hinh, nói, tới đây, Khả Hinh, ngồi ở đây đường khả hình không có cách nào chỉ đành phải nhắm mắt muốn đi qua cha trang ngải lâm nhìn cha bật cười nói cha đừng hù dọa khả hình chứ một cô gái như cô ấy ngồi ở bên cạnh người lớn như cha cô ấy có muốn nói cũng không được huống chi còn có chú tưởng chú ấy còn đáng sợ hơn hay là để cho cô ấy cùng ngồi chung với người trẻ tuổi đi coi như cha rất yêu thích một chút nữa kéo cô ấy đến nhà trò chuyện là được lời này vừa nói ra tất cả mọi người nửa nụ cười đường khả Hinh càng ngượng ngùng đỏ mặt. Được, 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 vẫn là con gái của cha suy nghĩ chu đáo. Trang tính vũ chỉ đành phải bật cười nói với khả Hinh. khả Hinh, con đừng trách chú không đủ chu đáo, lần này chú đặc biệt trở về nước cũng là vì gặp con một chút. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ông chú hiền lành này. Đến ngồi bên cạnh hạo nhiên đi, con là thư ký của nó, chắc chắn tự nhiên hơn. Trang tính vũ mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên vừa đúng ngồi ở trên ghế salon hai người, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi im lặng ngồi ở một bên, hai mắt thoáng qua một chút không vui. "Vâng." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, chỉ đành phải bất đắc dĩ đi về phía chỗ của anh, cả người lúng túng ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon mềm mại. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ hơi dựa vào bên ghế salon, dịch sang một chút ho khan một tiếng. Đường khả hình quay mặt sang, hai mắt có chút không khách khí chừng anh. Khủyu tay trang hạo nhiên mới vừa tựa vào trên ghế salon, ngón tay sờ nhẹ cầm, lại nghiêng mặt thấy ánh mắt không khách khí của đường khả hình, anh sững sờ, dùng ánh mắt hỏi cô chuyện gì vậy. Âm thanh hết sức đè nén. Đường khả hình vẫn không khách khí nhìn anh chầm chầm. Trang hạo nhiên cau mày nhìn ánh mắt cô, càng ngạc nhiên, thưa dịp trưởng bối đang nói chuyện, anh không nhịn được ngồi sát qua, nghiêng sang bả vai của cô, hỏi khẽ chuyện gì vậy. Anh làm chuyện gì, tự anh biết. Đường khả hinh lạnh lùng nói xong, mới mỉm cười ngẩng đầu lên, thấy tử lâm đích thân đến dâng trà cho mình. Cô lập tức nghiêng người khom lưng nói cảm ơn, mới nhận lấy chén hoa trà rất thơm nồng. Trái tim của Trang Hạo Nhiên đập thình thịch, mặt nhanh chóng cứng ngắc, cả người trột dạ, thần kinh muốn chập mạch, có chút khẩn trương giải thích anh. Anh, lúc anh mới vừa đi qua, anh không biết em ở trong hồ tắm, đó là mẹ anh lừa anh đi vào chấm ngoặc kép phụt đường khả hình uống xong chén trà sặc ở trong cổ cố nén ho khan quay đầu khiếp sợ trừng mắt nhìn hướng trang hạo nhiên líu lưỡi hàm răng đánh lách cách hận hận nói khẽ anh 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 mới vừa nhìn lén em tắm trang hạo nhiên trước mắt một cái nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đường khả hình sau ót của anh lập tức tê giải có chút hoảng sợ nói em 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 không phải nói chuyện này à Đường khả hình thật bình tĩnh đặt ly trà xuống, tay phải không nhịn được rút về, khẽ luồn vào bên hông trang hạo nhiên, nắm thịt anh, nhéo mạnh một cái. Sắc mặt trang hạo nhiên thay đổi, đau đến gương mặt cũng thay đổi, cúi đầu không dám lên tiếng. Anh dám nhìn lén em tắm, anh thấy được cái gì? Đường khả Hinh liền giả bộ nói chuyện phiếm với anh, lặng lẽ dùng sức mạnh hơn ở hông của anh, chính là muốn bóp chết anh. Không thấy cái gì, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đau đến không chịu nổi, trên trán đổ mồ hôi, nhưng vẫn cứ nói thật. "Không thấy cái gì, sao anh lại sợ như vậy?" chấm hỏi ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại muốn dùng sức. Trang Hạo Nhiên thật sự đau đến không chịu nổi, lặng lẽ đưa tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé, thở nhẹ một hơi mới nói khẽ thật không có thấy gì, lừa em là chó nhỏ. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lúng túng nở nụ cười, nhìn cô cầu xin tha thứ nói thật không nhìn thấy cái gì. Huống chi, cũng không phải không có nhìn qua. Chấm ngoặc kép, mặt của anh lại biến đổi. Đường khả hình không nói hai lời, lập tức cởi bỏ tay của anh, lại muốn nhéo anh. Đừng, 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 đừng. Đau, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cúi đầu kêu nhỏ. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, nhìn hai người ngồi chung một chỗ lén lén lút lút như vậy, khẽ nhíu mày, lại nghi ngờ nghiêng mặt nhìn. Anh xem anh nói chuyện ghê tởm như vậy còn làm chuyện ghê tởm như vậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình liếc trang tính vũ và tưởng vĩ quốc, mấy trưởng bối đang nói chuyện phiếm, cô lại muốn đưa tay nhéo anh. Anh làm chuyện gì chán ghét, trang hạo nhiên lại dùng sức nắm bàn tay cô, trên người cô tán phát ra hương thơm làm người ta không nhịn được đến gần. Anh gửi hình em và anh chụp ở Cambridge cho gì, làm cho hôm nay em trở thành bộ dạng này, gì muốn mua cho em 20 chiếc xe thể thao, làm em sợ muốn chết. Nhắc tới chuyện này, hai mắt đường khả hình liền bốc lửa hận không được vặn gảy ngón tay của anh oan uổng trang hạo nhiên hơi lại gần đường khả hình ở bên tai của cô nhăn mặt nói khẽ đó không phải anh gửi cho mẹ anh anh rất hiểu bà ấy làm sao có thể gửi chứ vậy là ai gửi đường khả hình có chút kinh ngạc hỏi anh trang hạo nhiên có chút xin lỗi nhìn đường khả hình cười khổ lắc nhẹ cánh tay cô ở sau ghế salon lại gần khuôn mặt của cô mới khe khẽ nói dai dai chấm ngoặc kép chấm Đường Khả Hinh chớp mắt, mất hồn nhìn Trang Hạo Nhiên, kêu nhỏ "Chị dai dai." Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đường Khả Hinh vừa nghe vừa nóng vừa giận nói, xem xem bạn gái trước của anh cũng đã chia tay, bây giờ còn muốn trông nom chuyện tình cảm của anh, rốt cuộc vĩ đại đến cỡ nào? Tất cả đều là tại anh. Cô không nói hai lời, lại muốn vươn tay, nhéo bên hông anh. "Đừng, thật sự rất đau." chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, có chút gấp gáp nói. Đường Khả Hinh vẫn muốn nhéo. Anh xem đôi oan gia này một chút, ân Nguyệt Dung ngồi ở đối diện, đã sớm quan sát con trai và đường Khả Hinh, nhìn bọn họ lén lúc tay cầm tay, bà lập tức híp mắt bật cười nói, rất giống như dây nho từ kiếp trước, kiếp này quấn lấy nhau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang Trang Hạo Nhiên và đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nghe được Ân Nguyệt Dung nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, bọn họ lập tức buông tay ra, cũng ho khan ho khan, xin lỗi ngượng ngùng quay đầu đi, lúng túng không nói chuyện nữa. Tưởng Thiên Lỗi hít mắt, nhìn tất cả mọi chuyện, chương 614, thật tốt quá. Mọi người, chấm ngoặc kép, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngồi tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nói, hai người các con thân mật như vậy, rốt cuộc là quan hệ cấp trên và cấp dưới sao? hay là quan hệ khác, thừa dịp hôm nay có mặt các trưởng bối, có thể bàn chuyện này một chút. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người sững sờ, cùng nhau bật cười gấp gáp giải thích nói, không có. Không thể nào, cùng nhau miệng như vậy, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn bọn họ. Ân Nguyệt Dung ngồi ở một bên, lập tức rất trách móc nói với tưởng vĩ quốc, tưởng vĩ quốc, tại sao ông hỏi như vậy? Ông phải học hỏi theo tôi, chấm than ngoặc kép. Trang tính vũ hơi quay sang nhìn vợ, khuôn mặt cương chiều và suy tính, mỉm cười nói, nếu như em hỏi, em sẽ hỏi như thế nào? Ân Nguyệt Dung vừa nghe, lại hào hứng, khuôn mặt nở nụ cười như hoa đào nở rộ, nhìn con trai, ánh sáng lên hỏi, con trai. Vâng, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên đề phòng nhìn mẹ, thật sự không chịu nổi bà. Con, không ghét khả hình chứ, quả nhiên Ân Nguyệt Dung thích sao lại. Phốc, Trang ngải lâm cúi đầu, bật cười trang hạo nhiên lại thở dài một cái không nhịn được cười khổ nhìn mẹ nói mẹ con không ghét khả hình chấm ngoặc kép đó chính là thích nha ân nguyệt dung cười vui vẻ đường khả hình không nhịn được cúi đầu chán nản khả hình bảo bối của mẹ ân nguyệt dung lại cười ngọt ngào nhìn đường khả hình gì con con không ghét tổng giám đốc chấm ngoặc kép đường khả hình cười khổ nói vậy thì đúng rồi nha đó chính là thích mà chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung lập tức rất vui vẻ, trong mắt lộ ra nụ cười. Nào có ai hỏi như bà chứ, đời này tưởng vĩ quốc chịu không nổi nhất là ân nguyệt dung, lạnh lùng nói, ở trong mắt bà, không ghét chính là thích. Đúng vậy, ân nguyệt dung rất không khách khí nhìn tưởng vĩ quốc, trực tiếp nói, ví dụ như, tôi rất chán ghét ông, bởi vì tôi tuyệt đối không thích ông, chấm than ngoặc kép, vẻ mặt của tưởng vĩ quốc thu lại, nhìn bà chúng ta lại tìm một người khác hỏi một chút ân nguyệt dung rất nhanh nhìn đường khả hình mỉm cười hỏi ví dụ như khả hình con thích tổng giám đốc tưởng sao đường khả hình sừng sốt tất cả mọi người cũng sừng sốt tưởng thiên lỗi ngồi ở tại chỗ hai mắt mãnh liệt lóe lên thích không ân nguyệt dung như đứa bé đáng yêu chớp chớp mắt hỏi con chấm ngoặc kép trong lúc nhất thời mặt đường khả hình đỏ lên trang hạo nhiên ngồi ở một bên sắc mặt hơi thu lại ông xem đi, cô ấy không thích đấy. Chấm ngoặc kép, ánh mắt ân nguyệt dung đột nhiên sáng lên, cười rất ngọt nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trang tính vũ không nhịn được nhìn vợ, bật cười nói, tại sao em không hỏi khả hình người ta có ghét tổng giám đốc tưởng không? Không phải tưởng vĩ quốc bảo em đổi loại phương thức hỏi sao? Ân Nguyệt Dung không nhịn được bật cười nói. Tất cả mọi người đều phì cười. Tưởng thiên lỗi ngồi ở ghế salon một người, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn ân nguyệt dung lạnh nhạt nói, gì? Chấm ngoặc kép. Hả, ánh mắt ân nguyệt dung chợt lóe sáng lấp lánh nhìn tưởng thiên lỗi. Con không ghét khả hình. Chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi đột nhiên thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, chậm rãi nói. Sắc mặt của đường khả hình lập tức trắng bệch. Tất cả mọi người sửng sốt, tưởng vĩ quốc và diệp mạn nghi càng lạnh lùng nhìn con trai. Hai mắt ân nguyệt dung chợt lóe nhìn tưởng thiên lỗi, đột nhiên mỉm cười nói con nói con không ghét khả hình vâng con không ghét cô ấy chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn ân nguyệt dung nhàn nhạt nói vậy con thích ân nguyệt dung lại chừng anh trái tim đường khả hình đập thình thịch đôi tay nhỏ siết chặt tưởng thiên lỗi cố kỵ hôm nay là nhà đình gặp gỡ chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn ân nguyệt dung ân nguyệt dung nhìn ánh mắt của tưởng thiên lỗi sáng lên khẩn trương kêu lên con thật yêu thích khả hình nhà chúng tôi Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi rất căng thẳng nhìn tưởng thiên lỗi, tưởng Tuyết Nhi cũng ôm gấu bông, khẽ mỉm cười, hai mắt như thoáng qua sâu xa nhìn anh trai. Ánh mắt tưởng thiên lỗi vẫn vững vàng, mỉm cười nhìn ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung nhìn ánh mắt anh, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười một tiếng, vỗ bàn, rất vui vẻ cười rộ lên, thật tốt quá. Chấm than ngoặc kép, người cả nhà cùng nhau nghi ngờ nhìn bà. Tốt, tốt cái gì? Đối với chuyện này, Trang tính vũ cũng có chút không kịp phản ứng, nhìn vợ mỉm cười hỏi. Thiên lỗi nhà chúng ta không ghét khả hinh, hảo nhiên nhà chúng ta cũng không ghét khả hinh, vậy để cho bọn họ cạnh tranh công bằng đi. Người nào thắng, thì người đó lấy khả hinh nhà chúng ta. Tình yêu như vậy, mới cảm động lòng người nha. Ân Nguyệt Dung là người lạc quan, rất hào hứng. Gì, chấm ngoặc kép, đường khả hinh khiếp sợ nhìn Ân Nguyệt Dung, thật sự bái phục. Cứ làm như thế đi, một chút nữa hai người đàn ông các con chơi với mẹ một ván cờ người nào thắng lễ hội tối nay khả hình sẽ theo người đó khiêu vũ một bản ánh mắt của ân nguyệt dung lại chợt lóe sáng lấp lánh nói tưởng thiên lỗi lập tức cúi đầu cười thiên lỗi chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nhìn chằm chằm đứa cháu này vẻ mặt cố ý băng bó nói con xem thường gì đúng không con cảm thấy gì nhất định không thắng được con đúng không không phải chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi mỉm cười lắc đầu một cái thẳng thắn nói, gì là mẹ của Hạo Nhiên, con đánh với gì, nếu gì cố ý nhường cho cậu ấy thì làm thế nào? Chuyện này con yên tâm, có ba trang của con ở đây, mẹ trang tuyệt đối sẽ không thiên vị. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Diệp Mạn Nhi, rất vui vẻ nói, trời ạ, à, thật sự tốt quá. Thiên lỗi nhà chúng ta và Hạo Nhiên nhà chúng ta, từ nhỏ đấu đến lớn, một đứa nuôi chó, một đứa nuôi ngựa, đứa này ăn bíp steak, đứa kia cũng muốn ăn bíp steak, khi còn bé cùng thích như mạt, lớn lên làm tổng giám đốc, lại cùng nhau thích khả hình. Tôi thật vui nha, bọn chúng thật sự là anh em tình thâm. Bà mặt ngẩng đầu nhìn về phía hạo nhiên và thiên lỗi tay trong tay vượt qua những ngày tốt đẹp, cười như hoa lê bay đầy trời. Suốt cuộc tưởng vĩ quốc không chịu nổi, hít mắt nhìn ân nguyệt dung, tức giận nói tại sao bà cảm thấy hai đứa bé thích một cô gái là một chuyện rất tốt đẹp chứ. Chấm hỏi ngoặc kép, tôi chỉ biết bọn họ cùng nhau thích như mặt là một chuyện không tốt chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung cười nói rất gọn gàng, dứt khoát. "Bà, chấm ngoặc kép, Tưởng Vĩ Quốc thật sự bất đắc dĩ nhìn Ân Nguyệt Dung, nói, "Con trai của bà thích người nào, đừng kéo con trai của tôi xuống nước." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. "Cái gì gọi là kéo con trai của ông xuống nước, tôi đẩy nó cũng không được, nếu như nó không xuống, tôi lập tức cho 10 tỷ cưới Khả Hinh của tôi." Ân Nguyệt Dung cố ý nhìn lão già cổ hủ đáng chết Tưởng Vĩ Quốc nói thiên lỗi nhà chúng ta ưu tú như vậy, rất xứng với khả hình chúng ta. Suốt cuộc ai mới là con của bà Hà, tưởng vĩ quốc thật sự không có cách nào với bà. Tôi nuôi hai đứa nó là được, không có việc gì thì đi chết đi, hiện tại trong mắt của tôi chỉ có khả hình. Con dâu tốt như vậy, thắp đèn lồng cũng chiếu không tới. Là người dịu dàng, hiền lành, hiểu chuyện, vui tươi, đáng yêu, đức hạnh, hiếu thuận, ngay thẳng, xuất sắc. Chấm ngoặc kép ân nguyệt dung càng nói càng vui vẻ phốc hai người đàn ông cùng nhau cúi đầu cười trong lúc nhất thời đường khả hình đỏ mặt nhìn hai người đàn ông hai bên chừng mắt hỏi cười cái gì chẳng lẽ không đúng sao mẹ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ bật cười nói mẹ nói người này là bức tranh trong phòng của mẹ phải không chấm hỏi ngoặc kép con trai và mẹ nói chuyện người khác khả hình chúng ta chính là tiên nữ cứ làm như thế đi Ân Nguyệt Dung tự mình quyết định nhìn về phía Diệp Mạn Nghi và Tưởng Vĩ Quốc, nói nhanh, hai người già các người lão cũng không cần can thiệp vào, hai người đàn ông tranh một cô gái là quá xuất sắc rồi. Các người nhất định phải ủng hộ cho con trai của mình, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ cho con trai chúng tôi, sau này tôi để cho Ngải Lâm trông chừng Hạo Nhiên, nếu như cô gái kia còn dám đến gần Hạo Nhiên, sẽ để cho Ngải Lâm kéo tóc cô ta. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm bật cười nhìn mẹ, nói mẹ đừng động một chút là bảo con đi kéo tóc người ta được không con cũng có khí chất được không chỉ vì hạnh phúc của em dâu tạm thời con không cần khí chất chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nói xong câu đó lập tức như quan âm bồ tát ngẩng đầu lên thần quang chiếu khắp nơi nói không ngờ lúc tôi còn sống còn có thể nhìn thấy thiên lỗi và hạo nhiên đấu nhau thật quá tốt đẹp chấm ngoặc kép người hai nhà không nói nên lời nhìn bà đường khả hình thật sự không chịu nổi nhìn ân Nguyệt Dung bất đắc dĩ giải thích gì, con muốn nói với gì. Con, hiện tại con đang thi đấu vòng đầu, muốn chăm chú hoàn thành cuộc thi, không muốn dối rắm chuyện khác ngoài công việc. Con không muốn dối rắm là rất đúng. Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung nhìn đường khả hình rất thưởng thức nói, phụ nữ nên phải có sự nghiệp của mình, xây dựng tình yêu và chuyện theo đuổi phụ nữ thì giao cho đàn ông làm đi. À, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn bà. Hai người các con, ai đánh cờ với mẹ trước? Ân Nguyệt Dung giống như không kịp chờ đợi nhìn hai con trai đẹp, cười dạng dỡ hỏi. chương 615, Chiếu Tướng Phòng đánh cờ Bức bình phong bươm bướm trông rất sống động, bên cạnh lư hương cửu đỉnh đang lượn lờ khói đàn hương. Một bàn cờ ngọc đen đặt ở trước sofa hình tròn theo hình hoa anh đào, đèn treo tiên hạc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sáng lên. Người giúp việc thật cẩn thận mang một cái hộp gỗ đàn hương cổ xưa, đặt nhẹ bên cạnh bàn cờ, nhẹ nhàng mở ra, toàn bộ quân cờ bên trong dùng bạch ngọc khắc thành màu đen và màu đỏ thấm, bày biện hết sức chỉnh tề. Tử lâm nhẹ nhàng tiến lên, cầm cờ tướng từng con cờ ngọc để xuống bên trong bàn cờ. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi cùng Trang Tính Vũ và Ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon sau bàn cờ, sắc mặt đường khả hình trắng bệch, rất căng thẳng siết ngón tay của mình, nhìn bàn cờ, phát hiện chuyện này càng lúc mình càng không thể khống chế được rồi, thậm chí đại não hỗn loạn tương bừng. Trong phòng đánh cờ, Tưởng Thiên lỗi được người giúp việc phục vụ, cởi tây trang của mình, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng sắn ống tay áo của mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười cởi tây trang màu trắng của mình, mặc áo sơ mi màu đen, quần tây trắng, sắn nhẹ ống tay áo. Bốn trưởng bối cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn con trai của mình rất đẹp trai, nghiêm nghị, tao nhã, phong độ. Ánh mắt của Tưởng Tuyết Nhi giống như có thể nhìn thấu linh hồn, căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh trai đột nhiên nắm chặt gấu bông nhỏ. Ân Nguyệt Dung lập tức nhìn chằm chằm con bé này. Tưởng Tuyết Nhi thấy Ân Nguyệt Dung, hai mắt chợt lóe, cúi đầu chơi gấu bông nhỏ của mình. Trang Ngải Lâm cũng ngồi ở bên cạnh đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, nói lời trong lòng, Khả Hinh. Chấm ngoặc kép. À, sắc mặt đường Khả Hinh có chút trắng bệch quay đầu nhìn Trang Ngải Lâm. Hai người đàn ông này, cô hy vọng người nào thắng. Trang Ngải Lâm đột nhiên quay đầu nhìn đường Khả Hinh cười hỏi. Em, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh lúng túng không biết nói thế nào. Ván cờ tiếp theo, trong đáy lòng cô ai là người quan trọng nhất? Trang Ngải Lâm Lơ đã nhìn cô cười nói, cá nhân tôi, người nào thắng cũng không sao cả, đàn ông mà, thắng thì được, thua thì mất đi người phụ nữ. Chủ yếu nhất là bản mình thoải mái là được rồi. Ba mẹ tôi cũng lên tiếng, mặc kệ cô chọn người nào, bọn họ sẽ ủng hộ đến cùng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cúi đầu lầu bầu nói, em có thể không chọn cả hai được không? Có thể, Trang Ngải Lâm bật cười nói, chỉ cần đây là lời trong lòng của cô. Tôi cảm thấy có lúc phụ nữ vẫn còn cần có tình yêu làm dịu, có thể làm cho mình hạnh phúc hơn một chút, tại sao không được? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không lên tiếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người đàn ông hiện tại cũng muốn đánh cờ vì cô, chính xác rất đẹp trai. Trang Ngải Lâm mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời không biết nên nói gì. Cô không biết, Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang đều là cao thủ cờ tướng, đã từng ra tay đánh ván cờ khó khăn nhất lịch sử trong đầu thập niên 50, cho nên bọn họ đều đích thân truyền kỹ thuật đánh cờ cả đời cho cháu trai của mình. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người đánh cờ, đều có kỹ xảo khác nhau, Tưởng Thiên Lỗi chăm chú đến kết quả, cho nên phong cách chơi cờ của anh, nhanh, chuẩn, mạnh mẽ, người bình không thường chống đỡ được mà Trang Hạo Nhiên rất hưởng thụ quá trình chiến đấu, lúc bày bố. Tâm tư càng cẩn mật, nhưng có lúc, hơi lộ ra nhường nhịn. Ông cụ hai bên cũng đối với cháu trai đều có bất mãn và hài lòng của mình. Nhưng tưởng thiên lỗi đánh cờ như gió, chính xác rất nhanh, thường làm cho đối phương không nhịn được tiến nhanh hơn trong bố cục của anh, sẽ bị anh chơi đùa trong tay, nhiều năm qua, cũng chỉ có Trang Hạo mới có thể nhưng chống đỡ nổi. Nhưng quả thật, 3 năm trước đây, tất cả ván cờ của hai người Trang Hạo Nhiên chưa bao giờ thắng nổi tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng xuống ngựa, qua sông. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt xuống xe. Tưởng thiên lỗi tiến pháo. Trang Hạo Nhiên lên tưởng. Tưởng thiên lỗi kéo pháo ăn xe, Trang Hạo Nhiên ra một con xe khác, chiếu tướng. Tưởng thiên lỗi hạ tưởng. Trang Hạo Nhiên bốc một tiếng, ăn pháo. Tưởng thiên lỗi lên tướng. Đường khả hình có chút khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ người hai nhà tưởng vĩ quốc và trang tính vũ cũng hơi căng thẳng nhìn bàn cờ này con trai cố gắng lên con dâu của mẹ phải dựa vào con ân nguyệt dung không nhịn được có chút khẩn trương kêu nhỏ trang hạo nhiên nhàn nhạt mỉm cười nhẹ nhàng đẩy con xe xuống tưởng thiên lỗi xuống sĩ còn thiếu một bước ăn xe của anh mới mỉm cười nói gì thiên vị gì không thiên vị chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung lập tức nhìn về phía diệp mạn nghi nở nụ cười nói Mạn Nghi, mau cổ vũ cho con trai của bà. Vẻ mặt Diệp Mạn Nghi nhàn nhạt nhìn đường Khả Hinh. Trái tim của đường Khả Hinh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi hơi chú ý đến cảm xúc của đường Khả Hinh, mỉm cười nói, mẹ anh là người nghiêm túc, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng đều hiểu rõ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh trao đổi với bà ấy, bà ấy luôn có thể chăm sóc cảm thụ của anh. Chỉ là muốn bà ấy cổ vũ cho anh, ngược lại hết sức làm khó bà ấy, bởi vì từ trước đến giờ bà ấy đều không giỏi với cổ vũ con cái. Diệp Mạn Nghi nghe xong lời này, liền không nhịn được bật cười nói, theo lời con nói, mẹ cũng chưa có cổ vũ con lần nào sao. Con không có đáng yêu như Hạo Nhiên, con biết rõ. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên mới cầm con chốt, nghe nói như thế liền không nhịn được nhìn anh, bật cười nói, thật là nằm cũng trúng đạn, cũng không liên quan tới tôi, lại kéo tôi vào. Được rồi, chú Tâm đánh cờ đi. Diệp Mạn Nghi bất đắc dĩ nhìn con trai, chỉ đành phải mỉm cười nói con trai, cố lên. Tưởng thiên lỗi chậm rãi mỉm cười. Đường khả Hinh không nhịn được nhìn người mẹ không cười nói tùy tiện, lúc đối mặt con trai vòng vo van xin, vẫn buông xuống sỉ diện, cô lại không nhịn được nhìn tưởng thiên lỗi, quả thật cảm thấy cuộc đời anh tịch mịch thật sâu. Fighting, 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 chấm ngoặc kép, Trang phu nhân càng không ngừng dựa vào bên cạnh Trần Mạn Nghi, không ngừng dơ quả đấm, lại kêu nhỏ, fighting. Fighting, 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 chấm ngoặc kép. Tưởng Tuyết Nhi cũng không nhịn được cổ vũ cho anh trai, dơ cao gấu bông, cũng nhẹ nhàng đong đưa cái đầu, mỉm cười kêu nhỏ, fighting. Fighting, 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 chấm ngoặc kép. Lúc này Trang Ngải Lâm tuyệt đối không chấp nhận bỏ qua cơ hội này, Cô lập tức đi tới trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, nửa ngồi ở trước mặt của vị trưởng bối nghiêm túc, tròn mắt nói: "Chú, thừa dịp cảm động này, chúng ta đặt tiền cược chứ?" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô cháu gái này nói: "Con lại đang có ý định gì?" "Con mua thiên lỗi thắng, nếu như thiên lỗi thắng, chú nhường bốn cửa hàng rộng 10.000 10 mét vuông cho con." Trang Ngải Lâm rất hào hứng nhìn chú cười nói: "Chị, nào có ai như chị chứ?" Trang Hạo Nhiên hạ con cờ đỏ, bật cười nói: dù sao cậu không thắng được chấm than ngoặc kép trang ngải lâm nói thật tưởng vĩ quốc cười yếu ớt nói nếu như hạo nhiên thắng thì sao con sẽ tặng cho chú một vườn nho của cha con ở nước anh trang ngải lâm cười nói trang tính vũ bất đắc dĩ nhìn con gái cười nói như vậy cha không phải thua thiệt sao dù sao của cha chính là của con chú đánh cuộc hay không trang ngải lâm nhìn tưởng vĩ quốc hào hứng hỏi tốt tưởng vĩ quốc đồng ý Yes, Trang Ngải Lâm lập tức đứng dậy, đi về phía trên ghế salon ngồi xuống, cười vui vẻ. Tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh nhìn nét mặt bọn họ càng lúc càng nghiêm túc, mình cũng căng thẳng, mới có chút cẩn thận nhìn về phía tương thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người đàn ông cùng nhìn chăm chú nhìn ván cờ nan giải nhất ở trước mặt, ngừng tay. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ cũng cau mày nhìn ván cờ phía trước, trên mặt cũng không khỏi căng thẳng. Ván cờ này đã quân bình, Bên đen có tượng 6, sĩ 5, chốt 7. Bên đỏ có tướng 4, xe 2, pháo 2. Tưởng Thiên lỗi trầm ngâm nhìn bàn cờ, hai mắt chăm chú đẩy con xe tiến 8. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn bàn cờ này, vẻ mặt chậm rãi căng ra, nhớ lại ông nội đã từng nói, nếu như đối thủ chơi cờ nhanh như gió, con không cần nhanh hơn anh ta, nếu anh ta chậm thì con chậm hơn mới có thể quật ngã ý tưởng của anh ta. Hai mắt anh suy nghĩ điều này, ngón tay lại nhẹ nhàng chuyển tướng, lục tiến một. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng kéo con ngựa lui năm. Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, ngón tay nhẹ nhàng lui con ngựa năm. Tưởng thiên lỗi đưa tay hạ con xe vừa lui một. Hai tròng mắt trang hạo nhiên khẽ lóe lên, nhìn bàn cờ này, giống như đoán được cuối cùng anh sẽ đi ba bước, pháo hai lui bốn, pháo hai bình bốn, xe hai tiến tám. Anh lạnh nhạt đẩy con tướng năm bình sáu. Quả nhiên, tưởng thiên lỗi đi pháo 2 lui 4. Trang hạo nhiên lạnh nhạt đi tướng 6 lui 1. Trang hạo nhiên, tưởng thiên lỗi lạnh lùng gọi anh. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng thiên lỗi lập tức, đưa tay đẩy con pháo lên trước, trực tiếp cản con xe anh đẩy hai lên 8, bộc một tiếng chiếu tướng, mới ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh, nói cậu cho rằng tôi chỉ có một quân cờ. Nếu muốn quật ngã tôi, cậu sớm còn non, chiếu tướng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lập tức tiến lên nhìn ván cờ này. Đường Khả Hinh cũng khẩn trương nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ tao nhã ngồi trước bàn cờ, nhìn cuối cùng còn dư lại ba quân cờ, cười bất đắc dĩ. Audio điện tử võ tấn bền chương 616, thắng và thua. Cao thủ so chiêu, thường tính sai một bước, thua cả ván cờ, cao thủ đánh cờ, mắt thấy tàn cuộc, cũng có thể biến chuyển đột ngột. Trang hạo nhiên thua tưởng thiên lỗi ngửa mặt nhìn anh trang ngải lâm lập tức đến gần bàn cờ liếc mắt nhìn liền bật cười nói trời ạ à, em trai tôi thua tôi thắng cửa hàng chấm than ngoặc kép đường khả hinh nhìn bóng lưng trang hạo nhiên con trai chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung cau mày nhìn con trai mình kêu lên tại sao kỹ thuật đánh cờ của con nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ hả trang hạo nhiên mỉm cười nhìn mẹ nói con tiến bộ người ta cũng tiến bộ mà tưởng thiên lỗi cúi đầu cười khẽ có phải là con hay không chấm hỏi ngoặc kép ân nguyệt dung lập tức như đứa bé nhìn tưởng tuyết nhi cố ý đùa cô không không liên quan đến con vốn là anh trai sẽ thắng tưởng tuyết nhi núp ở trong ngực mẹ có chút ủy khuất lầu bầu bà thật xem nó là thần tiên hả tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn bà nói gì chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nhìn đường khả hinh gọi hả Ân Nguyệt Dung lập tức mỉm cười nhìn tưởng thiên lỗi, hỏi chuyện gì? Chuyện của Khả Hinh, gì thật có thể làm chủ sao? Tưởng thiên lỗi lại nhìn đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi, hai mắt dịu dàng thoáng qua một chút nước mắt. Có thể, Ân Nguyệt Dung nói rất tự nhiên. Thiên lỗi cảm ơn gì đã tác thành. Tưởng thiên lỗi nói xong, liền lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của đường Khả Hinh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lập tức dắt cô đi ra ngoài. Ôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình bị anh kéo mạnh đi ra ngoài, kêu khẽ một tiếng, theo bản năng muốn dẫy dụa. Tưởng thiên lỗi vẫn không nói gì, kéo cô đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng đánh cờ, mọi người đều im lặng. Chỉ có trang phu nhân vĩ đại ồn ào, kêu to quá đẹp trai rồi. Quá lãng mạn rồi. Trang hạo nhiên nghe mẹ nói vậy, đột nhiên chống đầu bật cười. Hành lang truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Tưởng thiên lỗi, anh muốn mang em đi đâu? Đường khả hình vừa loạn trọng bị anh dắt đi về phía trước, vừa gấp gáp gọi. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi vào cuối hành lang, đẩy cửa lối thoát hiểm ra, lập tức nện cô ở trên tường. a à, đường khả hình lập tức ngã trên tường, kêu một tiếng anh muốn làm gì? Tưởng thiên lỗi nóng mắt nhìn đường khả hình, giọng tức tối, đau lòng nói, anh cho em thời gian để em sửa sang lại tình cảm, không phải cho em thời gian dựa vào một người đàn ông khác. Chấm than ngoặc kép, anh có ý gì, chẳng lẽ anh cảm thấy em quyết định chia tao với anh là đùa giỡn sao? Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh tức giận hỏi. Tưởng thiên lỗi lập tức đi tới trước mặt cô, hai tay chống ở mặt tường, bao bọc cô ở trước mặt của mình, mới cúi đầu cau mày nhìn cô nói, chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết, bây giờ em đã quên anh. Không yêu anh nữa sao? Anh, chấm ngoặc kép. Đường khả hình kinh ngạc nhìn anh, kêu to, bây giờ là vấn đề yêu hay không yêu sao? Nếu không phải, vậy thì là vấn đề gì? Tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói, nếu yêu và không yêu cũng không phải là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta, như vậy. Anh vẫn luôn chờ đợi em quay trở về làm tổng giám đốc phu nhân, là muốn em có được cái gì? Đường khả hình rơi lệ nhìn anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một chút đau khổ, lại tức giận nói đường khả hình. Vì có được em, anh có thể có rất nhiều biện pháp, bởi vì em là người không chịu được thủ đoạn. Nhưng anh chỉ muốn cài chặt cúc áo cho em thôi. Nếu có một ngày, anh cởi bỏ cúc áo của em, em từ chối được sao? Anh không muốn đi đường tắt, bởi vì anh muốn trả lại cho em quá trình. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình quay mặt đi, cắn chặt răng, đè nén run rẩy, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng thiên lỗi cũng đau lòng nhìn cô, chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô. Đường khả hình đẩy anh ra. Tưởng thiên lỗi lại nhẹ nhàng vươn tay, muốn ôm cô. Đường khả hình tức giận đẩy anh ra. Tưởng thiên lỗi lập tức ôm cô vào trong ngực, vòng chặt thân thể mềm mại của cô, gọi nhỏ khả hình. Tổng giám đốc phu nhân của anh, cho anh một cơ hội, chấm than ngoặc kép. Trong lòng đường khả hình đau nhói, lại muốn đẩy anh ra. Tưởng thiên lỗi lại đau lòng ôm chặt cô, nặng nề, thâm tình gọi, tối nay anh chờ em khiêu vũ với anh một bản, cho anh một cơ hội. Trả lại cho em quá trình, anh yêu em, đường khả hinh, anh yêu em, thẳng thẳng đối với em là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong đời anh. Anh yêu em, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh tựa vào trong vòng tay đã từng quen thuộc, hơi ngẩng mặt, nước mắt từng viên chảy xuống. Tối nay, chờ anh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói một câu hai nghĩa xong, lập tức buông cô ra, đột nhiên xoay người đẩy cửa thoát hiểm, đi ra ngoài. Đường khả hình hư mềm ngã xuống bên cạnh lối thoát hiểm, mệt mỏi nhìn tới phía trước, nước mắt từng viên chảy xuống. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, nắm nhẹ quả đấm, hơi thở nặng nề, từng bước từng bước đi về phía trước. Trang hạo nhiên chậm rãi đi ra phòng đánh cờ, nhàn nhạt nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn anh. Có cần gấp gáp như vậy sao? Trang hạo nhiên nhìn anh, bất đắc dĩ nói, ở trước mặt rất nhiều trưởng bối tử, cho cô ấy một chút thể diện, cho cô ấy một chút lập trường, không được sao. Cần phải vào lúc này, kéo cô ấy đi ra ngoài. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, ngửa mặt nói, đây là chuyện của tôi và cô ấy, không có quan hệ gì với cậu. Đối với tình yêu của chúng tôi, cậu rốt cuộc hiểu bao nhiêu. Trang hạo nhiên im lặng nhìn anh. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu tôn trọng cuộc đời của cô ấy, yêu cô ấy, suy nghĩ cho cô ấy, tốt nhất đừng đến gần cô ấy nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu cậu biết cậu tranh không qua tôi trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi không nói hai lời liền muốn lách mình đi vào phòng đánh cờ trang hạo nhiên lập tức giống như móng vuốt chim ưng kiềm chế cánh tay của anh ánh mắt thoáng qua mấy phần sát khí hai mắt tưởng thiên lỗi cũng chợt lóe lên sắc bén đừng ở trước mặt của tôi nói thắng và thua quá sỉ nhục trí thông minh của tôi chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói hết lời, tay lập tức buông tay của Tưởng Thiên Lỗi, lạnh lùng bước đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn bóng lưng của anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, khuôn mặt cứng ngắc, tiếp tục bước đi. Đường Khả Hinh mệt mỏi đẩy cửa thoát hiểm, hai mắt rưng rưng, mệt mỏi đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên dừng bước nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hơi có chút căng thẳng nhìn anh. Trang Ngải Lâm đứng ở một bên, Nhìn ba người phía trước, thở dài một hơi. Mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông đi ra, đứng ở bên cạnh Trang Ngải Lâm, lầu bầu nói, không phải. Anh trai lớn nên thắng sao? Trang Ngải Lâm mỉm cười nhìn Tưởng Tuyết Nhi, hỏi tại sao em biết là anh trai lớn thắng? Bởi vì bàn cờ này, em thấy ông nội và anh trai lớn đánh rồi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Tuyết Nhi rất khờ dại nói, giống nhau như đúc, cho nên anh trai lớn biết đường phá giải nha. Trang Ngải Lâm nghe lời này, bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài. Tưởng Tuyết Nhi không nói gì, chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn tới trước. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng dưng dưng nhìn anh. Cuộc đời giống như ván cờ, trong quá trình đánh cờ, con cờ giống như thời gian, cũng sẽ càng đi càng ít, cuối cùng không còn gì cả. May mắn có thể bảo vệ được tướng soái không may sẽ thua hết cuộc đời của mình. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hinh, nói, nếu như buông bỏ kỹ xảo cuộc đời, dùng trái tim đi làm việc, có thể sẽ đạt được vui vẻ lớn nhất. Hôm nay anh đã thua, bởi vì anh muốn cho anh ấy một cơ hội thắng. Cơ hội này không liên quan đến tình cảm, chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hinh nhấp nháy, nước mắt chảy xuống. Trước kia anh vẫn không yên lòng giao em cho tưởng thiên lỗi. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, mỉm cười nói nhưng hiện tại anh đã yên tâm, bởi vì lúc anh ấy thắng anh, có chút do so dự. Do so dự hạnh phúc của em, người đàn ông này hiện tại đáng giá để em quý trọng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Cố gắng lên, đường khả hình, tối nay mặc thật xinh đẹp. Trang hạo nhiên chậm rãi tiến lên, muốn vươn tay khẽ vuốt mặt của cô, cuối cùng tay lại ngừng trên không chung, hai mắt ẩn nhẫn nắm nhẹ bả vai của cô, mới thở dài một cái, xoay người đi khỏi. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tự nhiên của người đàn ông, nước mắt khẽ rơi xuống. Hai mắt trang hạo nhiên cũng hiện lên mấy phần đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười thở dài một hơi, tiếp tục bước đi. chương 617, lựa chọn. Đêm rất nhanh tới. Lúc người ta không nhận rõ trái tim mình, sẽ trôi đi. Trôi đi, trôi đi. Phòng trang điểm vẫn người giúp việc không ngừng bận rộn. Ân Nguyệt Dung vẫn giống như con bươm bướm xinh đẹp, ở bên trong hàng đống quần áo xinh đẹp, tìm kiếm bộ váy xinh đẹp nhất thích hợp với khả hình. Đường khả hình tắm rửa đi xong, ngây ngốc ngồi ở trước gương trang điểm, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn mình trong kính, hai mắt rời rạc không ánh sáng, sắc mặt chờ tái nhợt, hốc hác. Nhà tạo mẫu tóc vừa làm tóc xoăn cho khả hình, vừa có chút ngạc nhiên sự thay đổi của cô từ buổi trưa tới buổi. Bảo bối, tới uống chút trà lại đi, ân nguyệt dung lập tức cầm trà lại, đi tới trước mặt của đường khả hình, vô cùng vui vẻ muốn đút cho cô. Đường Khả Hinh phục hồi tinh thần, nhìn Ân Nguyệt dung sâu kín nói gì. Con không muốn uống. Chấm ngoặc kép. Bảo bối. Con làm sao vậy? Ân Nguyệt dung lập tức có chút căng thẳng để trà lại xuống, ngồi ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh nói con không vui sao? đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi cúi đầu. Nói với gì một chút? Ân Nguyệt dung thật lòng nhìn cô, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh chỉ lắc đầu một cái, UV xem gì là mẹ, nói với gì xem. Ân Nguyệt Dung ngây thơ nói, có phải con phiền não hôm nay phải khiêu vũ với Thiên Lỗi hay không? Đừng sợ, đây chỉ là một điệu nhảy mà thôi, nhảy xong thì thôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Ân Nguyệt Dung, chỉ cười nói, gì luôn suy nghĩ chuyện rất đơn giản. Trên thế giới này mỗi một sự việc vốn rất đơn giản, do con người ta nghĩ phức tạp thôi. Ân Nguyệt Dung sờ nhẹ sợi tóc xoăn trên trán cô, mỉm cười nói: "Nhưng, tại sao con người ta phải suy nghĩ đến phức tạp như vậy?" Đường Khả hình có chút không rõ. "Bởi vì con người quá tham lam, bi thương cũng muốn, vui vẻ cũng muốn." Ân Nguyệt Dung lại cười nói: "Bi thương cũng muốn." Đường Khả hình không hiểu nhìn bà. "Đúng vậy, bi thương có thể để cho một người buông thả mình tốt hơn, ngược lại vui vẻ ngắn ngủi, thời gian nhận rõ bản thân mình quá ít." Ân Nguyệt Dung mỉm cười nói, "Đường Khả Hinh đang suy nghĩ những lời này. Vì vậy cóc câu nói, trong tình yêu nam nữ, thường bởi vì lúc yêu nhau không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, đến lúc bi thương mới nhận rõ bản thân mình và người khác." Ân Nguyệt Dung giải thích nói, "Thế nhưng cả hai đều không thể làm được, cũng không rõ ràng lắm. Vậy làm sao nhận rõ mình?" chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cúi đầu mỉm cười nói, "Bàn tay đè chặt trái tim của mình, tôn trọng lựa chọn của mình." nhất định là vui vẻ nhất đấy. Ân Nguyệt Dung cầm tay đường khả hình, đặt nhẹ nơi trái tim của cô, mới cười nói, nghe nó nhảy đập thình thịch, nó sẽ nói cho con biết đáp án. Đường khả hình nhẹ nhàng đặt tay ở trái tim, cảm giác nó đang nhảy nhót. Chỉ có nó mới mạnh mẽ nhất, bởi vì nó không đập, thế giới của con cũng sẽ hủy diệt, cho nên tôn trọng sinh mạng, tôn trọng vui vẻ vô cùng quan trọng. Lựa chọn người khác chính là như vậy. Ân Nguyệt Dung mỉm cười cầm một chiếc nhẫn kim cương, dịu dàng nói, trái tim của con nghiêng về người kia, sẽ không nhịn được vui vẻ. Nếu như con không biết lựa chọn thế nào, vậy thì xem ai có thể mang tới cho con vui vẻ. Đường Khả Hinh không khỏi giật mình. Ân Nguyệt Dung lập tức nhìn cô. Đường Khả Hinh chậm rãi cười khổ, nhẹ nhàng cầm một cây lược ngọc, chảy nhẹ, nhớ lại có chút chuyện, biết tối nay phải đưa ra một quyết định. Ân Nguyệt Dung nhìn cô thật sâu, dịu dàng hỏi, quyết định này, rất khó sao? Đường khả hình đặt cây lược ngọc xuống, chỉ cúi đầu. Con yên tâm, nếu như lo lắng có hạo nhiên, hoàn toàn không cần sợ. Ân Nguyệt Dung mỉm cười tựa vào trước bàn trang điểm, dịu dàng nói, từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn chăm sóc mình rất tốt. Đường khả hình chậm rãi quay đầu, nhìn Ân Nguyệt Dung mỉm cười hỏi, trước kia tổng giám đốc như thế nào? Nhất định chăm sóc rất dễ chứ? Ân Nguyệt Dung suy nghĩ vấn đề này một chút, đổi lại chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn nói, nói chăm sóc dễ cũng đúng, nó chăm sóc khó cũng không tiện chăm sóc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sướng sờ nhìn bà. Khi còn bé, hạo nhiên vừa sinh ra đã được cưng chiều hết mực. Trong nhà, ông nội trang thương yêu nó không biết đến cỡ nào. Muốn cái gì thì cho cái đó, ngay cả mặt trăng trên trời, cũng muốn hái cho nó. Chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung mỉm cười nhìn một chiếc nhẫn đá sapphire, nói, máu chỉ khóc một chút, quậy một chút, nửa nước anh cũng rung lên, Đường khả hình nhịn không được mỉm cười, nói, không ngờ, khi còn bé anh ấy là người phiền toái như vậy. Dĩ nhiên, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt sung nhìn cô, trách móc nói, khi còn bé còn ngoan một chút, người ta chăm sóc như thế nào, nó vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận, nhưng đến khi trưởng thành, cũng không ngoan, chuyện này cũng ngại người ta làm không được, chuyện nó cũng ngại người ta làm không được, ví dụ như nó rất thích người làm gì hoa, nó cảm thấy món canh đó uống không ngon, liền muốn người ta uống hết chén canh đó, xác định cảm giác đúng rồi, mình mới uống. À, đường khả hình thật không tin nổi, nhìn ân Nguyệt Dung nói, khó chăm sóc như vậy à. Đúng vậy, đến khi nó 11-12 tuổi, toàn bộ người giúp việc đều sợ nó, cuối cùng không người nào để ý đến nó, ngay cả dì Hoa cũng đành phải xin nghỉ hưu sớm, lúc đi, mập thêm vài cân, trách nó không hiểu chuyện, muốn cho mình ăn canh. Ân Nguyệt Dung đột nhiên mỉm cười nói. Hai mắt đường khả hình chợt lẽ, dần dần nghe ra đầu mối. Ân Nguyệt Dung cũng nhìn đường khả hình thẳng thắn cười nói, thật ra, nó cảm giác mình làm phiền rất nhiều người, cảm thấy không tốt, nhất là người giúp việc chăm sóc nó không tốt chỗ nào, còn có thể bị ông nội mắng, dì hoa tuổi cũng đã lớn, nó muốn người ta về hưu sớm hưởng phúc một chút, liền nghĩ tất cả biện pháp để cho bà ấy đi khỏi. Nó luôn thay đổi biện pháp, chăm sóc người bên cạnh. Trong lòng của đường khả hình không khỏi ấm áp. Thật ra, gì là một người mẹ không có năng lực. Ân Nguyệt Dung có chút ấy này đối với đứa con trai này, than khổ nói, nếu như gì cẩn thận một chút, sẽ phát hiện con trai bướng bỉnh, chẳng qua là vì có nhiều người phiền não vì nó, còn luôn trách móc nó quá bướng bỉnh, cùng của mắng nó cho đến bây giờ. Sửa cũng sửa không được, thật đáng ghét, nó chính là đứa làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta không có cách nào lo lắng cho nó. Đường Khả Hinh đột nhiên nở nụ cười, nghe được người trong nhà thương yêu Trang Hạo Nhiên. Được rồi, con cũng không cần dối rắm nữa. Ân Nguyệt Dung bật cười nhìn đường khả hình nói, thật ra cuộc sống không có dối rắm như vậy. Phải hiểu thật rõ ràng, tình yêu phải có. Thời gian để suy nghĩ, hãy để cho những người đàn ông xấu xa chờ đợi đi. Chấm than ngoặc kép. Đường khả hình im lặng, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương trang điểm. Lễ hội rốt cuộc bắt đầu. Tối nay, hai gia đình hiền hách, trang tưởng tổ chức buổi giả vũ long trọng, cho nên khách quý hai giới chính trị, thương mại đều sôi nổi tham gia, ngoại trừ cháu gái của Thủ tướng, Tô Linh, nổi tiếng giao tiếp xã hội, cô nghe nói tối nay chị Trang sẽ tham dự lễ hội, lập tức huyền chuyển từ chối lời mời. Cả khách sạn Á Châu, sáu lá cờ phất phới. Khách mời núi liền không dứt mà Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng tạm thời đổi tới đây giúp một tay, chỉ thấy các cô mặc đồng phục, không ngừng tới lui ở đại sảnh, chiêu đãi tân khách. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng ở trước đại sảnh khách sạn hai người bọn họ cùng giám đốc khách sạn nhận được chiếc xe kia, lập tức đi ra đại sảnh to lớn, không người hạ eo, hướng người trong xe chào hỏi. Quả nhiên, tưởng Vĩ Quốc và Trần Mạn Nhi mặc trang phụ lộng lấy, cất bước đi ra trước, sau đó thấy tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen kẻ sọc, tối nay tươi cười rạng rỡ đứng trước xe Rolls Royce, hai mắt lé lên nhìn tới phía trước. Chủ tịch, phu nhân, tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, bọn nhã tuệ cung kính gọi. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng cùng vợ đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng cất bước lên trước, lại ngừng ở trước mặt của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ hơi có chút sững sờ ngẩng đầu, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu với cô, tỏ vẻ quan tâm và cảm ơn, mới nói, "Vất vả rồi." Anh nói xong, người đã đi khỏi, giống như một chút nữa sẽ làm một chuyện thật quan trọng. Mà ở tại một góc riêng biệt bên cạnh sảnh tiệc, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. Lúc này tân khách càng ngày càng nhiều cả sảnh tiệc hết sức náo nhiệt. Người hai nhà tưởng trang cùng nhau bắt tay tất cả khách quý, nhất là ân Nguyệt Dung, đặc biệt thích náo nhiệt, bà chạy khắp nơi trong đám các phu nhân, dương mặt cười vui vẻ. Tưởng thiên lỗi đứng trong đám người, hơi quay mặt sang, căng thẳng tìm bóng dáng đường khả hình. Một làm gió biển mãnh liệt thổi vào, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Cuối mùa xuân, luôn thời tiết có chút không ổn định. Tầng lầu cao nhất tại khách sạn Á Châu đang mở ánh đèn thủy tinh màu vàng cam. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, đang cầm một ly whisky, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng mênh mông, nhớ tới vẻ mặt kiên quyết của Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa từ chối mình, hai mắt anh lóe lên. Nhà các người tổ chức bữa tiệc, tại sao cậu không tham dự? Bác Sĩ cũng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chậm rãi đi xuống từ lầu 2, nhìn bóng lưng của anh, nhàn nhạt hỏi: Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mới mỉm cười nói, vai chính tối nay không phải là tôi. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của Bác Dịch xoay chuyển, cũng nâng một ly whisky, đi tới trước cửa sổ sát đất, mỉm cười nói, tôi nhớ lúc cậu bị thương, tôi cứu cậu, cậu nói câu nói đầu tiên. Dường như là. Chấm ngoặc kép. Cho tới bây giờ Trang Hạo Nhiên cũng không có nghe Bác Dịch nói đến chuyện này, có chút ngạc nhiên nhìn anh. Bác Dịch cố ý cau mày suy nghĩ một chút, mới mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy lúc gần đây tôi mới nhớ tới dường như cậu nói bảo vệ tốt nó mạng của cô chính là mạng của tôi thật sao trang hạo nhiên nhìn anh có chút kinh ngạc nói thật nói như vậy à ừ chấm ngoặc kép bác dịch mỉm cười gật đầu nó là cái gì người kia là ai trang hạo nhiên không hiểu suy nghĩ chuyện này bác dịch cũng muốn suy nghĩ nhưng vẫn lắc đầu một cái chẳng lẽ là cô gái trong sinh mệnh của tôi Trang hạo nhiên không nhịn được nói đùa. Theo cá tính của cậu, có thể tìm được vợ, trừ khi cô ấy rất hiểu cậu. Bác dịch thật lòng nói. Đi, Trang hạo nhiên trách anh, sau đó bật cười hớp một ngụm nhỏ whisky, nghĩ tới tối nay đường khả hình nhất định sẽ tham gia bữa tiệc, nhất định sẽ diễm tuyệt cả hội trường. Nhớ cô ấy sao? Bác dịch lạnh nhạt hỏi. Trang hạo nhiên không nói gì, chỉ uống một hớp lớn whisky, thở gấp gáp một hơi, nói có lúc buông tha giống như xé nát trái tim anh ra, nhưng lúc xé ra niềm vui rất tràn trề bởi vì anh làm được chấm ngoặc kép cậu làm sao biết suy nghĩ của cô ấy bác dịch nhìn anh tôi không biết chấm ngoặc kép trang hạo nhiên thẳng thắn sâu kín nói tôi chỉ biết cuộc sống hạnh phúc lớn nhất chính là còn có cơ hội lựa chọn bác dịch nghĩ những lời này hai mắt trang hạo nhiên khẽ lóe lên uống cạn một ngụm whisky cuối cùng gió biển sâu kín nhào tới mang đến cảm giác sảng khoái trong lòng người đàn ông này đang cô đơn đối diện biển rộng mênh mông. Một tiếng chuông reng reng vang lên. Bác dịch xoay người, nhìn cánh cửa kia, hỏi, ai vậy? Trang hạo nhiên suy nghĩ một chút, liền cười xoay người để ly whisky xuống, đi qua mở cửa nói, không cần phải nói, nhất định là chỉ tôi, anh cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, anh đi tới cạnh cửa, chậm rãi nắm khóa tâm, cười mở cửa, mới vừa muốn nói, lại nhìn người trước mặt sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực màu hồng đào, trải búi tóc dài trang nhã, đeo dây chuyền kim cương ngôi sao hải dương lấp lánh, nâng nhẹ đuôi váy, khuôn mặt có chút tái nhợt, hai mắt khẽ lóe lên ánh sáng như vì sao vụt bay, ngẩng đầu lên nhìn anh, thật dịu dàng, thật dịu dàng. Cuộc đời trang Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng không có khiếp sợ như vậy, giống như bị điểm huyệt, lập tức nín thở nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh giống như có chút ngượng ngùng, chỉ cúi mặt, suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn anh hai mắt khẽ hứa lệ dịu dàng nói em đói bụng chấm ngoặc kép trang hạo nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn cô hai mắt đường khả hình sáng người rung động lòng người dịu dàng nhìn anh trên mặt khẽ run rẩy giống như khẽ lộ ra bi thương nhưng vẫn có chút ngượng ngùng nhìn anh nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống hỏi có cơm ăn không trang hạo nhiên đột nhiên không dám nhìn cô nghiêng mặt sang bên hai mắt cố nén nước mắt khuôn mặt của đường khả hình càng lúc càng run rẩy co quắp giống như mất mặt cúi đầu, nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống, nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi thật. Không có cơm ăn sao? chương 618, lời mời. Đêm, thật sâu, thật sâu. Trang hạo nhiên đứng ở một góc phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra thịt bò, thái sợi, lại dùng một chút ớt ngâm và bột bắp khuấy đều. Anh vừa khuấy thỉnh thoảng quay đầu nhìn phòng khách đầu kia. Đường khả hình mặc váy dài cúp ngực, ngồi ở trên ghế salon, Vẻ mặt lộ ra dịu dàng nhã nhận lịch sự nhìn phía trước, đuôi váy thật dài hoa đào bay nay, rơi trên sàn nhà bóng loáng, trông rất sống động. Anh yên lặng nhìn cô một cái, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh, tiếp tục trộn đều thịt bò. Lúc này, bác dịch đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhàn nhạt lạnh lùng nhìn đường khả hinh, hai mắt lộ ra xem kỹ. Đường khả hinh không dám nhìn anh, đôi tay đan nhau, cúi đầu. Bác dịch để ly whisky xuống, im lặng quay người đi lên lầu. Đường Khả Hinh vẫn thật dịu dàng ngồi ở trên ghế salon, nắm ngón tay út của mình xoay xoay, nhớ tới mới vừa rồi ân nguyệt dung sai người đi lấy chiếc nhẫn kim cương trứng bổ câu thì mình mượn cớ len lén đi ra, dài cao gót màu trắng hơn một tất thật sự mang không tốt, nhất là dắt đuôi váy thật dài, đi một bước cũng rất đau đớn, ngón chân nhỏ giống như bị lửa thiêu. Cô khẽ nhăn mày, nhấc đuôi váy lên, liếc mắt nhìn chân nhỏ của mình. Ôi, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên đem thịt bò trộn xong, Bỏ vào trong dầu phộng thơm nồng, xào mấy cái, lại cho thêm vào chút cần tây thái sợi, nhỏ vài giọt tương ớt, một mùi thịt bò thơm nồng tràn ra, hai mắt anh khẽ lóe lên, nhìn thịt bò đã thành màu vàng, lập tức đặt lên đĩa. Bên trong nồi cơm điện, cơm đã chín. Từ trong tủ bếp, Trang Hạo Nhiên lấy ra một cái chén kiểu Hàn, đựng cơm trắng thơm ngát, lại dùng muỗng múc thịt bò và nước sốt thơm nồng tưới nhẹ trên cơm. Một cái nồi khác đã vừa chín tới trang hạo nhiên lập tức xoay người cũng không sợ nóng nhẹ nhàng mở nắp nhìn canh rong biển thịt băm đã sôi anh lập tức cầm hai trứng gà đánh vào đĩa thủy tinh sau khi nhanh chóng quấy đều nhẹ rót vào trong nước sôi nhất thời trứng hoa xinh đẹp dịu dàng nhẹ nhàng tan ra ở trong canh tắt lửa trang hạo nhiên đặt cơm trộn thịt bò cùng tô canh trứng rong biển vào trong khay lại im lặng đi ra phòng bếp nói có thể ăn rồi đến đây đi đường khả hinh nghe vậy liền im lặng muốn đứng dậy, lại phát hiện ngón chân đau đớn khó chịu, cô khẽ kêu một tiếng, trên trán đổ mồ hôi. Trang hạo nhiên có chút nghi ngờ nhìn bộ dáng cô đột nhiên khó chịu, lập tức để khay xuống, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống muốn kéo váy cô. Đường khả hình khẽ giấu hai chân, kéo nhẹ đuôi váy phủ dày cao gót. Trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cô một cái. Đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ khẽ cúi xuống. Trang hạo nhiên không nói gì thêm, chỉ có chút cứng rắn như người tiến lên, kéo nhẹ đôi váy thật dài của cô, lập tức nhìn thấy đôi giày cao gót màu trắng, tối thiểu có hơn 10 cm, bàn chân nhỏ nhắn gợi cảm cũng gần như muốn đứng thẳng, lại thấy lộ gân xanh, hai mắt anh đau lòng chợt lóe, lập tức vươn tay nâng nhẹ một bàn chân. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, nhìn anh. Trang hạo nhiên không để ý đến cô, mà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc giày cao gót, lập tức nhìn thấy bàn chân trắng nõn xinh đẹp đáng yêu, ngón chân nhỏ chỉnh tề lúc này căng cứng trụng chung một chỗ vừa đỏ vừa sưng thậm chí đã bị chóc ra rồi anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cô có chút tức giận nói tại sao muốn mang giày cao như vậy đường khả hình có chút uất ức nhìn anh không lên tiếng hai mắt trang hạo nhiên khẽ lóe lên một cái lập tức bế ngang cả người cô đi về phía ghế salon dài bên kia đường khả hình thở nhẹ một hơi lập tức ôm cổ của anh dịu dàng nhìn anh Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng ôm thân thể mềm mại của cô đi tới trước ghế salon dài, chậm rãi buông cô xuống, cầm gối ôm đặt ở sau lưng của cô để cho cô nửa nằm thoải mái hơn. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cuộn hai chân, hai mắt lóe lên một chút ấm áp nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi lên lầu 2, lấy cái hòm thuốc xuống, từ bên trong lấy ra nước sát trùng và bông băng, đặt trên bàn trà, mới ra lệnh đưa chân ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng duỗi bàn chân nhỏ nhắn ra phía trước, kéo váy màu hồng nhạt ra. Trang Hạo Nhiên nắm bàn chân nhỏ nhắn đặt ở trên đầu gối mình, cầm bông băng thấm nhẹ nước sát trùng, nói một câu chịu đau, liền nhẹ nhàng dùng bông băng thấm vào vết thương. Đường Khả Hinh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, thổi nhẹ thổi ngón chân nhỏ nhắn, mới nói, sau này đừng mang giày cao gót như vậy nữa chấm ngoặc kép, em sẽ quen, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh dịu dàng nói. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn xuống cô một cái, tiếp tục thay miếng bông băng, thấm nhẹ vào vết thương của cô. Đường khả Hinh cúi đầu cau mày, nhịn đau. Lúc này trang hạo nhiên lộ ra nụ cười, nhìn cô một cái, lại lấy một miếng bông băng khác, ra lệnh cái chân còn lại. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải luồn nhẹ một cái chân khác ra ngoài. Tại sao muốn tới đây? Trang hạo nhiên cầm bông băng, thấm nhẹ nước thuốc, lại sát trùng ngón chân của cô. Đường khả Hinh im lặng một lúc. Trang hạo nhiên dừng động tác, nhìn cô. Khi đó, dì hoa đi khỏi, anh có núp trong bóng tối len lén nhìn dì ấy đi hay không? Thậm chí muốn, đưa dì một đoạn đường. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình, dịu dàng hỏi. Trang hạo nhiên có chút sướng sờ nhìn cô. Đường khả Hinh khẽ chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, lộ ra một chút ôn nhu, sâu kín nói, em từng nghĩ, nếu như có một ngày, anh cũng suy nghĩ cho em như vậy, tiễn em đi, em nên làm như thế nào. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười nói, là tiếp nhận lời khuyên của anh cho em hay xoay người đi khỏi. Giống như cuộc sống chỉ có hai con đường đi, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nắm bông băng không nói lời nào. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, hai mắt ứa nước mắt, nói, lúc này em vốn muốn đi về nhà, nhưng không biết vì sao bị đau chân, cảm thấy đói bụng, nên đi tới nhà anh. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Trong lòng của đường khả hình dâng lên một chút chua sót, nhìn người đàn ông này có chút cô đơn, vẻ mặt có chút kích động, lại cố đè nén xuống, chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phủ ở trên khuôn mặt anh, mang theo mấy phần đau lòng, muốn cười lại rơi lệ hỏi. Tối nay, anh có khỏe không? trang hạo nhiên cắn chặt răng hai mắt chật lóe nhìn cô hai mắt đường khả hình lay động nước mắt nhìn anh lại lộ ra mấy phần kích động nghẹn ngào nói một mình có cô đơn không trang hạo nhiên nhìn cô anh cùng em đi một đoạn đường dài như vậy đi khắp nước anh đi khắp thành phố lavender nước pháp vì em bỏ ra nhiều như vậy chấm ngoặc kép đường khả hình rơi lệ nhìn anh trái tim đột nhiên quay cuồng lại vuốt nhẹ khuôn mặt trí tuệ của anh ngẹn ngào nói, ngay cả một buổi tối, em cũng không thể ở bên anh. Làm sao xứng đáng với một chút mùi hoa anh yêu thích. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, kích động nhìn cô. Trang Hạo Nhiên của em? Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh sâu kín nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên rơi lệ nói, thật ra anh có hiểu lòng của em hay không? Không sao cả. Nhưng ít nhất anh phải hiểu trái tim của mình. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút trách móc nhìn người này lại đột nhiên mỉm cười nhấc nhẹ đuôi váy thật dài chân trần đứng ở trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt hết sức thẳng thắn nhấc nhẹ đuôi váy màu hồng mộng ảo lên hơi cúi xuống khom nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt trang hạo nhiên sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô trang hạo nhiên tiên sinh thân ái trong đêm xinh đẹp này có thể mời ngài nhảy với tôi một bản không đường khả hinh đột nhiên nhìn trang hạo nhiên hai mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng mỉm cười nói chương 619, nhảy xong rồi thì sao? Đêm, sóng biển mãnh liệt, nhưng nhìn thế nào cũng có chút dịu dàng. Tầng lầu cuối tòa nhà màu trắng hứng lấy ánh sao khắp trời, chợt tối xuống. Chỉ có một chút ánh sáng chợt lóe lên, giống như ánh trăng. Bên trong phòng đàn piano trong suốt, đôi nam nữ kia. Trang hạo nhiên thản nhiên đứng ở bên piano, hai mắt hiện lên dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Đường khả hình cũng lộ ra nụ cười giống như hoa đào, cũng rất dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Một khúc nhạc chuồn chuồn chợt nhẹ nhàng vang lên từ phòng khách. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đến gần Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cô, để cho cô dựa vào mình. Đường Khả Hinh bước lên trước, dịu dàng nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa nhẹ lồng ngực kiên cố của anh, cuối cùng đặt nhẹ ở trên bả vai của anh, hơi ngẩng đầu nở nụ cười nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn đối phương, nhẹ nhàng bước theo điệu nhảy một làn gió nhẹ nhàng bay tới phất nhẹ đuôi váy hồng nhà thật dài của cô gái này ở trong từng làn hương thơm hai bóng người nhẹ nhàng di chuyển xung quanh căn phòng thép trang hạo nhiên chậm rãi đưa hai tay ra ôm nhẹ bên hông cô gái cúi xuống nhìn cô tối nay bởi vì một cô gái nhỏ anh bỗng nhiên trở thành nam chính trong một đêm xinh đẹp đặc biệt hấp dẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ không đường khả hình cũng đưa cánh tay trắng như tuyết kéo nhẹ cổ của anh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, đột nhiên mỉm cười, nói, "Nhớ, chúng ta lại tiếp tục chơi trò chơi mạo hiểm nói lời thật lòng, được không?" Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi, "Được." chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vừa nhìn cô, vừa cười đáp, "Anh thích màu gì?" cô dịu dàng hỏi. "Thích màu em thích." Đường Khả Hinh hơi động lòng, mỉm cười, lại dịu dàng hỏi, "Anh thích hoa gì?" "Thích hoa em thích." chấm ngoặc kép thích bài hát nào? Luôn đàn bài hát em thích nghe. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình cố ý dừng bước lại, mỉm cười nhìn anh. Đến lượt anh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên xoa nhẹ eo của cô gái này, cười nói. Tốt, chấm ngoặc kép. Mệt không, trang hạo nhiên cười dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, nhớ tới đôi chân nhỏ nhắn của cô, đau lòng hỏi. Đường khả hình nghe hỏi như vậy, đột nhiên không nhịn được cười hỏi, đây là câu hỏi của anh sao? Trang Hạo Nhiên, người đàn ông hết sức hấp dẫn này cũng cười. "Không mệt." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hình kéo nhẹ cổ của anh, khẽ nhẹ lắc đầu. "Nói dối, phạt em." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, lập tức ôm lấy mông của cô, đặt cả người cô lên trên mặt piano ba chân. Đường Khả Hình kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, ngồi ở trên mặt piano. Trang Hạo Nhiên đưa hai tay chống nhẹ trên mặt piano, bao bọc cô gái ở trong ngực, cúi xuống Hai mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, hỏi em nói sợ tối nay anh một mình tịch mịch, cho nên mới nhảy với anh một bản. Nhảy xong thì sao? Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng nóng bỏng nhìn cô. Một làn gió biển lùa tới, phất lên tóc ngắn trên trán của người đàn ông này, cho dù là lúc nào, anh luôn tràn đầy sức hấp dẫn như thế. Anh vẫn còn nhớ rõ, tối hôm qua em quyết liệt từ chối anh, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại nói rất chắc chắn, lúc đó anh tin tưởng em đưa ra quyết định rất khó khăn, nhưng nhất định là xuất phát từ đáy lòng. Cho nên tối nay em xuất hiện, anh rất ngạc nhiên. Không biết nhảy xong bản này, em lại muốn đi tới một người khác chứ? Vậy anh tình nguyện em không cần xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ thu lại nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn chầm chầm ánh mắt của cô, nhìn kỹ thái độ của cô lúc em học tập để tham gia vào cuộc thi đấu rượu đỏ giai đoạn 2, có một đề tài. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sâu kín nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô. Ánh mắt của đường khả hình khẽ xoay tròn, mới sâu kín nói, nếu như muốn cùng người khác trao đổi, đàm phán, không ngại uống một chút rượu, nhưng đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, phải uống nước lọc. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên sững sờ, nhìn cô. Em nghe theo trái tim của mình, tối nay tới tìm anh. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình cúi xuống dịu dàng nói, là bởi vì em không có say. Chấm ngoặc kép, trong mắt cô hiện lên nước mắt, đột nhiên nhẹ nhàng bước xuống piano, nắm đuôi váy thật dài, muốn rời khỏi. Trang hạo nhiên lập tức nắm chặt cổ tay của cô, xoay người đau lòng nhìn cô. Trang hạo nhiên, em muốn từ chối anh, em nên từ chối anh, nhưng em không muốn để cho anh cảm thấy, em vì anh ấy mới từ chối anh. Đối với anh như vậy quá không công bằng. Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh ra, nhấc lên đuôi váy thật dài, nhanh chóng đi ra khỏi phòng đánh đàn. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, hai mắt mãnh liệt lóe ra ánh sáng, đang lúc do so dự đã thấy người nó sắp đi khỏi, anh lập tức đi nhanh ra phòng đánh đàn, đi tới trước mặt cô, nắm chặt cánh tay của cô, mạnh mẽ kéo cô trở về. Anh buông tay, Đường Khả Hinh muốn đẩy anh ra. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên đau lòng gọi nhỏ một câu, lập tức ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói, đi đâu? còn chưa có nhảy xong mà. Đã nhảy xong rồi, đường khả hình cắn chặt răng lại muốn đẩy anh ra. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, đôi tay ôm chặt eo nhỏ của cô, cúi xuống hôn nhẹ môi của cô, nói nhanh, chưa có nhảy xong. Nhảy xong anh để cho em đi, chấm than ngoặc kép. Anh nói xong, đột nhiên ôm chặt cô gái trong ngực, mạnh mẽ xoay tròn đến bên cạnh máy hát đĩa trong phòng khách, dùng cánh tay to lớn, ôm chặt cô gái trong ngực, vừa hôn lên môi của cô, cuồng nhiệt mút lấy đầu lưới của cô, tay vừa đè máy hát đĩa phát lại ca khúc lúc này Ưm hát, chấm ngoặc kép đường khả hình ngửa mặt đón nhận nụ hôn si mê của anh gần như hít thở không thông toàn thân nóng ran thở nhẹ một hơi trang hạo nhiên tựa vào bên cạnh máy hát đĩa ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô vừa vuốt ve chỗ trung ở mông của cô vừa cuồng nhiệt hôn môi của cô nhớ tới buổi tối ở vườn nho vẫn chưa xong hai người không nhịn được ôm nhau thật chặt ôm nhau hôn rất cuồng nhiệt chân còn đau không? Trang hạo nhiên đột nhiên thở nhẹ, buông cô gái trong ngực, cúi đầu nóng bỏng nhìn cô, hỏi. Đường khả hình chỉ dịu dàng nhìn anh. Trang hạo nhiên vừa nhìn cô, vừa bế ngang người của cô, đi về phía trên ghế salon thật dài trong phòng khách. Đường khả hình nữa nằm ở trên ghế salon mềm mại, nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô thật chặt, tay cũng đã thăm dò vào đuôi váy, nắm nhẹ bàn chân nhỏ nhắn kia, nhìn ra thịt trắng như tuyết, ngón chân chỉnh tề đáng yêu xếp chung một chỗ, hai mắt anh dịu dàng lóe lên, khẽ cúi xuống muốn hôn bàn chân nhỏ nhắn của cô. Mặt của đường khả hình đỏ lên, không nhịn được co chân lại, không để cho anh làm như vậy. Trang hạo nhiên lại nóng bỏng mập mờ nhìn cô, nắm nhẹ bàn chân nhỏ nhắn của cô, đuôi váy màu hồng nhà thật dài rơi nhẹ xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn hấp dẫn, anh vừa chăm chú nhìn chân dài trắng nõn hấp dẫn, vừa cúi xuống hôn nhẹ trên ngón chân nhỏ nhắn một tiếng ướt át tiếng vang lên. Mặt của đường khả hình lại nhanh chóng đỏ bừng, hai mắt lộ ra ánh sáng mê ly. Ánh mắt trang hạo nhiên nhìn cô vừa tràn đầy tính chiếm đoạt của đàn ông, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên mu u bàn chân của cô. Một cảm giác ngứa nhột chết người xông tới. Đường khả hình giống như không chịu nổi khiêu khích như vậy, cả người lại nóng lên, thậm chí trên trán dịn mồ hôi. Trang hạo nhiên lại nắm nhẹ bàn chân nhỏ nhắn của cô, cắn nhẹ ngón chân nhỏ nhắn không có bôi thuốc a à, chấm ngoặc kép, cả người đường khả hình đột nhiên rung động, co rút chân dài sáng bóng, thở gấp một hơi, nói trang hạo nhiên, không nên như vậy. Có phải anh đối với mỗi cô gái đều như vậy hay không? Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, đột nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, cũng thẳng thắn cười nói, nếu như đối với mỗi cô gái đi qua như vậy, hiện tại, đoán chừng đã ở trên giường của anh rồi, mà không phải ở trên ghế salon, chấm ngoặc kép. Trái tim của đường khả hình đập thình thịch, lại không khỏi có chú út để ý hỏi, anh cũng không có. Đối với chị dai dai như vậy sao? Trang hạo nhiên chỉ mỉm cười im lặng nhìn cô. Nói cho em biết, đường khả hình cảm giác mình uống nước cũng bị say. Trang hạo nhiên đè nhẹ ở trên thân thể mềm mại của cô, ánh mắt trở nên đầy thâm ý, mỉm cười nói, không có. Chấm ngoặc kép, cả người đường khả hình giống như kịch liệt bốc cháy, nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi muốn vươn tay đấm anh, nói, em không tin. Sau này không nên nhắc đến dai dai. Hả, Trang Hạo Nhiên lại cúi xuống hôn nhẹ cầm của cô, cổ. Rất dịu dàng. Anh để bụng mà, chấm ngoặc kép, đường khả hình bị anh hôn ý loạn tình mê, trong lòng như con nai và ngơ ngác đi lạc lối. Trang Hạo Nhiên mỉm cười hôn nhẹ xương đòn của cô, mới cưng chiều nói, anh sợ em ghen. Chấm ngoặc kép, em mới không có, đường khả hình đỏ mặt không có mặt đỏ dần rồi trang hạo nhiên lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của cô ngửi mùi thơm trong thân thể cô hôn nhẹ bả vai của cô mới mê say nói đi chấm ngoặc kép đường khả hình xấu hổ muốn đẩy anh ra trang hạo nhiên thuận thế hôn khuôn mặt của cô hôn cổ của cô thậm chí tay đã dò tới ngang lưng muốn kéo dây khóa xuống khụ 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 chấm ngoặc kép âm thanh trên lầu truyền đến mặt của đường khả hình đỏ lên lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn bác dịch. Bác dịch cũng không có cách nào, đứng ở bên cạnh hành lang, chỉ nói có người hẹn tôi đi uống rượu, cho tôi 30 giây, để cho tôi đi khỏi. Tối nay tôi không trở lại, chấm ngoặc kép. Anh cũng rất thức thời, bởi vì anh đã không chịu nổi âm thanh mập mờ mới vừa nghe được ở trong phòng. Đường khả Hinh nghe những lời này, lập tức lúng túng đứng lên, thở gấp nói, không cần, không cần, không cần, tôi không quấy dậy mọi người nghỉ ngơi. Tôi, tôi đi trước, chấm ngoặc kép. Cô nói xong, vội vàng đứng lên, cũng không sợ đau, mang giày vào liền đi ra bên ngoài. Trang hạo nhiên kinh ngạc nhìn cô. Bác dịch quả thật có chút áy náy nhìn anh. Anh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cao mày liếc mắt nhìn người này, mới đứng lên, bước nhanh đi theo ra ngoài, nhìn đường khả hình đỏ mặt bấm thang máy, muốn đi vào anh lập tức bước nhanh lên, đỡ tay của cô, cười nói, đi đâu? Tối nay nghỉ ngơi ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Không nên như vậy, đường khả hình lập tức hất tay của anh ra, đi vào thang máy. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ liền không thể làm gì khác hơn, cười đi vào thang máy, lúc thang máy gần đóng lại, ôm nhẹ cô gái trong ngực, cúi xuống hôn nhẹ ở trên môi của cô. chương 620, một lòng trung thành. Đại sảnh khách sạn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vẻ mặt Đường Khả hình lộ ra nụ cười, kéo nhẹ đuôi váy, mang giày cao gót từng bước từng bước đi phía trước. Trang Hạo Nhiên theo ở phía sau, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, chậm rãi mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mập mờ đi về phía trước. Hai người một trước một sau đi ra đại sảnh, cùng đứng ở trước thảm đỏ. Sóng biển tuôn tràn, bay tới từng đợt tiếng sóng vỗ. Đường Khả hình không nói gì, chỉ cười ngọt ngào đi về phía trước chờ anh anh đi lái xe tới đây đưa em về chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói xong liền có chút thoải mái xoay người đi tới đầu kia trong lòng đường khả hinh vừa động lại không để ý đến anh tinh nghịch bước đi đang lúc hai người đi ngược hướng rời khỏi đại sảnh khách sạn một chiếc taxi màu đỏ thấm chậm rãi chạy nhanh tới trước đại sảnh khách sạn lưu trí đức trả tiền taxi liền nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra đứng ở trước thảm đỏ nhìn đại sảnh huy hoàng nhớ tới đường trí long cho mình dặn dò, cho dù nặng nề đi nữa, nhưng vẫn cất bước đi vào. Sảnh tiệc, mọi người đang náo nhiệt cười đùa vui vẻ, trang tính vũ ngồi ở bên cạnh vợ, cùng bạn thân trong giới chính trị, thương mại nhiều năm không, nâng ly uống. Đúng lúc này, thư ký trưởng khẽ mỉm cười đi về phía bên cạnh trang tính vũ, ở bên tai của ông nói khẽ mấy câu. Trang tính vũ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn cô nói, trí đức. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, thư ký trưởng khẽ gật đầu. Ánh mắt trang tính vũ lóe lên, nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, lập tức nói, để cho ông ấy đến phòng làm việc chờ tôi. Vâng, chấm ngoặc kép, thư ký trưởng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhiều năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng sẽ theo đêm tối mà biến mất sao? Hay sẽ theo ánh trăng dần dần lộ ra ánh sáng? Tầng chót cao ốc hoàn á, ánh đèn lặng lẽ sáng lên. Lưu Trí Đức theo thư ký dẫn đường, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía trước, đầu tiên đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, lại trải qua trước vườn hoa, đi vào tòa nhà công ty Hoàn Á. Thư ký trưởng lập tức dẫn ông đi tới trước thang máy, nhấn vị trí lầu cuối, mới dịu dàng giải thích, chủ tịch chúng tôi mới vừa trở về nước, phòng làm việc tạm thời bố trí ở tầng lầu tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép chấm, Lưu Trí Đức chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Cửa thang máy mở ra, Lưu Trí Đức đi vào trước, thư ký cũng im lặng đi vào, nhấn nút đóng cửa thang máy nhanh chóng chạy lên cao. Lưu Trí Đức đứng ở trong thang máy, càng lúc càng căng thẳng, trong đầu càng không ngừng lóe lên cuộc đàm thoại của ông cụ tưởng, tràn đầy thâm ý nói với đường Trí Long vào cái đêm tối đó. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy đường Trí Long hài lòng với cuộc sống, giống như người uể oải không có hồn phách, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, hai mắt phát ra ánh sáng khổ sở. Từng hình ảnh chuyện cũ, giống như hàn băng đâm vào trong thân thể mình. Thang máy dừng ở tầng lầu cao nhất thư ký đi ra ngoài trước một bước, mỉm cười dẫn Lưu Trí Đức đi về phía trước. Lưu Trí Đức lại càng lúc càng căng thẳng, nhất là nhớ tới mình đứng ở cửa chỗ khe, nhìn thấy ánh mắt của ông cụ tưởng lão như dã thú, đại não của ông trở nên tê dại. Mời, chấm ngoặc kép, thư ký lập tức mở ánh đèn cả tầng lầu, sau đó dẫn ông đi qua văn phòng tổng giám đốc, lại quẹo trái đi về phía cuối hành lang, cánh cửa gỗ đỏ khảm hoa văn đóng lại, lại lộ ra một loại không khí quỷ dị bí ẩn. Lưu Trí Đức vừa đi về phía trước, vừa nhìn cánh cửa kia, hai mắt lộ ra ánh sáng kích động. Thư ký đứng ở trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, chấm ngoặc kép, tiếng của trang tính vũ chuyển đến. Thư ký hiểu ý, mỉm cười xoay người, nhìn Lưu Trí Đức dịu dàng nói, chủ tịch đã biết ngài muốn tới, cho nên tôi không tiện tiến vào. Hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi khỏi. Lưu Trí Đức nhìn theo bóng lưng của cô, do dự một lát, nhưng vẫn còn xoay người đẩy nhẹ cánh cửa chính phòng làm việc của chủ tịch. Trang tính vũ trở nên kích động xoay người, nhìn thấy Lưu Trí Đức đứng ở bên cửa, ông thật sự hưng phấn cười nói, quả nhiên là ông, Trí Đức. Lưu Trí Đức cũng kích động nhìn Trang tính vũ, xúc động nghẹn ngào gọi chủ tịch Trang. Chấm ngoặc kép, mau ngồi, đã nhiều năm không có liên lạc, đều do chúng ta làm không đủ tốt. Chấm ngoặc kép, Trang tính vũ tới ngay đến trước mặt của ông, vịn nhẹ bờ vai của ông, muốn mời ông ngồi xuống. À, chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức chỉ miễn cưỡng cười đáp, sau đó ngồi chung với ông ở trên ghế salon. Trang tính vũ ngồi ở trên ghế salon một người, vội vàng nhìn Lưu Trí Đức, nhớ năm đó ông đã từng hăng hái tinh thần đi theo đường Trí Long, hôm nay đã qua 60 năm, tóc cũng hoa dâm, thân hình cũng còng xuống rồi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn sầu khổ, ông bất đắc dĩ nói, Trí Đức. Ông tiều tụy, tôi đã già, chúng ta đều già rồi. Chấm ngoặc kép. Lưu Trí Đức ngồi ở trên ghế salon, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mới nói, người luôn phải đi theo năm tháng, già rồi cũng không có biện pháp. Trang tính vũ nhìn ông, không lên tiếng. Lưu Trí Đức cũng im lặng một lúc lâu. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông cụ tưởng đột nhiên lấy cổ phần bức ép, muốn nhà họ trang chúng tôi và Trí Long đoạn tuyệt quan hệ, còn phải lập lời thề, tôi vẫn không hiểu được, bởi vì hạo nhiên đã trưởng thành, không muốn mai một tài năng của nó, nghĩ đến tương lai nó có thể vì hoàn cầu làm một chút chuyện, cũng chỉ phải đồng ý. Hơn nữa mấy lần tôi có yêu cầu gặp Trí Long, ông ấy đều không muốn gặp tôi, rất kiên quyết. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện này, Lưu Trí Đức cũng cảm giác rất không hiểu. Hôm nay ông tới tìm tôi, là, chấm ngoặc kép, mặc dù trang tính vũ muốn tụ họp bạn cũ, nhưng nhìn nét mặt Lưu Trí Đức, ngay lập tức hỏi chuyện chính trước. Lưu trí Đức nghe hỏi vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trang tính Vũ do so dự mấy phần nhưng vẫn nói hai ngày trước tôi đi thăm đầu bếp trưởng ông ấy biết cậu chủ trang và khả hình tiểu thư khá thân thiết ông ấy có chuyện muốn nhờ ngài. chấm ngoặc kép nói mau chấm than ngoặc kép trang tính Vũ lập tức căng thẳng nhận lời lưu trí Đức hơi cố đè nén nhưng không thể làm gì khác hơn nói với trang tính Vũ đầu bếp trưởng muốn nói với ngài Xin ngài vì nể mặt trước kia ông ấy đã cứu cậu chủ trang một mạng, mời bất cứ lý do nào cũng phải ngăn cản bọn họ yêu nhau. Trang Tính Vũ Kinh ngạc hỏi, tại sao? Hôm nay tôi đang muốn tìm một cơ hội thích hợp, đúng là hai người trẻ tuổi chúng nó khi còn bé đã có đinh ước, mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng tôi lại nhìn ra được hai người chúng nó đều hết sức thích đối phương. Tại sao Chí Long muốn ngăn cản? Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể lắm, nhưng ý của đầu bếp trưởng rất kiên quyết, còn nói nếu như ngài không đồng ý, ông ấy sẽ lấy cái chết để tỏ lòng. Lưu Trí Đức bất đắc dĩ nói. Trang tính vũ khiếp sợ nghe những lời này, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có chuyện gì, phải làm nghiêm trọng như thế. Nếu như ông ấy lo lắng nhà họ Trang chúng tôi khi dễ khả hình, tôi có thể bảo đảm, cả nhà chúng tôi nhất định thương con bé như bảo bối. Tôi cũng tin tưởng hạo nhiên, lúc nhỏ nó đã được trí long dạy dỗ, tâm tính đứa bé này, ông ấy quen thuộc nhất, tại sao phải đưa ra quyết định như vậy? Lưu Trí Đức cũng không hiểu, chỉ phải dựa theo lời của đường Trí Long, lập lại nói, xin. Chủ tịch Trang tôn trọng ý kiến của đầu bếp trưởng, ông ấy cũng là người, không phải cỏ cây, cũng có tấm lòng trung thành của mình, ông ấy đã mang tấm lòng thành này hoàn toàn dâng hiến cho hoàn cầu. Hôm nay ông ấy chỉ muốn nhìn con gái hạnh phúc, hy vọng ngài có thể đồng ý ông ấy, mới không làm thất vọng ông ấy đã từng cứu cậu chủ Trang. Chấm ngoặc kép, hai mắt Trang tính vũ lé lên, nắm chặt tay ghế không nói lời nào. Lưu Trí Đức bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ, không nhịn được tiếp tục khuyên, Chủ tịch Trang, xin ngài. Giúp đầu bếp trưởng một chút, ngài tin tưởng ông ấy, nên hiểu ông ấy làm việc luôn có lý do của mình. Trang Tĩnh Vũ im lặng. Chủ tịch, chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức gọi tiếp. Chuyện này để cho tôi suy tính một chút, chấm ngoặc kép. Trong đầu trang tính vũ thoáng qua hình ảnh con trai nhắc tới khả hình thì lộ ra nụ cười ôn nhu, người làm cha nào không hy vọng con trai của mình có được hạnh phúc. Huống chi, anh thích, còn mình hết sức hợp ý với khả Hinh. Chủ tịch, chuyện này không cần suy tính, thừa dịp bây giờ bọn họ chỉ mới quen. Để cho bọn họ sớm kết thúc mối quan hệ này thôi. Chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức bất đắc dĩ nói. Trang tính vũ nặng nề thở ra một cái, vẻ mặt lộ ra đau lòng, ngượng nhịu, nói tôi hết sức hợp ý khả Hinh. cả nhà chúng tôi cũng hợp ý cô ấy, càng không cần phải nói hạo nhiên. Đây chính là duyên phận từ nhỏ đến lớn khó được, nếu bọn họ thích lẫn nhau chuyện này với nó mà nói không phải quá tản nhẫn sao chủ tịch lưu trí đức lại lo lắng nói xin ngài tin tưởng đầu bếp trưởng xin ngài tin tưởng một người cha ông ấy sẽ không phá hủy hạnh phúc của con gái trừ khi có lý do vô cùng bất đắc dĩ chấm ngoặc kép rốt cuộc có lý do gì muốn giấu ở trong lòng nói ra không thể giải quyết sao trang tính vũ khổ não thở dài bất đắc dĩ nói rốt cuộc nhiều năm trước xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì vậy? Vấn đề của đời trước lại tàn nhẫn ném cho bọn nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức lại im lặng. Trang tính vũ lại nhìn lên bầu trời đêm, nặng nề thở dài một cái. Vô số ánh sao lấp lánh, đom đóm bồng bềnh. Bởi vì trời đã khuya, chiếc kia Audi Pipec dừng ở trước cây hoa anh đào cách phòng trọ nhỏ màu trắng không xa. Bên trong bóng người đang lay động, thậm chí truyền đến từng trận tiếng thở dốc bên trong buồng xe thu hẹp mờ tối. Trang hạo nhiên đè ở trên người mềm mại của đường khả hinh, tay nhấn ghế xe một cái, thân thể hai người ngã xuống, ôm nhau, lại hôn cuồng nhiệt. Ư mờ chấm ngoặc kép, đường khả hinh đưa đôi tay ôm cổ trang hạo nhiên, đón nhận nụ hôn của anh, phát ra tiếng thở dốc, luôn không có cách nào từ chối nhiệt tình rời núi lấp biển của người đàn ông này, giống như sóng nhiệt bao quanh mình, nhất là trong lồng ngực nóng bỏng của anh tỏa ra hơi nóng, mang hơi thở đàn ông mạnh mẽ bá đạo làm mình mê muội khả hinh chấm ngoặc kép trang hạo nhiên khẽ gọi cô một tiếng ngay sau đó ôm lấy thân thể thơm mát của cô vừa nóng bỏng hôn môi của cô tay nhẹ nhàng duỗi tới bộ ngực đầy đặn của cô nắm chặt thân thể đường khả hinh lập tức bị kích thích mặt cô ửng hồng không nhịn được mở to mắt dịu dàng nhìn anh ánh mắt trang hạo nhiên lộ ra mập mờ nhìn cô gái trước mặt rất dịu dàng và khéo léo trong lòng của anh lại kích động chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đường khả hình cũng dịu dàng nằm ở trên ghế mỉm cười nhìn anh hai người chăm chú nhìn nhau em phải đi về chấm ngoặc kép đường khả hình mỉm cười nhìn anh trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu không lên tiếng đường khả hình cũng không khỏi dịu dàng nhìn anh trang hạo nhiên im lặng một lúc mới nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô nhìn cô cảm động mỉm cười nói cảm ơn em tối nay tới tìm anh chấm ngoặc kép Đường khả hình rũ mí mắt, nhìn ngón tay anh thon dài đẹp mắt, nắm bàn tay nhỏ bé của mình rất dịu dàng và an toàn, lập tức chút không nhịn được tựa vào trong ngực của anh. Trang hạo nhiên bị động tác nho nhỏ này, có chút sững sờ nhưng ánh mắt lập lè, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, cũng ôm thân thể mềm mại của cô, hôn lên trán của cô. Thật lòng nói, cảm ơn em. Đường khả hình, chấm ngoặc kép. Thật ra, chấm ngoặc kép, đường khả hình nói đến đây, có chút xấu hổ, nhưng vẫn dịu dàng thẳng thắn. Chấm ngoặc kép, em bắt đầu thích anh gọi em là Đường Khả Hinh rồi. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, nhìn cô mỉm cười hỏi, tại sao? Cô nhóc, giống như mãi mãi chưa trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu, dịu dàng nở nụ cười. Chưa trưởng thành càng tốt, mỗi ngày ngậm ở trong miệng. Chấm ngoặc kép, anh nói xong, lại cúi xuống hôn trên môi của cô, lại vừa cười nói, ôm vào trong ngực ngoan ngoãn nghe lời làm cho người ta mỗi ngày suy nghĩ lung tung chấm ngoặc kép phốc đường khả hình không nhịn được cười không nên cười cười nữa sẽ ăn em chấm ngoặc kép trang hạo nhiên vươn tay xoa nhẹ sau lưng của cô lại hôn nhẹ bả vai trắng nõn của cô từng nụ hôn nồng nàn phát ra tiếng được rồi em thật sự phải về chấm ngoặc kép trái tim của đường khả hình bị anh hôn đến mềm nhún không thể làm gì khác hơn ngăn cản đẩy anh ra Trang hạo nhiên không có cách nào, chỉ đành phải buông cô ra, săn sóc cởi dây nịt an toàn cho cô. Đường khả hình đỏ mặt đẩy cửa xe, đi ra. Trang hạo nhiên đi ra xe thể thao, vòng qua sườn xe, đôi tay đâm khẽ túi quần, đi tới trước mặt cô. Em, về nhà, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, có chút thẹn thùng nói. Trang hạo nhiên vẫn nhìn cô thật sâu. Không nên nhìn người ta như vậy. Đi đây trên mặt đường khả hình khó nhịn lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía trước. Trang hạo nhiên không có ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng của cô. Đường khả hình bước mấy bước, quay lại liếc anh một cái. Trở về đi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cũng biết đã muộn. Đường khả hình liền gật đầu một cái, mỉm cười xoay người bước nhanh đi tới cửa nhà. Trang hạo nhiên lại im lặng nhìn cô đi về phía cửa nhà, lúc ấy chọn cho cô phòng trọ nhỏ này, cũng biết cô ở sẽ thoải mái. Đường Khả Hinh nhanh chóng về đến nhà, sau đó đoàn 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 nhảy lên cầu thang, vọt vào phòng, lập tức kéo cửa sổ sát đất, đi ra ban công. Quả nhiên thấy Trang Hạo Nhiên dịu dàng đứng ở dưới lầu, đang mỉm cười nhìn mình. Trong lòng của cô ấm áp, cười ngọt ngào nhìn về phía anh, vẫy tay một cái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô vẫy tay một cái, mau trở về đi, lái xe cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh, nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền không thể làm gì khác hơn là lui ra sau hai bước vừa nhìn cô vừa kéo cửa xe thể thao lại lộ ra nụ cười mập mờ mới ngồi vào xe thể thao đường khả hình lập tức ngắm nhìn chiếc audi pipic mở ánh đèn không đến bao lâu liền lái ra khỏi trung cư đường khả hình tựa vào lan can nhìn chiếc audi pipic đi xa trong lòng nhộn nhạo ngọt ngào khẽ nở nụ cười audio điện tử võ tấn bền chương 621, từ đơn tiếng Anh. Đêm đã sâu, ánh đèn bàn chậm rãi sáng lên. Trước cửa sổ, cô gái mặc áo ngủ trắng như tuyết, đang mở bộ sách nặng nề, chăm chú nhìn nội dung bên trong, khi lật xem đến Conti. Tên gọi nhãn hiệu Romani bắt nguồn từ công tước Conti, trong đó cô nhìn thấy tấm hình phu nhân Pompadour tranh luận rượu Conti với công tước Conti, rất xinh đẹp động người, dịu dàng trang nhã, giày cao gót bà mang đã trở thành mốt thời thượng của phương Tây. Đường khả hình bình tĩnh nhìn hình phu nhân Pompadour, suy nghĩ không khỏi bay đi, hơi ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ tối tăm, nhớ tới khi còn bé cha đã từng nói với mình. Lúc cùng người đàm phán, trao đổi, không ngại uống chút rượu, nhưng đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, phải uống nước lọc. Chấm ngoặc kép, cô gái này nghĩ tới những lời của cha, không nhịn được quay đầu, nhìn ly nước lọc bên bàn đọc sách, hai tròng mắt của cô lóe lên, khuôn mặt lộ ra nhợt nhạt, yên tĩnh, chăm chú nhìn ly nước lọc, thật lâu thật lâu, cuối cùng cô bưng nó lên, uống một hơi cạn sạch. Cái ly trống không nện xuống. Đường khả hình tiếp tục cúi đầu, cầm mắt kính đen đeo lên, chăm chú đọc sách. Vì bầu trời đêm đang dần dần để lại bóng lưng. Trăng sáng, treo cao trên đầu cành. Bây giờ mưa mùa hè, giống như nhiều hơn so với năm trước một chút, gần tới tiết thanh minh, mưa phùn càng thêm rối rít. Sáng sớm hôm sau làn mưa dệt thành từng màn mưa, toàn bộ thế giới tràn ngập mông lung. Sáng sớm, ngày vẫn còn lờ mờ, đường khả Hinh cũng đã mặc ti shirt màu xanh sọc trắng lộ vai, quần dài màu trắng bó sát người, mang giày cao gót màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, vai đeo túi sách màu trắng, chống cây dù trong suốt đi ra cửa. Trên mặt đất rất ẩm ướt, đường khả Hinh vẫn che dù, bước đi trên con đường ướt đẫm đi về phía trước, nét mặt của cô kiên định mà dịu dàng, chuẩn bị xong tất cả dũng khí, đi về phía trước. Nhà giam, giống như theo thời tiết mưa nhiều, có vẻ càng thêm tối tăm. Tiếng mưa rơi tí tách, càng truyền đến nổi cô đơn. Đường khả hình che dù, có hơi thất vọng nhìn người gác cổng, kinh ngạc nói cái gì. Ông ấy không muốn gặp tôi. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, người gác cổng lạnh lùng nói với đường khả hình, lúc chúng ta thông báo, ông ấy đang nghỉ ngơi, nói trong thời gian này, không muốn gặp bất cứ ai thân thể đường khả hình có chút trống rỗng, bất đắc dĩ đau lòng giống như nhìn thấy cha, một mình còng lưng nằm ở trên giường, bộ dáng tiểu tụy đã quyết ý, trong lòng của cô không khỏi chua sót, hai mắt không nhịn được đỏ thắm, lui ra sau mấy bước, đi tới trước một bức tường màu xám cho, mặc dù đã bị mưa bụi mưa hồ, lại ngẩng đầu lên giống như vẫn nhìn thấy cha cô đơn ở bên trong, cô đau lòng nghẹn ngào nhìn vào trong gọi nhỏ cha. Con tin rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết, lúc con đã từng bị hủy khuôn mặt, cảm thấy thế giới sụp, nhưng đi qua thật tốt, thì ra cuộc sống tiến phía trước rất quan trọng. Con vẫn rất kiên định tin tưởng, quyết định của cha nhất định là muốn cho con hạnh phúc. Con chưa bao giờ nghi ngờ điều này, nhưng con cảm thấy, hạnh phúc cuộc đời là tự mình phải nắm giữ, cha quyết định cho con, con ghi nhớ trong lòng, con sẽ vì quyết định này của cha mà cố gắng. Cha phải tin tưởng con gái. Cha, cha chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau con trở lại thăm cha. Trở lại xin cha cho đến khi cha đồng ý mới thôi. Chấm ngoặc kép, nước mưa vẫn rơi tí tách. Đường khả hình dương dương nhìn bức tường cao, đè nén thật lâu, nhưng vẫn che dù xoay người, một mình cô đơn đi khỏi. Người cha này, cả cuộc đời ông vì sự nghiệp của mình mà đánh liều, đem một tấm lòng son của mình, hiến tặng cho tập đoàn vĩ đại, nhưng ông không biết. Thành tựu lớn nhất của mình chính là nuôi dưỡng một đứa con gái đáng để cho ông tự hào cả đời. Đúng vậy, rượu cồn có thể thúc đẩy con người ta đi về trước, nhưng lúc uống nước, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần dũng khí. Bởi vì nó không có linh hồn thứ hai. 9 giờ 40 phút sáng. Bầu trời hơi sáng một chút, nhưng mưa phùn vẫn tí tách bay tán loạn, thậm chí mang theo chút lạnh lẽo. Khách sạn Á Châu, tòa nhà tráng lệ đứng vương ở bên bờ biển, bên trong cái hùng vĩ cũng theo bầu trời ảm đạm có vẻ lu mờ đi. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở đứng trước trạm. Đường khả hình chống cây dù trong suốt, đi xuống xe buýt, đột nhiên mưa gió quét ngang thân thể đều ướt đẫm cô kêu lên một tiếng cả người núp ở trong cây dù bước nhanh tới đại sảnh khách sạn giày cao gót đạp con đường ướt đẫm vang lên tiếng lốc cốc nhân viên tiếp tân mỉm cười đứng ở trước thảm đỏ đại sảnh khách sạn nhìn đường khả hình chống cây dù đi về phía này liền cố ý chiêu chọc cô nói tổng giám đốc phu nhân tại sao cô không ngồi rôn roi tới mắc mưa rất đáng thương nha đi đường khả hình cố ý liếc anh đột nhiên mỉm cười thu cây dù bước chân nhẹ nhàng đi về phía hành lang. Khả Hinh, có hai đồng nghiệp bộ phận nhân sự muốn đi ra ngoài, nhìn thấy cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hi, đường Khả Hinh nhìn thoáng qua các cô, cũng nở nụ cười rực rỡ, không biết vì sao, tâm trạng trở nên có chút vui vẻ, mỉm cười đi qua đại sảnh khách sạn nhìn thấy tòa nhà Hoàn Á đang ở trước đài phun nước, cô hơi ngại ngùng trống lên cây dù, tiếp tục đi về phía trước. Đại sảnh Hoàn Á hôm nay náo nhiệt khác thường, rất nhiều đồng nghiệp đều cười nói ra vào. Khả Hinh, mấy đồng nghiệp phòng hành tránh đang muốn đi vào thang máy, thấy đường Khả Hinh đi vào đại sảnh, dối giết chào cô. Hi, đường Khả Hinh cũng chào hỏi các cô, liền cùng đi vào thang máy, mấy cô gái nhỏ cười nói trò chuyện vui vẻ, thang máy thong thả chạy lên trên. Cửa thang máy tầng lầu tổng giám đốc mở ra. Đường Khả Hinh giống như cảm thấy tâm trạng vui vẻ khó hiểu, trên mặt luôn tràn đầy nụ cười ngọt ngào, lúc đi ngang qua phòng hành tránh, nhìn thấy cánh cửa chính phòng tổng giám đốc tôn quý đóng lại chặt kín, cô lại hơi ngượng ngùng mỉm cười, xoay người đi về phía phòng thư ký. Hôm nay công việc giống như có chút nhiều, các đồng nghiệp không có tán gẫu tin tức giải trí, đều đang làm việc. Đường Khả Hinh cũng vội vàng trở lại chỗ ngồi, bởi vì thu mua rượu đỏ một vòng đã bắt đầu, cô phải nhanh chóng nhập hóa đơn, nhưng mới vừa để cây dù xuống, ngồi xuống, điện thoại để bàn lại vang lên, cô tiện tay cầm điện thoại lên, nói nhỏ, xin chào, phòng thư ký tổng giám đốc. Đi vào đây một chút, tiếng của Trang Hạo Nhiên. Trái tim của đường khả hình đập mạnh khó hiểu, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáp nhẹ, vâng. Biết rồi, bên kia cúp điện thoại trước. Đường khả hình lại nắm điện thoại, hơi suy nghĩ một chút, vẻ mặt đột nhiên hơi nóng lên, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. An An ngồi ở một bên, liếc bộ dáng đường khả hình ngây ngốc, liền cố ý gọi cô, này. Chấm than ngoặc kép, à, Đường Khả Hinh bừng tỉnh nhìn cô một cái. Cô ngẩn người cái gì? An An cười nhìn cô nói, không phải là điện thoại của bạn trai chứ? Nào có, tổng giám đốc gọi tôi. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh vội vàng cúp điện thoại, lau nhẹ nước mưa trên mặt, còn có tóc hơi xốc xếch, mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng thư ký, đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc, dừng lại trong chốc lát, mới nhẹ nhàng vươn tay, gõ nhẹ một cái. Vào đi. chấm ngoặc kép Đường khả hình nghe giọng nói đàn ông hết sức hấp dẫn, lại khẽ mỉm cười, trong lòng cảm giác sao động mãnh liệt, dịu dàng đưa đôi tay đẩy nhẹ cửa ra. Một cơn gió biển rét lạnh đang thổi tới, mấy cái trong tróng gió màu tím ảo ảo chuyển động. Hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen phối với áo sơ mi phong cách colorless màu xám cho, cổ đứng, vạt áo trước đeo kẹp hoa màu bạc do nhà thiết kế thời trang Paris mới ra, thật sự lộ ra khí chất cực hạn tôn quý, đang ngồi ở trước bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn tài liệu, hai mắt nhấp nhô ánh sáng mấy phần hấp dẫn. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn anh như vậy, hai mắt không khỏi trở nên có chút dịu dàng, trái tim rung động khó hiểu. Tiêu Đồng đứng ở một bên, đang cúi đầu thật thấp, rất uất ức. Đóng cửa lại, sắc mặt Trang Hạo Nhiên có chút cứng rắn, giọng nói mang theo vài phần không vui. Lúc này Đường Khả Hinh mới có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đồng, Tiêu Đồng giống như hết sức bất đắc dĩ khó khăn nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô để cho cô cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh như rơi vào trong sương mù, gật đầu, vội vàng đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch liền xoay người, nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc, lo sợ liếc cô một cái. Tới đây, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vừa lật xem tài liệu, vừa cầm bút máy lên, gõ mạnh vị trí mặt bàn bên cạnh mình một cái. Đường Khả Hinh hoảng sợ choáng váng, lại ngẩng lên đầu nhìn Tiêu Đồng dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì. Tiêu đồng bất đắc dĩ, chỉ cười khổ. Đường khả hình không khỏi luống cuống, lập tức nghe trang hảo nhiên căn dặn, yên lặng vòng qua bàn làm việc, đi tới bên cạnh anh, nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị đẹp trai của anh, thật cẩn thận hỏi tổng giám đốc, anh. Anh có gì căn dặn? Trang hảo nhiên lạnh lùng đem một phần tài liệu mới vừa nhìn, lật lại mấy cái, mới đặt trên mặt bàn, nói em xem báo cáo em làm đi. Đường khả hình sững sờ, hơi bước tới một bước, cầm báo cáo đơn rượu đỏ bằng tiếng Anh trước mặt nhìn xem, phía trên một đống chữ tiếng Anh, tối thiểu có mười mấy nơi, đều khoanh vòng tròn màu đỏ, cô sửng sốt. Sốt cuộc trang hạo nhiên bất đắc dĩ và nghiêm túc ngẩng đầu lên, xoay ghế ra, nhìn đường khả hinh, lấy dáng vẻ tổng giám đốc nhìn cô, trầm mặt nói, anh suy tính đến vấn đề bằng cấp của em, lý lịch của em, tiếng Anh của em, cho em công việc đơn giản nhất ở phòng thư ký. Nhưng một bảng báo cáo tiếng Anh nho nhỏ, mười mấy từ đơn tiếng Anh, kế tiếp xuất nhập đơn rượu đỏ, như vậy cũng có thể làm sai. Đây gần như là dập khuôn rồi, chương 622, uất ức. Mặt của đường khả hình đỏ lên, khẽ cắn môi dưới. Vẻ mặt trang hạo nhiên cứng ngắc, nhìn cô nói, đã lâu không có kiểm tra công việc của em, hôm nay bên tổng công ty trực tiếp gọi điện thoại tới, nói em đưa bảng báo cáo tiếng Anh, lỗi đến khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt. Anh mới nhìn một chút, không nhìn còn khá, vừa nhìn. Trời à, Đường khả hình cúi đầu, nghĩ thầm bây giờ thật sự mất hết cả mặt mũi, muốn chui xuống đất. Tiêu đồng, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lại xoay mặt, hơi không vui gọi tiêu đồng. Vâng, tiêu đồng lập tức thật căng thẳng ngẩng đầu, biết trang hạo nhiên tức giận thật, bình thường mặc kệ anh đùa giỡn với mình như thế nào, nhưng đối với đợi công việc, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai buông lỏng hoặc phạm sai lầm. Không phải tôi bảo cô trông chừng cô ấy sao? Trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn tiêu đồng, lấy bút máy gõ mạnh ở trên báo cáo một cái, mới nói cô làm gì vậy. Có thể để cho một phần tài liệu như vậy gửi tới bên tổng công ty. Người khác không biết, còn tưởng rằng phòng thư ký của tôi không có người đấy. Đường khả hình lập tức có chút ủy khuất ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên. Tiêu đồng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên cười theo nói, thật hổ thẹn lão đại, gần đây công việc của tôi hơi nhiều. Chấm ngoặc kép, yêu, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, tiêu đồng bất đắc dĩ đành phải nói. Trừ chuyện này còn có lý do gì? Hôm nay Trang Hạo Nhiên tức giận thật, nhìn cô nghiêm túc hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tiêu đồng không biết nên nói gì, chỉ đành có chút lúng túng đứng ở một bên, quả thật cũng không có chuyện gì, chỉ là mình sơ sót. À, Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình đỏ mặt vội vàng giải thích nói anh. Anh đừng trách tiêu đồng, đều là lỗi của em. Chấm ngoặc kép, lại tới, ngày ngày chỉ biết nhận lỗi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nghiêm túc cắt lời cô, nói nhanh, anh mắng cô ấy, cũng không phải nói em không sai. Trong lòng của đường khả hình chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nói vâng. Là em sai rồi, không liên quan đến tiêu đồng, trước kia em gửi tài liệu ra ngoài, chị ấy đều xem giúp em, lần này là em quá mức tự tin, không để cho chị ấy xem qua, em đã gửi email. Chấm ngoặc kép, em muốn người khác giúp em tới khi nào trang hạo nhiên lại nhìn cô bất đắc dĩ lạnh lùng hỏi ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình nhanh chóng đỏ bừng cúi đầu thấp muốn tìm một cái lỗ chui xuống không mặt mũi trở ra gặp người lão đại tiêu đồng nhìn khả hình bị mắng rất đáng thương cô vội vã gấp gáp nói chuyện lần này là lỗi của tôi tôi chưa kịp kiểm tra liền chấm ngoặc kép sau này tài liệu của cô ấy đưa hết cho tôi xem qua trang hạo nhiên không có thời gian nghe cô nói nhảm trực tiếp cầm tài liệu của đường khả hình, mở ra, vẻ mặt lại không vui cầm bút máy, không ngừng vẽ tiếp mấy vòng tròn, vừa vẽ vừa lắc đầu. Tiêu đồng và đường khả hình cùng vỡ gan mật nhìn anh. Xem từ đơn này một chút, Trang hạo nhiên lật xem đến tài liệu Conti, lấy thêm bút máy màu đỏ, vẽ mạnh một vòng tròn ở phía trên, mới cao giọng nói, rõ ràng là Domain de la Romani côn em làm cho nó biến thành Domain de la Romaniti. Đây là cái gì? Roman đế, em đang nghĩ cái gì? Anh lại lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình, hỏi. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua một chút uất ức và bị tổn thương. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đem 12 phần tài liệu bị lỗi sửa lại toàn bộ cho tôi, sửa không tốt không cho phép ăn cơm chưa? Tiêu đồng, nếu như sau này để cho cô ấy phạm sai lầm như vậy, chuyện của cô ấy sẽ là chuyện của cô. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên thuận miệng nói xong, liền lạnh lùng đuổi người vâng chấm ngoặc kép tiêu đồng chỉ đành phải cẩn thận đáp lời sau đó liếc về phía đường khả hình đường khả hình không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiến lên đỏ mặt thu hồi tài liệu từng phần từng phần càng thu càng thấy cảm giác có chút uất ức cuối cùng lúc bưng tài liệu đùng một tiếng lạnh lùng ôm lên trang hạo nhiên bị giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô một cái mất hồn nói em dọa chết người đấy chấm than ngoặc kép trong ngực đường khả hình một đoàn lửa giận cũng không có nói gì liền ôm tài liệu bước nhanh đi ra ngoài, ầm một tiếng, rung chuyển trời đất, đóng cửa lại. Tiêu đồng hoảng sợ đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn cánh cửa kia, mặt cũng trắng bệch. Cô ấy, cô ấy, cô làm sao vậy? Trang hạo nhiên cầm bút máy, chỉ vào cánh cửa kia, mất hồn ngạc nhiên nói, tự nhiên sập cửa. Tiêu đồng quay đầu, liếc về phía anh không nhịn được cười nói, lúc nảy mắng cô ấy như vậy, ai cũng sẽ tức giận, còn nói phòng thư ký của mình không có ai không phải mỗi người đều giống như tôi quen thuộc cách làm việc của anh, không nhận người thân, Tô Lạc Hoành cũng đã gọi anh là người bị tâm thần phân liệt. Chấm ngoặc kép, cô, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nghe xong cảm thấy tức giận muốn cầm tài liệu đánh cô nói, cô nghe lời của cậu ta, cô gả cho cậu ta là được. Đi đi đi, đừng bảo chị sánh đôi với cầm thú, bao giờ tôi mới đầu thai làm người, tiêu đồng nghĩ tới Trang Hạo Nhiên còn chưa hết giận, vội vàng chạy trốn. Con bé này, chấm ngoặc kép vẻ mặt trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng tiêu đồng chột giả lách mình chạy đi lắc đầu một cái lại thuận tay mở tài liệu phải phê duyệt hôm nay không khỏi nghĩ tới lúc này đường khả hình ôm tài liệu lúc đi khỏi bộ dáng tức giận và uất ức anh cũng không có biện pháp nói lại còn tức giận sao nhiều lỗi tiếng anh như vậy mắng em cũng là vì muốn tốt cho em thôi nếu không thi đấu tên rượu cũng nhầm chấm ngoặc kép anh nặng nề thở dài một cái muốn chăm chú xem văn kiện nhưng lại không nhịn được nhớ tới bộ dáng đáng yêu của đường khả hình mới vừa đi, nhất là bộ quần áo hôm nay cô mặc, mát mẻ tự nhiên, quần dài màu trắng bó sát người, lộ ra hai chân thon dài hấp dẫn, giày cao gót lốc cốc, bước đi linh hoạt lại quyến rũ. Trên mặt của anh không nhịn được hiện lên nụ cười, nhưng lại có chút cố kỵ nhìn phía trước một chút, cao mày nói, sẽ không thật sự tức giận chứ. Phòng thư ký Đường khả hình tức giận thở phì phò, ôm tài liệu đi vào phòng thư ký, nện người mấy phần tài liệu lên bàn phịch một tiếng ngồi xuống nóng mắt nhớ lại tối hôm qua trang hạo nhiên vẫn còn ôm hôn mình ở trong buồng xe hôn rất tình nồng mật ý giống như một chút cũng không muốn buông ra nhưng mới qua một buổi tối như vậy trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách đàn ông thật sự là không tin được cô cảm thấy tức giận cầm một phần tài liệu lật ào ào lật thật lớn tiếng lớn tiếng đồng nghiệp cả phòng thư ký giật mình nhìn cô cũng quan tâm hỏi khả hinh Cô làm sao vậy? Không có việc gì, Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi lật tài liệu, tức giận nghĩ, Trang Hạo Nhiên, nếu như em cho anh cơ hội hôn em nữa, em không phải là người. Anh chờ đó. Lúc này, Tiêu Đồng cũng có chút bất đắc dĩ đi tới, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh thở phì phò, cô đi nhanh qua, cười nói, Khả Hinh, đừng tức giận lão đại, anh cứ như vậy, làm việc không nhận người thân. Bình thường bọn phó tổng tính sai, lại không thấy anh ấy mắng lợi hại như vậy cố tình níu lấy tôi mắng. Ghét, đường khả hình uất ức không chịu nổi, mở máy vi tính ra, chuẩn bị sửa tiếng Anh. Ôi chao, nghiêm khắc đối với cô, đó là bởi vì thương cô mà. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng lại dụ dỗ cô. Phi, tôi không tin anh ấy. Đường khả hình tức giận đến mặt đỏ dần, cầm con chuột, mở ra ổ cứng mắt chừng thật to, lại không nhịn được nhớ tới tối hôm qua, mình ăn mặc rất xinh đẹp xuất hiện tại cửa nhà anh. Cô liền ngại mất mặt kêu a a a a a mấy tiếng, Đầu cúi trên bàn phím máy vi tính, vừa vặn đè hai chữ cái SB, ngu ngốc 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 SB, ngu ngốc. Phốc, các đồng nghiệp phòng thư ký cũng không nhịn được, bật cười, Tiêu Đồng cũng không nhịn được lắc đầu một cái, nở nụ cười. Bởi vì bận rộn, cho nên thời gian trôi qua thật nhanh. Lẽ ra Đường Khả Hinh sẽ làm buổi tối lại bị Trang Hạo Nhiên mắng một lúc, dối rắm một lúc, rất nhanh đến buổi trưa, các đồng nghiệp cũng vặn eo bẻ cổ muốn đi ăn cơm trưa, nhưng đường Khả Hinh còn nhớ rõ Trang Hạo Nhiên nói, nếu như không sửa xong tài liệu, không cho phép đi ăn cơm. Cô đang bề bộn đầu đầy mồ hôi. Khả Hinh, tiêu đồng à các đồng nghiệp cùng đi đến cạnh cửa, mới ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, nói cô không muốn ăn cơm trưa à. Hôm nay trong phòng ăn có canh gà hầm thuốc bắc cô ưa thích ăn nhất hai mắt đường khả hình vẫn nhìn máy vi tính tay không ngừng xem tiếng anh bên cạnh đều là tài liệu tiếng anh cùng tiếng anh giới thiệu vắn tắt tất cả vườn nho ngơ ngác nói mọi người đi ăn trước đi tôi còn phải làm một chút cô ăn trước rồi làm tiếp mà chấm ngoặc kép tiêu đồng mình cũng quên mất lời của trang hạo nhiên lúc nảy quen thói xúc động nói rồi không cần mọi người nhanh đi ăn đi đừng chờ tôi chấm ngoặc kép đường khả hình vừa chăm chú nhìn máy vi tính vừa không có tâm tư đáp Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô một cái, biết cô tức giận bướng bỉnh, liền không thể làm gì khác hơn là cùng với đồng nghiệp cùng nhau cười đi ra ngoài, nghĩ tới một chút nữa sách một phần bữa trưa về cho cô. Kim chỉ giờ đang ở 12 giờ, âm thanh len keng vang lên. Trang hạo nhiên ngồi ở trước bàn làm việc, xem xong một phần tài liệu cuối cùng, rốt cuộc thở ra một hơi, lúc đóng tài liệu lại, lập tức nhớ tới dáng vẻ đường khả hình sáng nay thở phì phò chạy ra ngoài, anh vẫn có chút băn khoăn tựa vào trên ghế ra, làm sơ nghỉ ngơi, mới híp mắt suy nghĩ đã hết giận rồi chứ. Do so dự một lát, liền nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, 12 giờ 30 Hai mắt anh khẽ xoay chuyển, lập tức nhắc tay trang sau ghế đứng lên, vừa mặc vừa đi ra ngoài, vừa mở cửa lập tức nhìn thấy bọn tiêu đồng cười nói đi ra ngoài, nhân viên bộ hành tránh đều đi hết sạch, thật sự đúng giờ, một phút cũng không dư thừa cho công ty. Anh hơi bật cười, mới có chút cẩn thận làm bộ đi nghỉ ngơi, đi qua cửa phòng thư ký, anh ngừng lại nhìn vào bên trong. Quả nhiên, đường khả hình vẫn rất chăm chỉ ngồi ở trước bàn máy vi tính, sửa tài liệu, ánh mắt rất chăm chú. Hai mắt trang hạo nhiên hiện lên nụ cười dịu dàng, đứng ở bên cửa, đầu tiên là nhìn trái phải nhân viên hành tránh đều đi hết sạch, anh mới ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không có việc gì đi vào. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trang hạo nhiên đang lưỡng thửn đi tới, vẻ mặt của cô lập tức thu lại, rất tức giận, chừng mắt, ngón tay gõ tách tách ở trên bàn phím, sửa tiếng Anh, nhưng gõ thế nào cũng không đúng, cô lại tức giận cầm tài liệu rượu, lật không ngừng. Trang hạo nhiên nhịn cười nhìn bộ dáng cô, khe khẽ dịu dàng đi tới phía sau của cô, một tay cắm nhẹ vào túi quần, nghiêng mặt nhìn một từ đơn tiếng Anh trong máy vi tính, phía dưới có một đoạn màu đỏ, viết Alvaro Palak. Rốt cuộc anh khẽ lộ ra nụ cười, hơi khom lưng, hai tay chống trước mặt bàn làm việc, nhẹ nhàng bao bọc cô gái trước mặt ở trong lòng ngực mình. Đường khả hình dừng lại động tác lật sách, không lên tiếng. Trang hạo nhiên hơi nghiêng người tới trước, hơi chăm chú nhìn tài liệu trong máy vi tính, sâu kín nói Alvaro Palacios. Người thanh niên này sáng lập kỳ tích, tên là Alvaro Palacio Osborne. Anh ta được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng trưng cất rượu Rioja, lúc đầu đến bóc đồ học khóa trưng cất rượu một năm, rồi đến thực tập ở dòng tộc Peter Greencastle, vô cùng khiêm tốn học hỏi với bậc thầy trưng cất rượu, rồi đến hầm rượu California quan sát, dựa vào bẩm sinh lãnh ngộ ra được chìa khóa thành công của việc trưng tất rượu, năm 1992 sáng tạo nhãn hiệu độc đáo, sau đó không lâu đưa ra thị trường rượu Lemita quý giá, ngay từ lần đầu tiên đã thành công nổi tiếng vang dội quốc tế. Được nhà phê bình đánh giá, sẽ là nhãn hiệu mới có khả năng thay thế nhãn hiệu đang có, trở thành nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu Tây Ban Nha. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hơi sướng sờ bản thân mình rất tự hào trí nhớ của mình, không ngờ trí nhớ của anh tốt như vậy, chỉ là nhìn thấy một chữ tiếng Anh không trọn vẹn, cũng biết nhiều như vậy. Uất ức hả, Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay thon dài, gõ chữ IOS bổ sung vào chữ Alvaro Palac trên bàn phím máy vi tính, mới dịu dàng hỏi. Mặt của đường khả hình cứng rắn, nhìn từ đơn tiếng Anh trong máy vi tính, hưởng thụ ấm áp người đàn ông bao bọc sau lưng, thậm chí ngửi được mùi nước hoa rất dễ chịu trong cơ thể anh tỏa ra, cảm giác hôm nay tâm trạng của anh vui vẻ, mình lại uất ức lầu bầu nói có cái gì uất ức. Anh cũng đã mắng đến mức đó rồi, còn nói cái gì phòng thư ký không người, em không nổi cái tội này đâu. Trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, lại nhanh chóng xem tài liệu tiếng Anh, vừa sửa cho cô vừa nói, anh nói, muốn em làm những tài liệu này, gặp đề thi chuyên gia hầu rượu vòng thứ hai sẽ không bị uất ức. Chưa nói chuyện mới vừa mắng em, chấm ngoặc kép, đường khả hình trừng mắt, rất tức giận ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dịu dàng cúi đầu, mỉm cười nhìn cô nhóc này, dịu dàng cưng chiều, nỉ non cảm tính nói, không phải là. Sợ lúc em thi, phạm sai lầm sao, đến lúc đó thành tích không tốt, sợ em không chịu nổi loại mất mắt này. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn nhìn anh chằm chằm. Được rồi, lúc này anh mắng em, anh sai rồi. Không nên tức giận, hả, anh nói xong, liền nhẹ cúi xuống, hôn trên môi của cô mặt của đường khả hinh ửng đỏ trang hạo nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoay ghế của cô để cho cô nhìn mình đôi tay chống nhẹ trên mặt bàn cúi người xuống mặt dán vào mặt cô thật dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận ửng hồng hai mắt thoáng qua một chút nóng bỏng lại cương chiều cười nói không nên tức giận sau này cho dù em làm sai anh sẽ đóng cửa từ từ nói với em được không đường khả hinh cúi đầu không nói lời nào Trang hạo nhiên lại nghiêng mặt nhìn dáng vẻ cô vẫn có chút uất ức, đột nhiên mỉm cười, lập tức bế ngang cả người cô. Này, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được lập tức ôm cổ của anh, có chút cố kỵ nhìn bên ngoài phòng làm việc, mặt mắc cỡ đỏ bừng nói anh. Anh làm gì đấy, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên ôm cô nhóc này, vừa đi ra ngoài, vừa nở nụ cười, nói khẽ trở về phòng làm việc của anh, anh từ từ xin lỗi em. Chấm ngoặc kép, không nên như vậy. Trang hạo nhiên, bị người thấy thì làm thế nào? Trái tim của đường khả hình nhảy thình thịch, muốn tránh thoát ngược của anh. Sẽ không có người, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên ôm đường khả hình đi ra phòng thư ký, hôn trên môi của cô, lúc muốn xoay người, cũng đã nghe được bên ngoài có người nói cười đi tới. Đường khả hình kinh hãi, giấy ruộng thoát ngực của anh, lập tức đứng thẳng người, mặt nhìn vào tường, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Trang hạo nhiên sửng sốt nhìn cô. Tổng Giám Đốc, trưởng phòng hành tránh nở nụ cười đi tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cung kính gọi. Ăn cơm chưa trở lại nhanh như vậy, Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn ông. Vâng, vâng, chấm ngoặc kép, trưởng phòng hành tránh là người đàn ông hơn 40 tuổi, chỉ đành phải cười đáp. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, cũng rất nghiêm túc nhìn ông, nói từ nơi này đi tới phòng ăn nhân viên, đại khái đi bộ, mau cũng phải 10 phút, chậm ít nhất phải 15 phút. Sau đó ăn cơm, ít nhất cũng phải 15 phút chứ. Được rồi, chú ăn cơm 10 phút xong rồi, trở lại tính tới tính lui, ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng. Chấm ngoặc kép, anh nhàn nhạt nhắc cổ tay, nhìn thời gian, mới có 12 giờ 17 phút, sau đó nói, cho chú một đôi cánh để cho chú bay, nếu như chú tan việc đúng 12 giờ, cũng không bay về nhanh như vậy được. Trưởng phòng hành tránh cùng mấy đồng nghiệp đều trợn to hai mắt, hoảng sợ đến sau lưng rét lạnh. Đường khả hình nhìn vách tường, lại không nhịn được đỏ mặt mỉm cười mọi người, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh đường Khả Hinh, vẻ mặt không vui nhìn mấy nhân viên này nói, đang trong giờ làm việc, tự tiện rời khỏi, trừ ba ngày lương. À, mấy người khóc không ra nước mắt nhìn người này bình thường nói tan việc trước nửa giờ cũng không có việc gì, hôm nay làm sao vậy? Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu, hơi cười, bất đắc dĩ nhìn anh. Tổng Giám Đốc, chúng tôi biết sai rồi. Chấm ngoặc kép, trưởng phòng hành tránh vội vàng nói trang hạo nhiên không để ý bọn họ chỉ nhìn đường khả hình bày ra dáng vẻ tổng giám đốc nói cô còn đứng ở nơi này làm gì không đi ăn cơm chưa à chấm ngoặc kép đường khả hình vội vàng đi ra ngoài trang hạo nhiên cũng hơi cười đi theo phía sau của cô ho khan mấy tiếng mới nói cùng đi ăn cơm chưa đi dù sao tôi cũng đói bụng chấm ngoặc kép đường khả hình liếc về phía anh không nhịn được cười nói cùng nhau Hôm nay tôi tè uốn đi phòng ăn nhân viên ăn canh gà hầm thuốc bắc. Tổng giám đốc Trang chấm ngoặc kép. Vậy thì đi, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra phong độ, nở nụ cười đi về phía trước, nói: Anh muốn đi à, Đường Khả Hình có chút giật mình cười nói, hay là anh cùng bọn Lâm phó tổng đi nhà hàng cao cấp đi, đừng dọa sợ các nhân viên. chấm ngoặc kép. Vậy thì gọi bọn Lâm phó tổng cùng nhau tới phòng ăn nhân viên ăn cơm đi, như vậy bọn họ cũng sẽ không bị dọa sợ chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền bước đi, lúc đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, tay trượt qua hông của cô. Đường Khả Hinh dừng bước, nhìn bóng dáng cao lớn, đột nhiên mỉm cười. Chương 623, anh muốn đi nơi nào? Nhân viên phòng ăn đang ồn ào náo nhiệt. Đầu bếp nấu món canh gà hầm thuốc bắc, vẫn rất được các nhân viên hoan nghênh, đặc biệt ở bên trong dùng cây đông trùng hạ thảo, canh càng thêm trong. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ còn có Tiểu Nhu đang ở trước quầy tiếp tân, quản lý phòng cùng ăn cười đùa trò chuyện tin tức gần đây, mọi người cũng rối rít khất giọng cười to. Tại sao Khả Hinh còn chưa tới ăn chưa vậy? Theo bản năng Trần Mạn Hồng nhìn lối ra vào phòng ăn. Chắc tới ngay thôi, bên kia Tiêu Đồng cũng đã tới. Nhã tuệ nghiêng mặt nhìn Tiêu Đồng ở xa xa đang cùng đồng nghiệp phòng thư ký cười đùa nói chuyện phiếm. Tiểu Nhu lập tức cầm nĩa ghim một miếng khoai tây ăn, lắc lắc đầu có chút mất mát. Ea nói có thể cô ấy sẽ không tới. Chấm ngoặc kép. Tại sao? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi cô. Bởi vì bây giờ cô ấy là người chủ tịch phu nhân thích nhất, sẽ không trở lại nhà ăn nhỏ chúng ta ăn cơm. Tiểu Nhu cầm cái muỗng, không ngừng trộn đều cơm tẻ của mình, rất mất mát. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn cô, nở nụ cười một cái nói cô cho rằng người nào cũng giống như cô à. Làm người được chủ tịch phu nhân tin cậy, ngay cả cơm cũng không cần ăn, tôi không phải có ý này mà. Ngày hôm qua Tiểu Nhu nghe nói chuyện của Khả Hinh, cô vẫn có một loại cảm giác mất mát nặng nề. Cô đúng là có ý này. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói nhanh, cô chỉ bán heo, ngày ngày ăn loại khoai tây chết tiệt. Người đã như thế còn không chịu bổ não. Hôm nay còn làm vỡ hai cái ly bạch ngọc lan của tôi. Tôi cho cô biết, cô chỉ có một cơ hội báo hư hao, nếu như cô lại làm vỡ một cái, tôi không cho cô ký sổ, một tháng tiền lương của cô cũng không mua được một cái ly phòng ăn chúng ta. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu nghe lời này, ve mặt khổ sở, cúi đầu rất uất ức. Được rồi, được rồi, cô đừng luôn khi dễ cô ấy, một người rất đáng yêu nha. Nhã tuệ vươn tay, kéo nhẹ bả vai tiểu nhu, cười nói. Được rồi, từ trạch minh cầm đúa, vừa ăn cơm từng ngụm từng ngụm, vừa cười nói tiểu nhu nói cũng không phải không có đạo lý. Ngày hôm qua khả hình đi theo chủ tịch phu nhân, Đoán chừng là ngày phất lên không xa. Mọi người cũng đừng trêu chọc cô ấy, cô ấy sẽ làm vỡ bình. Nhã tuệ không nhịn được cười, gắp một miếng thịt bò nạp, đưa đến trong chén của tiểu nhu. Đừng cho cô ấy ăn, chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói, nhà cô ấy có nhiều heo, nghe nói có mấy ngàn con heo. Để cho cô ấy về nhà ăn thịt heo nạp, mấy ngàn con heo, hừ. Nhắc tới chuyện này, Trần Mạn Hồng đã cảm thấy người này rất buồn nôn quản lý, tiểu nhu lập tức cầm muỗng, cắm vào trong cơm của mình, có chút không thể nhịn được ngẩng đầu lên, bĩu môi nói, chị không cần nói đến heo nhà tôi được không? Nếu như, tôi không nói đến heo nhà cô, cũng không nói đến khoai tây nhà cô, cũng chỉ có thể mắng cô đấy. Trần Mạn Hồng cắm đôi đũa vào trong cơm của mình, nhướng mày nhìn cô. Mặt của tiểu nhu đỏ lên, cũng rất ủy khuất liếc quản lý một cái, mới âm thầm lặng lẽ cúi đầu, cầm muỗng ăn cơm. Phốc, vẻ mặt nhã tuệ bất đắc dĩ nở nụ cười trên đường đi phòng ăn nhân viên ăn cơm bọn lâm sở nhai và tô lạc hoành vừa đi dọc theo con đường nhỏ đá trắng đi tới vừa bất đắc dĩ nói chúng ta có thể đừng chạy tới phòng ăn nhân viên hay không mọi người cảm thấy tôi thất tình là một chuyện rất vinh quang hà bây giờ tôi nhìn thấy nhã tuệ hận không được tìm một chỗ để chui đấy quan tâm đến tâm trạng của tôi một chút được không trang hạo nhiên vừa đi về phía trước vừa cười nói tại sao tôi phải quan tâm đến tâm trạng của cậu cậu là ai anh không thể có phụ nữ thì không cần anh em nữa chứ lâm sở nhai tức giận nhìn trang hạo nhiên kêu to lên về sau cậu có phụ nữ ngàn vạn lần không được để ý đến những anh em này tôi chưa bao giờ khích lệ đàn ông xem anh em quan trọng hơn vợ trang hạo nhiên vừa cười đi về phía trước vừa nói anh chấm ngoặc kép lâm sở nhai tức giận chỉ vào trang hạo nhiên kêu to anh chờ đó cho tôi lần sau nếu anh cùng tiểu đường có gây gỗ tình cảm tôi uống rượu với anh nữa tôi sẽ tự thiến Phốc, tô lạc hoành tào anh kiệt lãnh mặc hàn ba người bọn họ nghe cũng không khỏi cười ha ha phòng ăn nhân viên mọi người đang xôn xao ăn cơm sau đó đường khả hình cũng đến cô chạy nhanh đến đầu bếp chọn thịt heo kho tàu khoai tây thịt dê hầm đậu còn có một phần rau cải và canh gà hầm thuốc bắc cứ vui vẻ cầm khay đi tới bên cạnh nhã tuệ ngồi xuống ơ ờ, Tổng giám đốc phu nhân tới rồi. Trần Mạn Hồng vừa ăn cơm, vừa nhìn Đường Khả Hinh cười nói. "Ghét, không nên nói tôi như vậy." Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng cầm muỗng múc cơm ăn. "Khả Hinh, tôi cho rằng sau này cô cũng sẽ không ăn cơm với chúng tôi nữa." Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, thật vui vẻ cười nói. "Sao lại thế?" Đường Khả Hinh cầm muỗng, múc một muỗng cơm ăn, liền không nhịn được nhìn phía ngoài cửa sổ. "Chờ ai vậy?" Tiêu Đồng đang cầm khay, đột nhiên ngồi vào bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn cô cười hỏi. "Không có, không có chờ ai." Chấm ngoặc kép, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Một chút nữa ăn cơm xong, đi theo tôi tới hoàn cầu một chuyến, chúng ta phải đi kiểm tra đối chiếu danh sách thu mua rượu đỏ. Nếu không, hôm nào đó cô lại bị mắng." Tiêu Đồng nhìn cô, cười nói. "À," chấm ngoặc kép, Đường khả hình nhớ tới chuyện hôm nay Trang hạo nhiên đi tới phòng làm việc, mặt hơi ửng đỏ. Hôm nay khả hình bị mắng à? Nhã tuệ có chút lo lắng hỏi. Không có, không có, lão đại chính là người như vậy, đừng để ý, anh ấy chỉ làm việc cẩn thận một chút. Tiêu đồng bật cười nói. Không có, không có bị mắng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng có chút lúng túng ăn cháo. Bây giờ cô ấy là tổng giám đốc phu nhân, làm sao bị mắng được? Ngày hôm qua nhìn chủ tịch phu nhân chúng ta rất thích cô ấy. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng bật cười nói. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng. "Khả Hinh, sau này cô thật làm tổng giám đốc phu nhân sao?" Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác rất đáng sợ, lại ngước đầu ngây ngốc hỏi, "Nếu thật sự là như vậy, không phải tổng giám đốc cũng muốn tới phòng ăn nhân viên ăn cơm với cô mỗi ngày?" Như vậy quá đáng sợ. Lần trước hai tổng giám đốc tới, chúng tôi ăn cái gì cũng không biết. "Chấm ngoặc kép. Đồ chết tiệt." Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lại níu lấy cái đuôi của cô không thẢ nói, "Nếu như Khả Hinh thật muốn làm tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc còn cần tới nơi này ăn cơm với cô ấy không? Nhất định là mỗi người chúng ta đi tới trước mặt cô ấy phục vụ cô ấy." Đường Khả Hinh lại đỏ mặt nhìn mọi người, vừa muốn nói chuyện. "Tổng giám đốc đến." Chấm than ngoặc kép nhân viên cả phòng ăn nhất thời đều ngừng lại tất cả động tác ăn, uống, gắp, đùa, vui, ồn ào, vừa kinh ngạc nhìn bên ngoài. À, lại tới, từ trạch minh không chịu nổi, đang kẹp khoai tây, nhìn ra phía ngoài kêu to một tiếng. Mạn hồng, cô thật là liệu sự như thần, nhã tuệ bất đắc dĩ, cười khổ nhìn cô. Tôi, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đột nhiên sững sờ, cũng có chút đỏ mặt, nhưng vẫn căng thẳng hỏi tổng giám đốc nào vậy. Đường khả hình nghe hỏi, mặt hơi cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài phòng ăn. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, phong độ nghiêm nghị, sắc mặt căng thẳng đi tới phòng ăn nhân viên, sau lưng dẫn theo bốn phó tổng thẩm quân dụ, tiêu nại, tô lạc trạch, trần tuấn nam. Tất cả nhân viên cả phòng ăn đứng dậy, căng thẳng nhìn tưởng thiên lỗi, không người gọi tổng giám đốc. Đường khả hình cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi đã đi vào, hai tròng mắt thâm thúy lộ ra cứng rắn và sâu lạnh, vẻ mặt căng thẳng, thậm chí không thể làm trái, trái tim của cô đập thình thịch. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng dừng ở trước phòng ăn nhân viên, ánh mắt sắc bén quét nhìn cả phòng ăn. Đường khả hình núp ở trong đám người, hai mắt lóe lên, trái tim đập thình thịch. Tưởng thiên lỗi nhìn từng nơi từng nơi, rốt cuộc nhìn thấy bàn của Trần Mạn Hồng, có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở một bên. Hai mắt anh chợt lóe, không nói hai lời, cất bước đi lên, trải qua vài bàn ăn nhân viên đi tới trước mặt của đường khả hình nắm chặt tay của cô lạnh lùng nói đi theo tôi chấm ngoặc kép à chấm ngoặc kép đường khả hình giật mình có chút lo sợ xoay cổ tay nhìn anh nói tổng giám đốc tưởng anh không nên như vậy giữa chúng ta không có bí mật gì để nói tưởng thiên lối quay mặt sang vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô nói hiện tại anh lấy thân phận của tổng giám đốc ra lệnh cho cô đi theo tôi trái tim của đường khả hình đập thình thịch, trợn to hai mắt, thở hổn hển nhìn anh. Đi, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không nói hai lời, liền kéo đường khả hình xài bước đi. Cả phòng ăn kinh ngạc nhìn bọn họ. Trái tim nhã tuệ càng nhảy thình thịch, nhìn bọn họ hai người cứ như vậy đi khỏi. Tưởng thiên lỗi, anh đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên xung quanh, mặt lập tức đỏ lên, muốn xoay cổ tay. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, lạnh lùng muốn dẫn cô đi ra phòng ăn tưởng thiên lỗi đường khả hình vừa loạng choạng theo sát anh đi về phía trước vừa xoay cổ tay hoảng sợ kêu nhỏ nghe nói canh gà này không tệ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên dẫn bốn phó tổng cười nói vừa muốn đi vào phòng ăn nhân viên sau đó nhìn thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng nắm chặt cổ tay của đường khả hình nhanh chóng đi ra phòng ăn anh dừng bước ngăn ở trước mặt bọn họ sắc mặt hơi thu lại hai mắt thoáng qua mấy phần sắc bén Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi dừng bước lại, nắm chặt tay Đường Khả Hinh, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh kinh hãi lạnh mình, dừng bước lại, dối rắm nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ở phía trước, cái ót của cô nóng lên, dự cảm xấu bùng lên. "Tổng giám đốc Tưởng, anh kéo nữ thư ký của tôi muốn đi nơi nào?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhàn nhạt hỏi. "Chương 624, ngừng bữa trưa." Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Trang Hạo Nhiên, chậm rãi mở miệng, "Cậu phải phân biệt câu này, cô ấy không chỉ là nữ thư ký của cậu, cô ấy còn là nhân viên của Hoàn Cầu, mà tôi là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, tôi có quyền mang cô ấy đi." Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức ngưng lệ nhìn tưởng thiên lỗi. "Trang Hạo Nhiên nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, nói, "Tổng giám đốc tưởng, anh nói cũng đúng, anh là tổng giám đốc Hoàn Cầu, có quyền mang cô ấy đi, mà tôi cũng là tổng giám đốc Hoàn Cầu." tôi có quyền quyết định cô ấy đi đâu chứ hai mắt tưởng thiên lỗi ngưng tụ nhìn anh trang hạo nhiên nhìn anh chỉ mỉm cười thản nhiên nói bây giờ là giờ ăn cơm trưa tại sao không để cho cô ấy ăn xong một bữa cơm anh muốn nói chuyện phiếm với cô ấy hoặc trao đổi gì cũng là một chuyện rất đơn giản tại sao lại ở trước mặt tất cả nhân viên kéo cô ấy đi anh làm như vậy thật giống như muốn thông báo với mọi người khinh thường thư ký của trang hạo nhiên tôi rồi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi cắn chặt răng không lên tiếng. Trang hạo nhiên từ từ quan sát vẻ mặt của anh, mỉm cười nói tôi tin tưởng chúng ta đều cùng một điểm xuất phát, hy vọng mỗi nhân viên đều tốt, anh đường đột mang người đi như vậy, sẽ gây ra rất nhiều lời bàn tán, hay là đi vào ăn cơm chưa chung được không? Tổng giám đốc tưởng, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của trang hạo nhiên, khuôn mặt anh căng thẳng, chậm rãi buông lỏng, hiện lên nụ cười mấy phần nhẹ nhõm, khẽ xoay người nhìn đường khả hình, nói, ngày hôm qua, có phải có một ván cờ hay không? Đường khả hình nhìn anh, sửng sốt. Sắc mặt trang hạo nhiên cũng hơi thay đổi. Tưởng thiên lỗi lại nhìn đường khả hình, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trầm, sâu kín nói, là ai đồng ý? Nếu tôi thắng ván cờ, cô ấy sẽ nhảy với tôi một bản. Trái tim đường khả hình tan vỡ, sắc mặt tái nhợt căng thẳng nhìn anh. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra nghiêm túc nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Trang Hạo Nhiên, lại chậm rãi lạnh nhạt nói, "Trang Hạo Nhiên, cậu luôn là một người xem nhẹ thắng thua, cũng sẽ không quên cuộc tỉ thí với tôi tối hôm qua, thua ván cờ này." Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên lỗi lại im lặng nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi nói, "Nếu như em không chịu đựng nổi sự dày vò của tình yêu này, ít nhất phải có dũng khí tới nói tạm biệt với anh chứ." nhưng ngay cả dũng khí nói lời tạm biệt em cũng không có mặc cho một mình anh cầm chiếc nhẫn giống như một kẻ ngốc đứng ở trước cửa sổ sát đất chờ em bao lâu để cho người cả hội trường đều nhìn tưởng thiên lỗi anh như tên hề đường khả hình xin lỗi ngẩng đầu lên nhìn anh tưởng thiên lỗi nhớ tới đêm qua chờ cô dài giặc như thế hai mắt lại hiện lên mấy phần tức giận và đau lòng nói hôm nay anh muốn tới đòi một câu nói em không muốn cho hai mắt đường khả hình dưng dưng Trái tim run rẩy không nói lời nào. Tưởng Thiên lỗi lại đau lòng nhìn cô, nói từ tối hôm qua anh vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất trong hội trường chờ em đến bây giờ, cố ý không đến tìm em trong giờ làm việc, đó là bởi vì anh tôn trọng công việc của em, cố ý chờ em dùng cơm trưa mới đến tìm em, nhưng muốn nói với em vài câu cũng không có muốn quấy rầy công việc của em và cuộc sống của em. Như vậy cũng không được, Đường Khả Hinh, em đừng khiêu chiến phẫn nộ của anh. Anh nhẫn nại cũng có hạn. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Tổng giám đốc tưởng, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, nếu anh thật tôn trọng lựa chọn của cô ấy, như vậy ngày hôm qua cô ấy chưa từng xuất hiện, anh nên hiểu lựa chọn của cô ấy chứ. Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận nhìn anh, khẽ mở môi mỏng, gần từng chữ nói ra, đây cũng chỉ là một điệu nhảy. Là cậu thua hết một điệu nhảy, tôi đã nói muốn dùng nó trói buộc cuộc đời của cô ấy sao? hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng lập tức cứng lại, nhìn anh tức giận nói, nếu anh bởi vì ngày hôm qua tôi thua hết ván cờ, muốn mời cô ấy nhảy một bản, như vậy bây giờ, anh lấy phong độ thân sĩ mời cô ấy đi. Chấm than ngoặc kép, hai tròng mắt tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, sát đường khả hình chậm rãi đi tới Trang Hạo Nhiên, ép tới ánh mắt của anh, lại lạnh lùng nói từng chữ từng câu, phong độ thân sĩ. Ngày hôm qua tôi đã đủ phong độ thân sĩ rồi, nhưng tôi chờ cả một buổi tối, nếu tôi lại dùng phong độ thân sĩ, sẽ có người nhân cơ hội, thừa dịp người khác vì tình yêu mất mát tiểu tụy, đưa chân vào, quấy nhiễu cuộc đời của cô ấy. Hiện có tương đương 90 chương đã được dịch mặt cười, nếu ai muốn mua giá rẻ ủng hộ dịch giả thì gửi gmail, tttukidmsa.gmail.com nhé. Trang hạo nhiên lại phì cười, nhìn tưởng thiên lỗi, ánh mắt ngưng trọng nói, quấy nhiễu cuộc đời của cô ấy. Ví dụ như anh mấy lần thất hẹn, tôi nhặt cô ấy về nhà. Thậm chí lúc anh muốn moi trái tim của cô ấy ra, tôi mạo hiểm tánh mạng đi tìm Tô Thủy Kỳ. Hay là lúc cô ấy ra mình 3 tháng, ôm cô ấy vào lòng, kéo cô ấy ra khỏi cuộc sống đoạn tuyệt. Tưởng thiên lỗi, thế giới này không phải chỉ có một mình anh biết coi tướng số. Bốn người lâm sở nhai đột nhiên có chút căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên, người ngoài không hiểu, nhưng bọn họ hiểu, người đàn ông này rất ít cùng người khác tính sổ. Thậm chí anh cũng không tính sổ với người khác, nếu như anh muốn tính sổ với bạn, trừ khi anh thật tức giận tưởng thiên lỗi lại tiến lên một bước nóng mắt nhìn anh nói thật sao vậy cậu nói cho tôi biết cậu tính toán các khoản đó dùng trí thông minh của cậu tính toán các khoản đó rốt cuộc cô ấy yêu tôi mấy phần để ý tới cậu mấy phần bây giờ cậu trả lời cho tôi biết chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên cắn chặt sang nhìn anh đủ rồi chấm than ngoặc kép trong đầu đường khả hình một mảnh sốc xếch hai mắt rưng rưng tinh thần run rẩy nói đừng tranh cãi nữa tưởng thiên lỗi về chuyện tối hôm qua em không thể khiêu vũ với anh rất xin lỗi nhưng tối hôm qua thật sự em không có cách nào đồng ý với anh tối hôm qua không thể nào tương lai cũng không thể em nói lại một lần nữa chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lạnh lùng quay mặt sang nhìn đường khả hình ẩn nhẫn khổ sở và bất đắc dĩ hai mắt anh ngưng tụ lại gần trước mặt cô nhìn nửa khuôn của cô đau lòng nói được em không cho anh cơ hội này anh không miễn cưỡng em nhưng anh nói cho em biết tương lai anh đấu với người đàn ông đối diện em bắt đầu từ ván cờ này bởi vì cậu ta không tuân thủ quy tắc trò chơi tương lai không cho phép em dùng bất kỳ dáng vẻ nào xuất hiện tại trước mặt của anh cầu xin anh một phần đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn anh trang hạo nhiên tức giận níu áo tưởng thiên lỗi hai mắt như chim ưng ẩn chứa sát khí trên mặt hiện lên ánh sáng đáng sợ tức giận nói tưởng thiên lỗi tôi cảnh cáo anh đừng lợi dụng sự lương thiện của cô ấy Chấm than ngoặc kép. Cậu không lợi dụng sự lương thiện của cô ấy đi làm chuyện hèn hạ sao? Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi tức giận nhìn anh, cứng rắn nói, nếu tôi không nghĩ tới cậu là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, lại rất quân tử sao? Nếu như cậu có thể nhịn thì chờ lúc cô ấy quên tôi, tới phiên cậu dắt tay của cô ấy. Chấm than ngoặc kép. Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là một người tốt. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cao giọng nói, mà tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn một người khổ sở bị thương mà bỏ mặc không để ý. Hôm nay, trừ khi chính cô ấy chấp nhận đi theo anh, nếu không, anh không thể đi qua cánh cửa này. Một ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bốc cháy. Cả phòng ăn đều tràn ngập thuốc súng nặng nề, người xung quanh không ai dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn về phía mấy người tại lối đi. Thẩm quân dụ cùng tiếu nại mới vừa trở về nước, lạnh lùng tiến lên, muốn mở đường cho Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi nói, "Mời tổng giám đốc Trang." "Nhường đường." Lãnh Mặc Hàn và Tô Lạc Hoành lạnh lùng tiến lên, nở nụ cười một cái nói, "Tổng giám đốc Trang chưa nói nhường đường." chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi lại nóng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói cậu, "Nhất định muốn cùng tôi khơi lên chiến tranh đúng không?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt lộ căng thẳng, giật giật nói, "Tôi và anh mới bắt đầu chiến tranh hôm nay sao?" lửa giận của tưởng thiên lỗi nhanh chóng thiêu đốt đang muốn phát động kế hoạch trong tay đường khả hinh nhìn hai người tức giận như vậy sợ bọn họ thật nổi sóng gió vừa muốn lên tiếng đường khả hinh, trang hạo nhiên nhìn tròng trọc tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói có một số việc của đàn ông em đừng nhúng tay nắm giữ tình cảm của em là được nếu em tin tưởng anh thì giao tất cả cho anh chỉ cần em ở lại tất cả đủ rồi chấm than ngoặc kép đôi mắt đường khả hinh đẫm lệ nhìn anh chằm chằm Tưởng thiên lối cũng nhìn chòng chọc trang hạo nhiên, lạnh lùng nói chính xác có một số việc là chuyện của đàn ông. Nếu như cậu không dùng thủ đoạn, có lẽ cũng sẽ không có chiến tranh ngày hôm nay. Cậu tự cho rằng là thông minh, nhưng không biết làm như vậy, đã đẩy cô ấy vào vực sâu khổ sở và mâu thuẫn. Cậu dùng thủ đoạn để có được tình yêu của cô ấy, không chỉ xấu xa mà còn hèn hạ. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nổi giận, mười ngón tay buộc chặt săn rắc, lập tức giống như mãnh thú, sắp tung người tiến lên trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức ngăn ở trước mặt của tưởng thiên lỗi căng thẳng nhìn anh trang hạo nhiên lập tức dừng ở trước mặt của đường khả hình nhìn chăm chú cô cắn răng thấp giọng giống tránh ra chấm than ngoặc kép hôm nay anh muốn xé anh ta đường khả hình giống như hiểu được người đàn ông này tức giận cô lại căng thẳng muốn nói chuyện xảy ra chuyện gì chấm than ngoặc kép một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến mọi người bao gồm người bên trong phòng ăn, tất cả đều kinh ngạc nhìn sang. Quả nhiên, Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng cùng lãnh đạo cấp cao và thư ký của công ty nhanh chóng đi về phía bên này. Mọi người nhìn thấy hai vị chủ tịch, tất cả đều hoảng sợ, ngay cả nhân viên bên trong phòng ăn, cũng lập tức căng đứng lên, tất cả cùng khom lưng, gọi chủ tịch. Chấm than ngoặc kép, suốt cuộc đang làm gì? Trang Tĩnh Vũ đi tới trước một bước, nhìn một cô gái đứng ở giữa hai tổng giám đốc hoàn cầu, Đỏ mặt tía tai, thật sự tức giận và thất vọng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cha đến rồi, tất cả đều không lên tiếng. Tưởng Vĩ quốc càng lạnh lùng đi đến trước mặt của hai người, hai mắt thâm thúy lộ ra chán ghét thật sâu, đầu tiên là nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, sau đó rơi vào trên người của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng bất đắc dĩ cúi đầu. Mọi người đừng nói với tôi, hai tổng giám đốc hoàn cầu đang vì một cô gái, ở trước mặt tất cả nhân viên tranh luận một chút chuyện mất mặt xấu hổ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn đường Khả Hinh, sau đó nhìn hai tổng giám đốc, nói. Trái tim của đường Khả Hinh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Vẻ mặt Trang Tính Vũ cũng bất đắc dĩ và đau lòng nhìn bọn họ, cao giọng nói, hai tổng giám đốc hoàn cầu, dậm chân một cái kinh tế phương Tây cũng có thể bị chấn động. Bây giờ ở chỗ này, ngay trước mặt rất nhiều nhân viên tranh luận không nghỉ. Chơi trò trẻ con à, đầu óc không bình tĩnh sao có chuyện gì không đóng kín cửa nói được sao, nhất định ở vào lúc này, dối rắm một chút chuyện không cần thiết. Truyền đi, cũng làm cho người chê cười. Bọn chúng còn mặt mũi nào đóng cửa, hiện tại hận không được xé đối phương ra, tưởng vĩ quốc cũng tức giận nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuấn Nam, cậu nói xem. Trần Tuấn Nam vừa nghe, lập tức cười khẽ nói, thật ra thì chuyện không có phức tạp như thế, chỉ là Tổng Giám Đốc có một số việc, muốn trao đổi với Khả Hinh một chút. Nhưng tổng giám đốc trang không đồng ý cũng là vì quan tâm đến cảm thụ của nhân viên chấm ngoặc kép là như thế phải không sở nhai trang tính vũ lạnh lùng nhìn con trai nhớ lại đêm qua lưu trí đức van xin à chấm ngoặc kép lâm sở nhai liếc mắt nhìn hai người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi cười nói là như vậy bởi vì tổng giám đốc chúng ta luôn quan tâm đến cấp dưới cho nên muốn nói để cho khả Hinh ăn xong cơm trưa rồi bàn lại chuyện thì tốt hơn có thể tổng giám đốc tưởng cũng có chút chuyện gấp gáp. Cho nên, cũng không có mâu thuẫn gì. Nói ra là được, chấm ngoặc kép. Chỉ đúng, chỉ đúng, dừng lại bữa cơm trưa, nói chuyện một chút, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn đường khả hinh, nói không hơn. Cả người đường khả hinh nhanh chóng rét lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trường 625, tối hôm nay trời có mưa. Vâng, chỉ dừng lại một bữa cơm trưa, nói chuyện một chút lúc này tưởng thiên lỗi lạnh lùng lên tiếng. Trang hạo nhiên cười lạnh nhìn anh, nói, ngay cả bữa cơm trưa, anh cũng không cho cô ấy ăn. Tưởng thiên lỗi lập tức nóng mắt ngẩng đầu nhìn anh. Đủ rồi, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ thật sự nghe không nổi, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn đường khả hinh, vẻ mặt lộ ra nặng nề, thở dài một hơi, mới chậm rãi gọi, khả hinh. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở một bên, hai chân trôi nổi, cảm giác không còn hơi sức đáp. Ánh mắt trang tính vũ chăm chú nhìn đường khả hình thật sâu, nhớ tới chuyện lưu trí đức căn dặn đêm qua, lại nhớ tới lúc ông giả từ trịnh trọng căn dặn, đừng nói chuyện đường khả hình và trang hạo nhiên đã quen biết nhau khi còn bé, cho đối phương biết. Ông lại thở một cái, lồng ngực phập phồng, mới lạnh nhạt nói, con nói cho chú, đêm qua con vốn thua ván cờ phải nhảy với thiên lỗi một bản, tại sao không tới? Con, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng, mơ hồ không biết nên nói gì. Cha, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức gấp gáp gọi cha. Cha không muốn nghe con nói. Trang tính vũ nhanh chóng nhìn con trai gầm nhẹ. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải im lặng. Hiện có tương đương 90 chương đã được dịch mặt cười, nếu ai muốn mua giá rẻ ủng hộ dịch giả thì gửi gmail, tttukidmsa.gmail.com nhé. Khả Hinh, Trang Tính Vũ lại nhìn đường Khả Hinh, chậm rãi hỏi, ngày hôm qua có tình huống bất đắc dĩ phải không? Đường khả hình nghe lời này, chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp nhẹ, vâng. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn giữ chặt nguyên tắc nói với cô, như vậy mặc kệ như thế nào, chuyện ngày hôm qua, là con không đúng, con thất ước rồi, thiên lỗi muốn tới hỏi nguyên nhân, đây cũng là chuyện đúng. Chấm ngoặc kép, cha, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên không tin nổi gọi cha. Xúc sinh nếu như làm việc đối với người khác không có tự tin như vậy con nên sớm từ chức tổng giám đốc hoàn cầu cho cha cha không có đứa con trai làm mất mặt như con trang tính vũ lại nghiêm nghị nhìn con trai thấp giọng khiển trách trang hạo nhiên cắn răng nắm chặt quả đấm sắc mặt tưởng vĩ quốc cũng đông cứng nhìn tưởng thiên lỗi đè nén lửa giận tức giận nói nhưng chỉ là một điệu nhảy chỉ dừng lại bữa cơm trưa nếu như con làm tổng giám đốc hoàn cầu có lý trí cơ hội như vậy còn nhiều mà hiện tại vì một món đồ hư hỏng như vậy liền muốn chiến tranh với hạo nhiên. Con không có tư cách làm như tổng giám đốc hoàn cầu của cha. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng đứng ở một bên, nắm chặt quả đấm, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình hoảng sợ đến cả người run lên, trong đầu hỗn loạn. Khả hình, để tránh hai người thật sự nổi giận, trang tính vũ lại nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, nói chuyện ngày hôm qua chính xác con làm sai rồi, nhưng ngày hôm qua là cuộc đấu của ngày hôm, hôm nay là lựa chọn của hôm nay, chú cũng không miễn cưỡng con, nhưng chuyện đến nước này, con cần phải đưa ra một quyết định, bởi vì con không đưa ra quyết định, giữa bọn họ sẽ nổ ra chiến tranh, nhưng nếu bây giờ trước mặt của chú và chủ tịch tường, con đưa ra lựa chọn, chúng tôi bảo đảm, tương lai không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lập tức trắng bệch, hai mắt lóe lên gấp rút, nước mắt di động. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ cùng Tiểu Nhu, ba người bọn họ đều đứng gần ở một bên, hoảng sợ vỡ mật nhìn đường khả hình. Trang tính vũ lại híp mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói con. Muốn lựa chọn này sao? Đường khả hình đột nhiên cảm giác cả người mệt mỏi, nhớ tới lời nói giận dữ ngút trời của Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi mới vừa rồi. Cô đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nói chuyện này bất quá. Chỉ dừng lại một bữa cơm thôi. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi và Trang hạo nhiên cùng muốn tiến lên nói chuyện. Các con đều không được nói để cho cô ấy tự suy nghĩ trang tính vô tức giận trách mắng hiện tại người nào nói nữa đều không tôn trọng lựa chọn của cô ấy nếu như các con là thượng đế ai dám bảo đảm tương lai hạnh phúc của cô ấy hiện tại vào lúc này cô ấy đã khổ sở như vậy các con cũng không giải quyết được chấm than ngoặc kép đường khả hinh nghe những lời này trong người rốt cuộc dâng lên một chút dũng khí hiểu có một số việc phải tự mình giải quyết tuyệt đối không liên lụy người khác và tập đoàn mặt của cô hơi lạnh lùng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi nói, em đi với anh. Chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua một chút nóng bỏng, nhìn cô. Đường khả hình lại nhìn Trang Hạo Nhiên, mặc dù lo lắng xin lỗi, nhưng vẫn chậm rãi mỉm cười nói, đây cũng chỉ là thời gian ăn một bữa cơm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn cô. Cảm ơn hai vị tổng giám đốc tôn trọng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mệt mỏi nói xong, chỉ đành phải cắn răng nắm chặt quả đấm đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi lên phía trước, đi theo sau của cô, nhanh chóng đi về phía trước. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, đau lòng quay đầu, nhìn hai người bọn họ dần dần đi khỏi, giống như lại một lần phải tiếp nhận số mạng vô tình an bài. Vẻ mặt tưởng vĩ quốc lạnh lùng, nhớ tới cuộc chiến mới vừa nhìn thấy, chỉ đành phải thất vọng tức giận đi khỏi. Trang tính vũ đứng ở một bên, nhìn con trai khổ sở như vậy, sắc mặt của ông càng cứng rắn và lạnh lùng, nói còn đứng ỉ làm gì. Còn không ngại mất mặt. Cha, Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn cha, nói tại sao lúc này muốn hướng dẫn khả hình. Chấm ngoặc kép, Trang Tính vô im lặng nhìn anh. Tại sao phải làm như vậy? Trang Hạo Nhiên có chút mất mát nói, khi còn bé, cha rèn luyện cho con, con đều tiếp nhận, nhưng hôm nay. Cha thật không thể đối với con như vậy. Chấm ngoặc kép, cha nói sai sao? Trang tính vũ lạnh lùng nhìn con trai nói, con ngay cả dừng một bữa cơm trưa cũng không có lòng tin, con lấy gì mang đến cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Có chút tình yêu, con muốn tranh thủ, giành giật từng giây để tranh thủ, bởi vì cho tới bây giờ cô ấy cũng không phải là của con. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên cắn răng nhìn cha một cái, mới nắm chặt quả đấm, đau lòng xoay người xảy bước đi khỏi. Bốn người lâm sở nhai nhìn bóng dáng Trang hạo nhiên, cũng đau lòng vội vàng đi khỏi. Trang tính vũ đứng ở một bên nhìn bóng lưng con trai cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài đi khỏi. Lúc này lửa mạnh mới vừa thiêu đốt cổng nhà ăn nhất thời yên lặng lại chỉ còn lại hơi khói quanh quẩn. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ hai người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch. Tiểu Nhu cũng ngẩn người cũng hoảng sợ đến nói không ra lời. Cái muỗng cơm còn không có để xuống phim thần tượng gì đó cũng không có đặc sắc như mới vừa rồi. Trời à! làm tôi sợ muốn chết. Tôi làm người nhiều năm như vậy, cũng không có bị dọa hoảng sợ như hôm nay. Trần Mạn Hồng không ngừng đè chặt lồng ngực, tất cả đồng nghiệp sau lưng đều kinh ngạc kêu lên. Nhã Tuệ cũng hoảng sợ đến mất hồn mất vía, lập tức lại nhìn Trần Mạn Hồng, giống như cầu cứu nói, Mạn Hồng, cô nói cho tôi biết, khả hinh. Đi theo tưởng thiên lỗi đi ra ngoài, không có sao chứ. Tại sao tôi luôn có một loại dự cảm thật không tốt? Trần Mạn Hồng cũng có chút căng thẳng nhìn cô, nói, không có sao chứ. Dù sao bọn họ đều là người trưởng thành, chấm ngoặc kép. Nhưng, tại sao tôi, cảm giác nhịp tim không ngừng đập, nhã tuệ đè chặt tim, có chút lo sợ nói. Sẽ không có việc gì, chỉ đi ra ngoài trao đổi một chút, chấp nhận và không chấp nhận mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng cũng có chút bất đắc dĩ kéo nhẹ bả vai của cô, trong lòng mình vẫn còn sợ hãi nói. Nhã tuệ nói không ra lời, chỉ than khổ một hơi, nghĩ tới má trái khả hình không trọn vẹn cũng không giấu được khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chiếc Rolls Royce màu đen, lấy tốc độ 180 km h chạy tới đường lớn ven biển. Gió rất lớn, rất lớn, thổi ào ào. Đường khả hình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn vẻ mặt tưởng thiên lỗi cứng ngắc, tức giận lái xe, căng thẳng nói tưởng thiên lỗi. Anh làm gì đấy, anh lái nhanh như vậy làm gì? Anh không có nghĩ muốn cùng chết với em chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nắm chặt tay lái, lái xe chạy qua đường lớn ven biển, chuyển hướng chạy tới công viên Hoa Anh Đào, vèo một tiếng xông vào, cuối cùng thắng gấp ở bên đường Ngô Đồng. K -t, 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 t một tiếng, thân thể đường khả hình chợt nghiêng tới trước, cuối cùng lại bị sung lượng đập trở về chỗ ngồi. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nghiêng người cởi bỏ dây nhiệt an toàn cho cô, lại nghiêng người tới trước đẩy cửa xe ra cho cô, nói, xuống xe. Đường khả hình bất đắc dĩ nghiêng mặt nhìn anh một cái. Tưởng thiên lỗi không để ý đến cô, mà một mình đi xuống xe, lạnh lùng vòng qua sườn xe, đứng ở bên cạnh cây ngô đồng, nhìn cây liễu trước bờ sông. Đường khả hình chậm rãi đi xuống xe, đóng cửa xe, bất đắc dĩ nhìn anh. Tại sao muốn tha thứ cho anh? Tưởng thiên lỗi đột nhiên đưa lưng về phía cô hỏi. Đường khả hình sửng sốt. Hai tròng mắt của tưởng thiên lỗi thoáng qua một chút đau lòng, nhìn cây liễu đung đưa phía trước sâu kín nói, tại sao? Anh muốn moi tim của em ra ngoài, em cũng muốn tha thứ cho anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không muốn nói đến chuyện này. Nếu như, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, đôi tay cắm nhẹ vào túi quần, lồng ngực không ngừng phập phồng nói, lúc đó nếu em không tha thứ cho anh. Có thể anh sẽ không yêu em sâu như vậy, thậm chí sẽ mang theo tình yêu của em cùng như mạt khổ sở ở chung một chỗ, cả đời, anh tin tưởng trong quá trình này, khẳng định cũng sẽ có một chút hạnh phúc. Chấm ngoặc kép chấm. Hai mắt đường khả hình ửng đỏ, đột nhiên nghẹn ngào cười nói, nói như vậy. Em làm sai, em nên hận anh, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lập tức quay đầu nhìn đường khả hình, thật lòng nói, đúng vậy. Làm như vậy, đối với anh có một chỗ tốt, chính là lúc nào em cũng luôn nhớ kỹ anh, hận anh, sẽ không quên anh. Đường khả hình ngẩng đầu lên tức giận nhìn anh. Tưởng thiên lỗi chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhìn cô thật lòng nói, em có thể nói cho anh biết, bây giờ em còn hận anh hay không? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói lời nào. Hận anh không, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình hỏi nữa. Không hận, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên không có chủ ý nói. Không hận, tưởng thiên lỗi có chút nghi ngờ nhìn cô, nói anh đã từng muốn moi tim của em ra ngoài, giao cho như mạt. Để cho cô ấy sống, cho em chết, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh, cắn răng nói, anh nói chuyện này làm gì? Không phải em nói không hận sao? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, hỏi nhanh. Em hận anh và em vẫn còn yêu anh là hai chuyện khác nhau. Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh kêu to. Anh không có bảo em yêu anh. Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi gầm nhẹ, em phải hận anh, phải nhớ kỹ, như vậy anh mới có thể bồi thường cho em cả đời. Đường Khả Hinh, em nói em không yêu anh nữa nhưng lúc anh ăn quýt, lúc anh một mình đều có cảm giác, loại cảm giác đó là em cho anh, cảm giác đó không phải của riêng anh. Nếu như em không yêu anh, hiện tại anh sẽ không có quá mãnh liệt như vậy, thậm chí dùng chiến tranh gọi em đi ra ngoài. chấm than ngoặc kép. Hai mắt Đường Khả Hinh dương dương nhìn anh, nghẹn ngào nói, anh có tôn trọng em sao? Bây giờ không có cách nào tôn trọng em. chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thật lòng nói, tối hôm qua một anh đứng ở sảnh tiệc, cả một buổi tối từ lúc náo nhiệt nhất, đến lúc một mình, anh nghĩ đến trước kia, em yêu đến cỡ nào mới có thể chờ đợi anh như vậy. Thật ra phải có một trái tim rất kiên định. Đường khả hình cắn răng nhìn anh, hai mắt run rẩy nước mắt sắp rơi xuống, cô lập tức xoay mặt đi. Anh chờ em tới buổi sáng hôm nay. Chấm ngoặc kép, lúc tưởng thiên lỗi nói lời này, hai mắt lập tức nổi lên hơi nước, khổ sở nói, suốt cuộc anh hiểu rõ một chuyện. Chính là chờ em quay đầu lại, trừ khi có kỳ tích xảy ra chấm ngoặc kép. Đường khả hình quay mặt đi, chết cũng không làm cho nước mắt rớt xuống. Mặc dù anh biết rõ, tối hôm qua em đến chỗ của Trang Hạo Nhiên. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, nắm chặt quả đấm, nhưng vẫn cố nén nước mắt, khó chịu thở dốc nói, nhưng anh. Chịu đựng được đau khổ này, không có đi qua nhấn chuông cửa, cũng không có đi gõ cửa. Anh tự nói với mình, nếu như gian phòng kia tắt đèn, anh sẽ xoay người đi khỏi. Chấm, anh cho Trang Hạo Nhiên tất cả, thỏa mãn cho cậu ta tất cả, chỉ cần cậu ta có thể làm cho em hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, suốt cuộc trên mặt đường khả hình run một cái, nước mắt rớt xuống. Thật ra em không hiểu được lòng anh, đường khả hình. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt bả vai của cô, nhìn con gái mình thật yêu thật yêu, nghẹn ngào khổ sở thật lòng nói, anh không muốn cướp đoạt em. Anh càng không muốn chiếm đoạt hạnh phúc của em, anh cũng chỉ muốn cho em hạnh phúc mà thôi đối mặt một cô gái đã từng chết cũng muốn yêu anh, cô gái đến chết cũng tha thứ cho anh, anh không có tàn nhẫn và ích kỷ muốn cướp đoạt hạnh phúc hiện tại của em. Nhưng số mạng để cho em đi khỏi gian phòng kia, anh ở trong khe hở của vận mạng, tranh thủ một lần nữa không được sao. Cả người đường khả hình yếu ớt, trong lòng đau đớn mãnh liệt. Cho anh một cơ hội, nhìn lại anh một lần, tưởng thiên lỗi khổ sở nhìn đường khả hình, trên mặt ẩn nhẫn khổ sở và bi thương thật nhiều ngày cho tới nay, hai mắt ẩn chứa đầy nước mắt nói em nói em không yêu anh nữa cho anh một lý do em không hận anh anh sẽ buông tay chấm than ngoặc kép đường khả hình bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn anh cười khổ nói lý do không hận anh thật ra lý do không hận anh thật không có chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn cô nhưng lý do hận anh có một đống lớn nước mắt đường khả hình chảy xuống sâu kín nói về phần em muốn tha thứ cho anh đó là một chút khoan dung cuối cùng còn sót lại trong lòng em, ai bảo em là một chuyên gia hầu rượu. Ai bảo em hiểu nổi khổ trưng cất rượu, tình yêu khổ sở, lựa chọn cũng là một loại khổ sở. Nhưng không tạo thành lý do em còn có thể yêu anh nữa. Lời em từ chối anh, em cũng thuộc lòng rồi, tưởng thiên lỗi. Chấm ngoặc kép, cô tiếp tục bất đắc dĩ nhìn anh, rơi lệ nói, luôn từ chối, một chút cảm giác cuối cùng trong lòng cũng sẽ biến mất. Không cần như vậy em tự mình quyết định tất cả, cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mặc kệ tương lai hạnh phúc hay không hạnh phúc, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô, hai tròng mắt ứa lệ, tuyệt vọng đau buồn. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh một cái, lui về phía sau một bước, rơi lệ nói, em hy vọng chúng ta có thể giữ lại một chút tốt đẹp cuối cùng cho đối phương, sau này gặp mặt còn có thể lên tiếng chào hỏi. Tương lai anh hạnh phúc, em sẽ chúc mừng cho anh. Thật lòng, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi sâu kín xoay người, nhìn bên kia bờ sông, khuôn mặt kiên nghị thoáng qua mấy phần bất đắc dĩ và khổ sở. Hôm nay là lần cuối chúng ta cùng đơn độc chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh, lại nghẹn ngào nói, em hy vọng anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Chấm ngoặc kép. Cô nhìn thật sâu bóng lưng anh cô đơn, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn cắn răng sâu kín xoay người đi ra ngoài. Tưởng Thiên lỗi vẫn đứng tại chỗ, hai mắt lộ ra vô tận mất mát. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, vào lúc này giọt mưa lớn như hạt đậu rào rào rơi xuống. Từng viên chút vào trên người của người đàn ông này. Ánh mắt Tưởng Thiên lỗi tịch mịch, hơi bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên rớt xuống từng giọt mưa, nhanh chóng ướt nhẹp mình, anh lập tức nghĩ đến đường khả hình sẽ có thể bị dầm mưa, anh lập tức xoay người đến chỗ ngồi sau xe, cầm cây dù chống lên, bước nhanh đi về phía trước. Đường khả hình rơi lệ đi ở trong mưa to, mỗi lần từ chối cũng đau khổ và mệt mỏi như vậy. Sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng chạy đến, che dù đi tới trước mặt của cô gái, đau lòng che mưa gió cho cô. Em không cần anh quan tâm, chấm than ngoặc kép, đường khả hình bất đắc dĩ đẩy anh ra, tự mình một mình đi vào trong mưa, mặc cho cả người ướt đẫm. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, lại che dù đi tới trước mặt cô, sơ cây dù trong suốt, lại che mưa gió cho cô, còn cả người mình ướt đẫm, nước mưa trượt lên khuôn mặt kiên nghị rơi xuống, chỉ còn lại hai tròng mắt nóng bỏng, đau lòng, thâm tình nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, lại đẩy anh ra, thậm chí ném cây dù của anh, đội gió to mưa lớn, toàn bộ thế giới đều là tiếng mưa rơi tí tách, bật khóc, anh đừng như vậy. Anh có thể cách xa em hay không, sống thật tốt đi. Sống cuộc sống của anh không được sao? Em không cần anh làm những chuyện này, anh đừng như vậy chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, lại từ trên đất nhặt lên cây dù ướt đẫm, mở ra để che ở trước mặt của đường khả hinh, hai tròng mắt ướt át thâm tình nhìn cô. Em không chịu nổi anh, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh đưa hai tay nặng nề lau nước mưa và nước mắt ướt đẫm trên mặt, lại nước nở nhanh chóng bước đi tới phía trước. Tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng cô cô đơn, trong lòng đau nhói, lại cầm cây dù muốn đuổi theo. Ngã tư đường, khắp nơi bay đầy lá hoa anh đào mùa hoa anh đào đã từng bay đầy màu hồng trong thế giới này. Đường khả hình khóc đi ở trong mưa, hoàn toàn không phân rõ phương hướng xung quanh, chỉ muốn bước nhanh đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi lo lắng che dù, muốn đuổi theo tới phía trước thì lại nghe được tiếng xe hơi lao tới, anh nhíu mày thật chặt, quay đầu nhìn thấy phía trước có một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm đang nhanh chóng từ phía bên trái, lao nhanh đến ngã tư đường. Anh lập tức căng thẳng nhìn đường khả hình mất hồn nước nở chạy về phía ngã tư đường khả hinh, ngoặc kép. Một âm thanh thê lương gấp rút vang lên ở trong mưa giống như tiếng sấm chấn động truyền đến. Đường khả hinh không khỏi dừng ở giữa đường, mất hồn xoay người, chợt nhìn thấy tưởng thiên lỗi chạy như bay đến trước mặt, khổ sở mạnh mẽ đẩy mình ra. A, à, chấm than ngoặc kép, cả người đường khả hinh ngã trên mặt đất, tay chống đỡ ra tia máu, cũng đang trong chấp nhóm này, cô mất hồn ngẩng đầu lên, thấy tưởng thiên lỗi bị một chiếc Ferrari màu đỏ thấm tông thẳng vào người, cả người lui về phía sau khổ sở hộp máu ngã xuống, lập tức, đầu óc của cô mất đi lý trí, chỉ còn lại nước mắt lan xuống, chừng to mắt nhìn xem tưởng thiên lỗi đập xuống đất, đầu đập mạnh xuống mặt đất, máu bắn ra, hai mắt hiện lên nước mắt, mờ mịt nhìn bầu trời, khóe miệng trào máu tươi. Tưởng thiên lỗi, đường khả hình hoa một tiếng khóc lớn, lúc chiếc Ferrari lao nhanh về phía trước vọt đi, cô điên cuồng nhào tới trước mặt của anh, quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu người đàn ông này, tay vỗ mạnh khuôn mặt kiên nghị đầy máu của anh, nhìn anh rơi lệ và ánh mắt thâm tình nhìn mình, cả thân thể của cô giống như bị xé rách, đau đớn giống như bị sấm sét đánh vào thân thể của mình. Cô ôm chặt anh, ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh màu xanh mờ mịt, khổ sở khiếp sợ đau lòng rơi lệ kêu to, cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng, nơi này có người bị đụng xe, cứu mạng, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình ôm đầu của người đàn ông này, tay ôm chặt người anh tuôn máu, cúi mặt xuống dán mạnh vào mặt của anh, âm thanh sụp đổ khóc giống kêu to tưởng thiên lỗi. Anh đừng chết, cứu mạng, em lấy mạng đổi cho anh hạnh phúc, cũng chỉ muốn anh hạnh phúc mà thôi. Anh đừng chết vì em, em không muốn anh chết, em muốn anh hạnh phúc, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu anh ấy. Chấm ngoặc kép, cô gái ôm người đàn ông này, rơi lệ quỳ gối trong mưa, khổ sở ngửa mặt khóc lớn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 625